chương 871, cự linh biến thân. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái hơn 10 năm đi qua. Phi thường náo nhiệt trời xanh núi bốn phía, sớm đã khôi phục thanh tịnh. Trời xanh sơn tây bắc ngàn dặm bên ngoài, một mảnh băng tuyết bao trùm trong sơn cốc, bốn phía đều đều là cao vút trong mây huyền băng vách đá dựng đứng, sương mù lượn lờ, băng hàn bức người. Liếc nhìn lại, trắng xóa đích, yên tĩnh dị thường. Bỗng nhiên, một cổ ẩn ẩn tiếng sấm, tại sông băng ở chỗ sâu trong vang lên, dần dần càng ngày càng là vang dội. Bất quá sau một lát, liền sấm sét cuồn cuộn, chỉ thấy sông băng ở chỗ sâu trong dâng lên một cổ băng sương mù. Đợi đến tới gần, mới nhìn đến băng trong sương mù là một đầu cao tới hơn 10 trượng cự thú, mắt như chuông đồng, miệng đầy cương đao loại răng nanh, tướng mạo cực kỳ hung ác. Hết lần này tới lần khác toàn thân một mảnh như băng tinh trắng noãn vẻ, uyển như thủy tinh lưu ly giống nhau, ẩn ẩn hiện lên hơi mờ vẻ, nhìn không tới nửa điểm bộ lông, thô xem phía dưới, còn tưởng rằng là một tòa huyền băng điêu khắc, toàn thân góc cạnh rõ ràng. Cái này như thủy tinh yêu thú chạy vội rất nhanh, mở ra hai cái tráng kiện chân dài, đi nhanh lưu tinh hướng sông băng lỗ hồng bên này chạy tới, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt gào thét, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, phẫn nộ bên trong, lại xen lẫn ti ti sợ hại ý. Tại thủy tinh yêu thú sau lưng cách đó không xa, một đầu đồng dạng cao tới sao trượt, tráng kiện cực đại gấu ngựa loại yêu thú, người mặc một kiện dỉ dấu vết tích loang lổ màu đồng cổ áo giáp, bàn tay trần, mở ra đi nhanh, theo đuổi không bỏ. Đúng vậy Hoàng Đường. Audio điện tử võ tấn bền. Cái này sông băng bên trong, tựa hồ có nào đó cấm bay cấm chế, ngay Hoàng Đường cũng chỉ có thể tại mặt đất chạy vội, không thể khống chế độn quang đuổi theo thủy tinh yêu thú. Thủy tinh yêu thú tốc độ, thật sao không chậm, tại băng tuyết phía trên, chạy vội như bay, Thủy Trung cùng Hoàng Đường bảo trì 30-40 trượng khoảng cách, vô luận Hoàng Đường như thế nào nhanh hơn độ, cũng không thể lại đem khoảng cách này gần hơn mảy may. Mắt thấy phía trước cách đó không xa, chính là sông băng cửa ra vào. Mà cách lối ra hơn nghìn trượng bên ngoài, thì là một mảnh minh mông minh mông băng hồ, trên mặt hồ sóng xanh nhộn nhạo. Cực lớn băng sơn, tùy ý có thể thấy được, nhưng mặt hồ cũng không hoàn toàn đóng băng. Rất xa, thủy tinh yêu thú thấy được băng hồ lăn tăn ba quang, chuông đồng loại trong mắt to lập tức mừng rỡ, dưới chân kìm lòng không được mà lại nhanh hơn vài phần, tự hồ chỉ muốn vừa chạy đến băng trong hồ, có thể đào thoát hoàng đường đuổi gỡ yêu ta ết, chút nào cũng không có chú ý tới, sông băng cửa ra vào nơi. Có một đạo nhàn nhạt, nhạt như ẩn như hiện bạch sắc nhân ảnh. Cũng không trách thủy tinh yêu thú đối với cái này bạch sắc nhân ảnh làm như không thấy, thật sự quá nhỏ bé liễu tương đương. Tiêu phàm một thân áo bảo trắng, lẳng lặng đứng ở sông băng lối đi ra, lẳng lặng yên nhìn xem ầm ầm gấp sông mà đến thủy tinh yêu thú, thần sắc chấn định tự nhiên. Cùng thủy tinh yêu thú cao tới hơn 10 trượng cực đại dáng người tương đối mà nói, tiêu phàm sắc thực tuyệt không thấy được. Trong nháy, thủy tinh yêu thú cách lối đi ra cũng chỉ có chưa đầy 20 trượng khoảng cách. Tiêu huynh đệ, ngăn lại hắn. Rất xa, hoàng đường cũng nhìn thấy tiêu phàm, không khỏi kêu to lên. Thanh âm chấn khắp nơi. Giống thủy tinh yêu thú rốt cục cũng nhìn thấy nhỏ bé như con sâu cái kiến tiêu phàm, nhịn không được ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trực tiếp về phía trước gấp sông mà đến. Không có nửa phần dừng bước ý. Từ nơi này yêu thú trên người phát ra khí tức đến xem, thình linh cũng đã có cửu cấp yêu thú tiêu chuẩn, thậm chí đạt đến tại cửu cấp đỉnh phong trạng thái, thiếu một ít có thể bước vào hóa hình kỳ. Ngay tại thủy tinh yêu thú giống như trạch đường dây xe máy loại vào tới thời điểm, lại một tiếng gào thét vang lên nếu như tân lâm huyền thiên thiên bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há hốc ngồm. Bởi vì này một tiếng lỗ máng, mạnh mẽ, tràn đầy hoang dã khi phách gào thét, đúng vậy theo tiêu phàm trong lồng ngực tán phát ra đích. Theo cái này thanh âm cuồng bạo gào thét, vốn là như con sâu cái kiến loại nhỏ bé tiêu phàm mãnh liệt tăng vọt bắt đầu đứng dậy, toàn thân cốt cách phát ra, ự. Ừ. C băng ự, ừ, C băng, khủng bố thanh âm, trong nháy mắt, tự hóa thân thành hơn 10 trượng chi cự sao trên thân từng khối khối cơ thịt tựa như làm bằng sắt giống nhau tại vào đông băng tuyết ánh sáng hạ lóng lánh lấy tràn ngập lực lượng sáng bóng cự nhân dung mạo đảo là không có như thế nào thay đổi như cũng là tiêu phàm bộ dáng chỉ có điều hai mắt hiện hồng trước sau như một tao nhã tiêu chân nhân thoáng qua liền hóa thân thành hoang dã cự nhân làm cho người ta một loại cường đại đến cực hạn cảm giác bất thình lình biến hóa hiển nhiên lại để cho thủy tinh yêu thú kinh hãi chỉ có điều hắn vào tới trước tốc độ quá nhanh, trong lúc này, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự thu lại không được bước chân. Huống hồ sau lưng hãy theo hoàng đường cái kia tên sát tinh, dừng lại cũng không phải biện pháp. Giống, thủy tinh yêu thú phóng lên trời gào thét, tráng kiện chân trước, mãnh liệt nắm thành nắm tay quả đấm, hướng tiêu phàm biến thành hoang dã cự nhân mãnh liệt đánh đi qua. Lập tức tiếng gió gào thét, cắt bay đá chạy, thổi quát mặt như đao. Ngay sau đó, ầm ầm, một hồi nổ mạnh, thủy tinh yêu thú to lớn không gì so sánh được thân hình bay lên không bay bổng lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo vòng tròn, tự hoang giá cự nhân đỉnh đầu bay qua, nặng nề nện ở sông băng phía trên. Xoẹt, kiên hơn sắt luyện băng cứng, lên tiếng vỡ ra từng đạo khủng bố khe hở, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Thủy tinh yêu thú cuồng khiếu gào rú thanh âm, bỗng nhiên biến điệu, bao hàm đau đơn ý. Hắn một cái chân trước, chộp vào hoang giá cự trong tay người, Toàn bộ thân hình tà tà nằm ở sông băng thượng, không ngừng run rẩy, lại cũng vô lực đứng lên. Tiêu huynh đệ, rất đẹp trai chiêu số. Hoàng đường sau đó đuổi tới, cười ha ha, cái này giống như ngươi đã nói với ta đại cầm nã thủ. Tiêu Phàm biến thành hoang dã cự nhân cũng nở nụ cười. Hoàng đường nói không sai, hắn vừa rồi chế ngự thủy tinh yêu thú, xác thực sự chính là đại cầm nã thủ. Mà ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng chưa từng nghĩ đến, loại này nhân loại bình thường võ thuật Tại tu chân giới còn hữu dụng mà vượt một thiên. Cái này thủy tinh yêu thú tên hoán, băng tinh thú, trời sinh ra dày thịt béo, lực lớn vô cùng, hơn nữa trên người băng tinh giáp có có thể lẩn tránh pháp bảo công kích quỷ dị thần thông, tăng thêm cái này ngàn dặm sông băng bên trong có nào đó lưu lại thượng cổ cấm bay cấm chế, làm cho cái này băng tinh thú rất khó bắt. Giống nhau biến hóa yêu thú, cũng chưa chắc thấy có nắm chắc có thể bắt được này đầu cửu cấp đỉnh phong băng tinh thú. Vì vậy hắn mới cùng Hoàng Đường Liên Thủ đến sông băng bên trong đến đi săn băng tinh thú. Huynh đệ, ta xem người cự linh biến thân, đã muốn rất tốt, xem ra cái này vài chục năm công phu, thật không có uổng công phí. Bất quá vài chục năm, làm không tốt có thể vượt qua thương đại ca. Hoàng đường nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm biến thành hoang dã cự nhân, sách sách xương kỳ. Hắn tuy nhiên cùng tiêu phàm quan hệ mật thiết, thập phần thân cận, nhưng tiêu phàm cự linh biến thân, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy đích vô duyên vô cớ đích, tiêu phàm biến thân làm cái gì? Lần trước nhìn thấy tiêu phàm cự linh biến thân, có lẽ hay là 3-4 năm trước kia, xa xa không bằng hiện tại lợi hại như vậy. Này đầu cửu cấp đỉnh phong băng tinh thú, luận cảnh giới, chút nào cũng không tại tiêu phàm phía dưới, thậm chí còn so tiêu phàm kim đan hậu kỳ lược cao nhất chủ, hơn nữa là yêu thú thân, trời sinh sức lực, lại hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là tiêu phàm chi địch, giao thủ hợp lại, tự đánh ngã xuống đất, dầm gì không đứng dậy được cự linh tộc cự linh biến thân phát huy đến mức tận cùng ngay hoàng đường hóa thân đồng giáp gấu bản thể đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh tiêu phàm vừa cười vừa nói vượt qua thương đại ca cái kia làm sao có thể ta lại không phải chân tránh cự linh tộc hoàng đường nghiêm mặt nói ra như thế nào không có khả năng tuy nhiên ngươi không phải cự linh tộc nhưng lời nói thật nói còn thật không có cái nào cự linh tộc người có thể tại chính là vài chục năm trong luyện hóa nhiều như vậy cự linh thú nội đan, linh cốt, máu huyết cùng cự linh quả. Coi như là thương đại ca, đều không thể nào làm được. Thương đại ca chính mình chính miệng nói với ta, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, khả năng không dùng đến 30 năm, người có thể đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt tu luyện tới đại thành cảnh giới. Như thế lời nói thật, tiêu phàm luyện hóa cự linh thú nội đan, linh cốt, máu huyết cùng cự linh quả tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua thương kỳ đoán trước bình thường dưới tình hình, một khỏa cửu cấp cự linh thú nội đan, dùng tiêu phàm kim đan hậu kỳ cảnh giới, ít nhất cũng muốn một năm thời gian, mới có thể năng lực miễn cưỡng luyện hóa rơi. Tăng thêm cự linh thú linh cốt cùng máu huyết, vậy thì còn muốn một năm trở lên. Ai ngờ tiêu phàm chỉ dùng mấy tháng, liền đem nghiêm chỉnh đầu cự linh thú tài liệu đều luyện hóa đắc sạch sẽ, còn bổ sung luyện hóa một khỏa cử linh quả. Thường kỳ cây yêu ta ép sợ ngoài, hỏi rốt cuộc quả nhiên, mới biết được tiêu phàm đã từng ăn qua hỏa vân thuồng luồng nội đan, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Với tư cách hóa hình trung kỳ yêu thú, thương kỳ đương nhiên biết rõ hỏa vân thuồng luồng nội đan diệu dụng. Hỏa vân thuồng luồng nội đan thân mình ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hỏa linh lực cùng đại lượng hỏa giao tinh hoa, đây là không cần phải nói liễu tương đương. Nhưng hỏa vân thuồng luồng nội đan chính thức lớn nhất tác dụng, còn không phải những này, mà là hắn cải thiện thể chất đặc thù công hiệu, phàm là luyện hóa qua hỏa vân thường luồng nội đan người, tại luyện hóa mặt khác loại thú nội đan, máu huyết, linh cốt thời điểm, tốc độ cực nhanh, lợi dụng tỷ lệ suất lĩnh cực cao. Cái này vài chục năm gian, tiêu phàm chẳng những luyện hóa cự linh thú nội đan tinh huyết linh cốt tốc độ rất nhanh, ngay hấp thu ngân rực lôi bằng nội đan tinh hoa tốc độ, tựa hồ cũng nhanh hơn 3 phần. Đương nhiên, loại biến hóa này cực kỳ rất nhỏ, dưới bình thường tình huống thật đúng là cảm giác không thấy. Dù sao lấy tiêu phàm cảnh giới bây giờ, cùng trời sinh thánh linh ngân dược lôi bằng kém thật sự quá xa, lôi bằng trong trong nội đan ẩn chứa mỗi một tia tí ti tinh hoa, đối với tiêu phàm mà nói, đều là rộng lượng. Hỏa vân thường luồng nội đan tuy thần kỳ, hắn bản thể trung quy cũng chỉ là cửu cấp yêu thú mà thôi. Bất quá trừ lần đó ra, tiêu phàm vài chục năm thời gian có thể đem cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông tu luyện tới hôm nay cảnh giới, đại lượng thành thục cự linh quả cung ứng, cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong tiêu phàm trồng tại linh dược viên gấp trăm lần khu thập khỏa cự linh cây ăn quả, sớm đã thành thục, tiêu phàm thường cách một đoạn thời gian, có thể thêm vào vì chính mình, thêm đồ ăn. Tung xem như chấn nhạc thần quân cùng thương kỳ toàn lực cung ứng, cự linh quả loại này quý hiếm linh quả, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được đích. Tương đối mà nói, cự linh quả đối với thân thể cải thiện tác dụng, vẫn còn tại cự linh thú nội đan cùng máu huyết phía trên. Tung xem như cự linh thú thân mình, đối với thành thục cự linh quả cũng là khao khát vô cùng đích. Bí mật này, ngay chấn nhạc thần quân cùng thương kỳ cũng không biết đích, đem hết thảy đều quy công ở cái kia khỏa hỏa vân thuồng luồng nội đan bất phàm. Hàn huyên vài câu, hoàng đường liền chuyển hướng đầu kia nằm trên mặt đất băng tinh thú, dùng thú ngữ nói ra, người nếu thức thời lời mà nói, vội vàng đem trên người của người băng tinh giáp chính mình cưỡi rơi xuống. Ta tiêu huynh đệ chỗ ở tâm nhân hậu, không muốn tổn thương tính mệnh của ngươi bất quá hoàng mộ đúng vậy người thô hào, kiên nhẫn lại không tốt, người tốt nhất đừng làm cho chúng ta nóng nảy. Nguyên vốn đã tuyệt vọng băng tinh thú, nghe nói hoàng đường chỉ cần băng tinh giáp, không tổn thương hắn tánh mạng, lập tức vui mừng quá đỗi, cực đại đầu lâu mãnh liệt điểm, thân thể lắc lư, rầm rầm, thanh âm ở bên trong, thành từng mảnh lớn cỡ bàn tay, óng ánh sáng long lanh hơi mở băng giáp, ào ào rơi xuống mà xuống. Hoàng đường đại hỉ, vùng tay lên, cuồng phong tịch đi lên, đem những này băng tinh giáp tấm đều cuốn trở về, thu vào chữ vật vòng tay chung. Hắc hắc, chương 872, huyền tinh giáp. Lại là hơn 10 năm đi qua. Trời xanh núi hào khí, lặng lẽ trở nên khẩn trương lên. Cái này hơn 20 năm, lệ thú dãy núi đã cùng hắn giáp giới vài cái nhân loại quốc gia tu chân giới, đều đã xảy ra một ít vụ IGTA biến hóa. Tiến vào lệ thú dãy núi săn bắt yêu thú nhân loại tu sĩ, dần dần nhiều hơn. Nghe nói hai mươi mấy năm trước, nhạc Tây Quốc đợi mấy cái quốc gia nhân loại đẳng cấp cao tu sĩ, cùng lệ thú dãy núi biến hóa yêu thú ám chung đạt thành hiệp nghị, dùng đại lượng đan dược, tài liệu đổi lấy yêu thú nội đan, linh cốt cùng các loại linh thảo linh dược. Đồng thời, cho phép nhân loại cấp thấp tu sĩ tiến vào lệ thú dãy núi bên ngoài đi săn yêu thú. Đương nhiên, những nhân này tu sĩ tu vi không cao, tiến vào lệ thú dãy núi về sau, Rốt cuộc là đi săn yêu thú vẫn bị yêu thú đi săn, cái kia sẽ rất khó nói. Mà ở Lệ thú dãy núi vùng phía nam ở trung tâm trời xanh núi, phạm vi mấy vạn dặm trong đều đều là cấm khu, tuyệt đối cấm nhân loại tu sĩ đặt chân. Đã từng có ba gã nguyên anh tu sĩ, vì thu hoạch quý hiếm nội đan, mạo hiểm kết bạn tiến vào Lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong, kết quả vừa đi không quay lại, lại cũng cũng không có đi ra. Một trận chiến này, Tiêu Phàm biết được rất rõ ràng, là chấn nhạc thần quân tự mình ra tay. Về phần cái kia ba gã nhân loại nguyên anh tu sĩ kết cục, tiêu phàm tự không được biết rồi, rốt cuộc là bị chấn nhạc thần quân diệt gỡ yêu ta chết, có lẽ hay là nhốt lại, ngay thương kỳ cũng không phải rõ ràng như vậy. Đã chấn nhạc thần quân tự mình xuất thủ, khẳng định có nguyên nhân. Nói cách khác, trời xanh núi hai mươi mấy tên biến hóa yêu thú, đối phó chính là ba gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vô luận như thế nào đều không cần kinh động chấn nhạc thần quân. Đối với cái này, tiêu phàm chưa từng có nhiều chú ý, thời gian của hắn rất khẩn trương. Một ngày này, tiêu phàm vừa mới ngồi xuống xong, luyện hóa một quả cửa linh quả, hoàng đường tự tìm tới tận cửa rồi, bên người đi theo một đầu lông mềm như nhung thịt núc ních thú con. Đúng vậy hoàng đường con trai độc nhất, trải qua những năm này điều dưỡng, thân thể sớm đã tốt rồi, bất quá nhưng như cũng nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, tuyệt không tượng hoàng đường như vậy tráng kiện rắn chắc. Bởi vì hoàng đường thê tử cũng không phải, đồng giáp hùng tộc, mà là mặt khác một loài thú, tên hoán, vệ linh con trồn. Thịt này núp ních tiểu chút chít, là con lai. Theo Hoàng Đường nói, tại lệ thú dãy núi, đây là một tiên phong. Trước đó, đồng giáp gấu cùng vệ linh con trồn chưa từng có kết hợp tiền lệ, càng thêm không có sinh con tiền lệ. Vì vậy, tiểu gia hỏa này lớn lên về sau, rốt cuộc có những thứ gì bản lĩnh, ngay Hoàng Đường cái này người làm cha dưới mắt cũng nói không tốt. Bất quá theo dưới mắt đến xem, tựa hồ cũng không có có cái gì đặc biệt, chỉ là hoạt bát hiếu động, thập phần mê. Hoàng đường phụ tử, là tiêu phàm tại đây khách quen, tiểu gia hỏa vừa vào cửa, trong động phủ bóng đen lóe lên, hắc lân hiện thân ra, hướng phía tiểu gia hỏa, meo ô, một tiếng, tiểu gia hỏa vừa thấy được hắc lân, lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức phát qua, dùng lông mềm như nhung đầu nhú lấy hắc lân cái cổ, hưng phấn đắc, ô ô, thẳng gọi. Nguyên gốc quán cao lạnh hắc lân, tựa hồ đối với cái này tiểu chút chít cũng đặc biệt yêu thích, cho phép hắn hồ đồ, không phải liếm một liếm hắn cái đầu nhỏ dưa. Ồ, mấy tháng không thấy, hắc lân tiến dai rồi. Hoàng đường mắt nhỏ quét qua, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Trước mắt hắc lân, trên người ẩn ẩn lộ ra cửu cấp yêu thú linh lực chấn động. Từ cắn nuốt ngọc huyền nhi linh thân thể về sau, hắc lân chẳng những có thể dùng trực tiếp cùng tiêu phàm câu thông, hơn nữa tiến dai tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tiêu Phàm vì nàng luyện chế đại lượng linh đan có quan hệ. Dùng yêu thú nội đan tài liệu luyện chế linh đan, đối với linh thú tựa hồ đặc biệt có hiệu. Tiêu Phàm mỉm cười, nói ra, đúng vậy a, à, ngay cả ta đều không tưởng được. Hắc hắc, đây chính là chuyện tốt, mắt thấy lập tức tự muốn đi vào dưới mặt đất rồi, thực lực có thể tăng cường một phần đều là tốt. Vì thế, hoàng đường huấn luyện không ít cửu cấp bát cấp yêu thú, chuẩn bị cùng một chỗ mang vào dưới mặt đất quỷ mộ vạn vừa gặp phải cường địch, cũng có thể nhiều một phần tự bảo vệ mình chi lực. Đúng vậy. Huynh đệ, đến, chúng ta tiến bên trong đi, khôi giáp ta đã dẫn đã tới. Lập tức hoàng đường cùng tiêu phàm cùng một chỗ vào luyện khí phường. hắc lân tác chính là mang theo tiểu gia hỏa tại bên ngoài chơi đùa. Tiến luyện khí phường, hoàng đường ống tay áo run lên, một mảnh tuyết trắng loang loáng bắn ra, đón gió tăng vọt, hóa thành một kiện trắng trói khôi giáp, mũ bảo hiểm giáp vai váy giáp đều đủ, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, tinh mỹ dị thường. Thế nào, huynh đệ, lão ca cho ngươi lượng thân chế tạo bộ dạng này khôi giáp, còn thấy qua mắt a. À? Hoàng đường tuét ra miệng rộng, dương dương đắc y nói. Quá đẹp, tiêu phàm thiệt tình tán thán nói. Tung tính toán dùng thuần mỹ học ánh mắt đến xem, bộ dạng này khôi giáp cũng có thể nói tinh mỹ tuyệt luân, so sánh dưới, hoàng đường chính mình mặc giáp trụ cái kia kiện thanh đồng giáp, quả thực chính là đồ cổ đào được, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Đương nhiên, chỉ chính là vẻ ngoài, mà không phải lực phòng ngự. Hoàng đường liền cười lên ha hả, có chút cảm thấy mỹ mãn bộ dạng. Nói thật, hắn cũng xác thực làm cho, này kiện khôi giáp hao phí không ít tâm tư huyết. Đồng giáp gấu thú tộc chi trung thiên sinh luyện khí đại sư, đối với luyện khí thuật lĩnh ngộ, vượt qua xa mặt khác yêu thú có thể so sánh, thậm chí ngay nhân loại nguyên anh kỳ luyện khí đại sư, đều chưa chắc có thể vượt qua hóa hình kỳ đồng giáp gấu. Cái này hai mươi mấy năm gian, hoàng đường cơ hồ một mực đều ở luyện chế các loại khôi giáp cùng pháp bảo. Thiên Sơn quân theo nhân loại tu sĩ chỗ đó đổi về đến đại bộ phận tài liệu luyện khí, đều giao cho hoàng đường. Đương nhiên, hoàng đường bản thân chỉ phụ trách luyện chế những kia nhất cùng bậc khôi giáp cùng pháp bảo, mặt khác đại lượng tài liệu, đều giao cho trợ thủ đám bọn họ đi luyện chế, coi như là bình thường hóa hình kỳ yêu thú, hoàng đường cũng sẽ không tự mình ra tay vì hắn luyện chế khôi giáp. Nhưng hiện tại vì tiêu phàm chế tạo bộ dạng này khôi giáp, nhưng lại hoàng đường một chút luyện chế mà thành, từng cái chi tiết, tỉ mỹ đều trải qua hoàng đường hai tay, tuyệt không mượn tay người khác người bên ngoài. Đối với bằng hiếu, hoàng đường thật tốt. Huynh đệ, cái này khôi giáp có một danh tự, gọi huyền tinh giáp. Dùng đều là thượng đẳng nhất tài liệu, lần trước chúng ta làm đến cái kia đầu băng tinh thú băng tinh giáp tấm còn có một nửa đều dùng lên rồi hơn nữa ngươi cho ta cái kia mấy cái kim linh thú linh cốt cái này huyền tinh giáp lực phòng ngự ngươi tuyệt đối không cần hoài nghi bình thường pháp bảo cho dù trực tiếp đánh tại cạnh trên cơ bản không biết có chuyện gì hoàng đường chỉ điểm lấy tinh mỹ chiến giáp cười ha hả nói tiêu phàm liên tục gật đầu hoàng đường nói lời hắn đều tin được đây không phải cái sẽ nói láo người bất quá nghe thần quân nói cái kia dưới mặt đất trong bảo khố khắp nơi đều là âm quỷ lệ phách còn có một chút biến hóa ma vật loại vật này nhưng là có chút khó lòng phòng bị hoàng đường lông mày lập tức nhân bắt đầu đứng dậy tiêu phàm cười cười nói ra tam ca cái này không sao ta tới nghĩ biện pháp hoàng đường lập tức mở to hai mắt nhìn có chút kinh ngạc không biết tiêu phàm có thể có biện pháp nào tại hoàng đường trong mắt tiêu phàm là thần y nhưng kim đan hậu kỳ tu vi tự nhiên chưa nói tới nhiều hơn đắc từ xưa tránh tà bất lưỡng lập âm quỷ lệ phách đều có khắc chế chi đạo tiêu phàm vừa cười vừa nói hoàng đường lập tức vỗ cái ót kêu lên đúng vậy huynh đệ tu luyện chính là chính tông nhất đạo môn công pháp ngay chấn nhạc thần quân đều coi trọng đích ta như thế nào đem chuyện này đã quên đâu này tam ca đem người khôi giáp cũng lưu lại a à, còn có thương đại ca cũng phiền toái người cùng hắn nói một tiếng nhanh chóng đem khôi giáp đưa tới Tiêu phàm mỉm cười nói. Hoàng đường một điệt thanh âm mà đáp ứng, hảo hảo, không có vấn đề. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói ra tam ca, chỗ này của ta còn có một chút tài liệu, phiền toái ngươi xem xem, có thể hay không chế tạo một kiện uy lực khá lớn pháp bảo. Nói xong, thủ đoạn một phen, một cái hộp ngọc di động hiện ra. Tuy nhiên cách hộp ngọc, còn có bùa phong chấn, vẻ này mãnh liệt đến cực điểm tinh viêm chi lực cũng có lẽ hay là nhập vào cơ thể ra. Hoàng đường kinh ngạc nói, tốt tinh thuần hỏa linh lực. Đây là hỏa vân thuồng luồng thuồng luồng gân cùng móng vuốt. Hỏa vân thuồng luồng thuồng luồng gân cùng móng vuốt. Hoàng đường lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiếp nhận hộp ngọc, mở ra, lập tức liệt diễm bốc hơi, cả luyện khí phường độ ấm, bỗng nhiên lên cao không ít, đem hoàng đường lông mềm như nhung mặt đều chiếu dọi đắc đỏ bừng đỏ bừng bích. Quả nhiên là khá lắm. Hoàng đường lập tức tán thưởng bắt đầu đứng dậy, tấm tắc có tiếng. Tam ca là luyện khí tông sư, ngươi xem xem thứ này, luyện thành cái dạng gì bảo vật tương đối phù hợp. Cung Tiễn. Hoàng Đường không chút do dự mà đáp. Hỏa Vân Thuồng Luồng thuồng luồng ngân, là khó gặp thứ tốt. Dùng để luyện chế Cung Tiễn, thích hợp nhất bất quá. Vừa vặn ta nơi nào còn có một khối lớn Hỏa tinh đồng, cũng có thể cần dùng đến. Vậy thì phiền toái Tam ca liếu tương đương, Hỏa Vân Thuồng Luồng là thuần dương thân thể, chính dễ đối phó âm quỷ lệ phách hắc hắc, ta hai anh em còn nói những này khách khí lời nói làm gì. Chờ đến quỷ mộ bên trong, còn không biết có thể làm đến bao nhiêu thứ tốt nì. Hoàng đường nói xong, thần tình trên mặt có chút hưng phấn. Trên thực tế, theo phong ấn mở ra ngày tới gần, cả trời xanh núi, đều đắm chìm tại một mảnh hưng phấn trong chờ mong. Tựa hồ một đầu kim quang đại đạo, đang tại một lũ yêu thú trước kia trải rộng ra đến. Tiêu phàm tự nhiên không có hưng phấn như vậy, lại cũng sẽ không đi quét hoàng đường hứng ban ngày hậu hoàng đường mang theo lòng tràn đầy không tình nguyện rời đi hát lân tiểu ra hỏa cáo từ mà đi luyện khí phường ở bên trong tiêu phàm khoanh chân mà ngồi cái kia kiện tinh mỹ dị thường huyền tinh giáp như trước lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn cách đó không xa giữa không trung bất quá mặt ngoài tầng kia lóng lánh sáng bóng đã muốn biến mất không thấy gì nữa lộ ra khôi giáp tướng mạo sẵn có tiêu phàm tay trái niết quyết miệng lẩm bẩm nhanh quát khẽ một tiếng, tay phải thực trung hai chỉ cũng chỉ hướng trước, một đạo đỏ hồng hỏa tuyến, phá toái hư không, trực tiếp xuất vào khôi giáp bên trong. Chỉ thấy tuyết trắng huyền tinh giáp chỗ ngực, bỗng nhiên dần hiện ra một cái nho nhỏ điểm đỏ, lập tức, oanh, mà một tiếng, hóa thành một đầu dài vài tấc hỏa giao hư ảnh, ở giữa không trung dương nhanh múa vuốt không tiếng động mà gào thét vài cái, mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Xem hình dạng, đúng vậy bị tiêu phàm chém gỡ yêu ta sạch cái kia đầu hỏa vân thuồng luồng hỏa giao nội đan sớm được tiêu phàm luyện hóa, ẩn chứa khổng lồ hỏa linh lực, từ lâu cùng tinh viêm quyết tan ra làm một thể, làm cho tinh viêm quyết, uy lực nhân, đã muốn đạt đến tại tầng thứ hai đỉnh phong cảnh giới, tùy thời cũng có thể đột phá đến tầng thứ ba. Hiện tại, tiêu phàm đem tinh thuần hỏa linh lực dung nhập đến khôi giáp bên trong niêm phong cất vào khó bắt đầu đứng dậy, thuần dương chi hỏa, đúng vậy các loại âm quỷ lệ phách khắc tinh, trải qua tinh viêm quyết, gia trì về sau, cái này huyền tinh giáp uy lực, tự nhiên sẽ nâng cao một bước. Cái này một thi pháp, chính là suốt thập hai canh giờ. Một thiên nhất dạ chi hậu, huyền tinh giáp như trước tại chậm rãi xoay tròn lấy, như cũng là trắng noãn như ngọc, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ nóng bỏng tinh viêm khí tức. Mà tiêu phàm vẫn đang khoanh chân mà ngồi, tay trái niết quyết. Theo hắn tay phải thực trung hai chỉ trong lúc đó dung nhập đến khôi giáp bên trong đích, lại không còn là tinh thuần hỏa linh lực, mà là từng đạo ngân sắc hồ quang điện, lôi lóng lánh dậm dạp mồ hôi, tự tiêu phàm trơn bóng cái chán dỉ ra. chương 873, nửa bước tiến dai. Mấy năm về sau, trời xanh đỉnh núi, chấn nhạc thần điện. Ba đạo nhân ảnh đứng ở một tòa thiên điện lộ trên đài, mắt nhìn phía nam tính ra ngoài trăm dọc đang tại cuồn cuộn hội tụ thiên địa nguyên khí, thần sắc khác nhau. Vị cư chính chung loại người, một thân áo bảo màu bạc, ba tròm dâu dài, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, đúng vậy trời xanh núi phạm vi 10 vạn dặm đứng đầu, chấn nhạc thần quân. Chấn nhạc thần quân bên trái thì là một đoàn hỏa hồng, một gã mặc đỏ thấm quần trang mùa hoa nữ tử, đón gió mà đứng, bộ ngực sữa cao ngất, cực kỳ mỹ mạo, không phải cái loại này mềm mại vẻ đẹp, mà là tư thế hiên ngang, bậc cân quắc phụ nữ không thua đấng mày dâu. Toàn thân đều lộ ra một cổ nhàn nhạt uy áp, tựa hồ cũng là lâu trưởng quyền hành loại người. Mảnh nhìn thật kỹ, cái này quần đỏ nữ tử hai lỗ tai lược trường hơi nhọn, tai tiêm phía trên, hoàn sinh trường lấy một vòng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lông tơ. Trừ lần đó ra, cái này quần đỏ nữ tử hòa nhân loại bình thường không hề khác nhau. Theo khí tức của nàng thượng phán đoán, thình linh cũng là một gã hóa hình trung kỳ đại cao thủ. Bất quá nhìn về phía trên, nàng so thương kỳ cùng thiên sơn quân tướng mạo càng thêm tiếp cận nhân loại, không biết là bởi vì nàng tu vi càng cao hơn sâu, còn là vì nữ nhân nghiệp dư duyên cớ. Đứng ở chấn nhạc thần quân bên phải đích, thì là tướng mạo cực giống đại chuột điền tính áo bảo sám nam tử. Trong ba người, tu vi của hắn thấp nhất. Nơi đó là người phương nào chỗ ở? Hơi khoảnh, chấn nhạc thần quân trầm giọng hỏi. Khởi bẩm thần quân, chính là nhân loại tu sĩ tiêu phàm động phủ. Áo bảo sám nam tử không cần suy nghĩ, lập tức đáp, có thể thấy được đối với cái này trời xanh núi quanh thân tình hình, rõ như lòng bàn tay. Là hắn, hắn cái này chỗ sung yếu đánh nguyên anh bình cảnh rồi chấn nhạc thần quân không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, phảng phất có chút ít không tin tưởng lắm. Nhắc tới cũng khó trách, 30 năm trước, hắn lần đầu nhìn thấy tiêu phàm, bất quá vừa mới đặt chân kim đan hậu kỳ bộ dạng, chính là nửa giáp đi qua rõ ràng muốn trùng kích nguyên anh cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực là văn sở vị văn mới nghe lần đầu. Thực tế yêu thú thọ nguyên thật dài, tiến dài tốc độ so nhân loại càng chậm một chút. 30 năm, đối với động mấy ngàn năm thọ nguyên yêu thú mà nói, quả nhiên là trong nháy mắt phung lên. Áo bào xám nam tử bề bộn tức nói ra, người này thể chất đặc dị, nghe nói còn ăn qua sắp trưởng thành hỏa vân thuồng luồng nội đan, tăng thêm những năm này thần quân tận hết sức lực mà tài bồi cho hắn, ngay tại trước chút ít thời điểm, xác thực đã muốn đạt đến tại kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới. Quần đỏ nữ tử, hư, một tiếng, nói ra, chỉ cần cái kia mấy chục miếng cự linh thú nội đan cùng hơn 10 miếng cự linh quả, tự cũng đủ đem tu vi của hắn ngạnh xanh xanh tăng lên một cái cùng bậc liễu tương đương. Chấn nhạc thần quân nhẹ gật đầu, nói ra, nếu không phải bởi vì lần này tầm bảo, nhất định phải một người như vậy loại tu sĩ đi mở khải ma hồ cấm chế, người cho rằng ta sẽ như thế tải bồi hắn sao. Quần đỏ nữ tử hòa áo bảo xám nam tử đều đều vuốt cầm đồng ý, tựa hồ đối với đây hết thảy tin tức thập phần hiểu rõ. Như thế nói đến, người này nếu là có thể đủ tiến dài thành công, đánh nhau ma hồ cấm chế, càng có nắm chắc. Hơi khoảnh, quần đỏ nữ tử nói ra. Chấn nhạc thần quân khẽ nói, tiến giai Nguyên Anh, chính là đại kiếp nạn một trong, hắn bất quá là vừa mới nếm thử tiến hành đầu một hồi trùng kích mà thôi, nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta thú tộc đồng đạo, các người nghe nói qua ai lần đầu tiên trùng kích biến hóa bình cảnh có thể nhất cử thành công hay sao? Thần quân nói đúng. Lập tức ba người không nói thêm gì nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn qua xa xa quay cuồng thiên địa linh khí, tựa hồ muốn từ trung tìm được nhân loại tu sĩ tiến giai nguyên anh cùng yêu thú đột phá biến hóa ở giữa chỗ bất đồng đến. Trời xanh sơn nam lộc, Tiêu Phàm động phủ trong. Trong tĩnh thất, Tiêu Phàm khoanh chân mà ngồi, hai tay nhất quyết, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, trên trán mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt biến ảo, trong chốc lát tái nhợt như tuyết, trong chốc lát lại đỏ thấm như máu, tựa hồ đang tại chịu đựng cực kỳ thống khổ dày vò mà ở động phủ của hắn trên không thiên địa nguyên khí càng tụ càng nhiều, không ngừng giống giận cuồn cuộn biến ảo ra các loại hình dạng đến, càng ngày càng nhiều biến hóa yêu thú đem ánh mắt quang hướng bên này. bất quá chính như cùng chấn nhà thần quân đoán trước cái kia dạng loại này mãnh liệt hiện tượng thiên văn cũng không tiếp tục thời gian quá dài, ước chừng tính ra canh giờ về sau, trời trong xanh thiên nhất thanh âm sét đánh trên bầu trời sấm sét vang dội, gió mạnh cuồn cuộn rất nhanh liền đem hội tụ tại tiêu phàm động phủ trên không thiên địa nguyên khí hễ quét là sạch thoáng cái khôi phục tinh không vạn lý làm thiên nhất bích sắc trời chấn nhạc thần quân nhàn nhạt hừ một tiếng xoay người rời đi không còn có hứng thú không hề nghi ngờ tiêu phàm lần này nếm thử tiến giai dùng thất bại chấm dứt nếu không nghe lời tiến giai nguyên anh hiện tượng thiên văn không có khả năng như thế ngắn ngủi ít nhất cũng sẽ kéo dài mấy ngày lâu dù sao đột phá nguyên anh cùng thiên địa câu thông, tại vĩnh sinh trên đường lớn càng tiến một bước, cũng không phải đơn giản như vậy có thể hoàn thành đích. Một mực đợi tại tiêu phàm ngoài động phủ bên cạnh, vì hắn hộ pháp hoàng đường lại càng nặng nề vỗ đùi, quát to một tiếng, trên mặt lộ ra cực độ đáng tiếc thần sắc. Trời xanh núi cái này rất nhiều yêu thú, ước chừng chỉ có hoàng đường là thật tâm thành ý hy vọng tiêu phàm có thể tiến giai thành công. Trong tĩnh thất, tiêu phàm cũng không có vội vã đứng dậy, càng không có mặt mũi tràn đầy uể oải, mà là nhìn mình lòng bàn tay phải như ẩn như hiện một cái ngọn lửa đồ hình, suy nghĩ xuất thần, thần sắc trên mặt, tuy nhiên chưa nói tới mừng rỡ như điên, nhưng là tuyệt đối là cao hứng quá nhiều phiền muộn. Tiêu phàm tay phải nhẹ nhàng run lên, một tia tí thi huyết sắc ngọn lửa, bỗng nhiên tại hắn trên đầu ngón tay toát ra, trong nháy mắt, cái này ngọn lửa liền do hồng chuyển bạch, cuối cùng biến thành màu lam nhạt, tại đầu ngón tay của hắn thượng co rũi bất định, như có như không, tựa như đã có linh tính giống nhau mặc dù chỉ là loáng thoáng một tia, lại thật sự lượn lờ tại tiêu phàm đầu ngón tay phía trên, tuyệt sẽ không dập tắt. Không nghĩ tới, tinh viêm quyết đột phá đến tầng thứ ba về sau, mùi lửa diễm chi lực khống chế, vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Nhìn qua cái kia một đám không ngừng nhảy lên ngọn lửa, tiêu phàm trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc ý, trong miệng thì thảo tự nói loại nói ra. Tất cả mọi người ngắt lời tiêu phàm đã muốn tiến dai thất bại, duy chỉ có tiêu phàm chính mình không cho là như vậy, ít nhất không hoàn toàn cho rằng như vậy. Hắn cảnh giới bây giờ, xác thực còn dừng lại tại Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong trạng thái, tuy nhiên đã không có bất luận cái gì một gã Kim Đan hậu kỳ tu sĩ so với hắn pháp lực càng hùng hậu, càng tiếp cận nguyên anh kỳ, nhưng quả thật còn ở vào Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Điểm này, không chỉ nói những kia biến hóa yêu thú liếc có thể nhìn ra được, Tiêu Phàm mình cũng thập phần tin tưởng. Vốn là lần này trùng kích bình cảnh, cũng chỉ là một loại nếm thử. Tiêu Phàm muốn mượn lần này tích lũy một ít trùng kích bình cảnh kinh nghiệm, chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể một lần tiến giai thành công, nếu thật là nói như vậy, không khỏi quá nghịch thiên. Nhưng mà, lại để cho Tiêu Phàm không tưởng được chính là, chủ cảnh giới không có đột phá, lại rất nhẹ nhàng mà đột phá, tinh viêm quyết, tầng 2 bình cảnh, thuận lý thành trương mà bước chân vào tầng thứ 3. Hắn là trước đó vài ngày mới tại rất nhiều nội đan, linh quả cùng đan dược dưới sự trợ giúp, Ngạnh xanh xanh đem cảnh giới của mình tăng lên tới kim đan hậu kỳ đại thành, nhưng mà có lẽ là trước kia, liền đem tinh viêm quyết tu luyện đến tầng thứ hai đỉnh phong trạng thái. Dưới mắt, tinh viêm quyết đột phá đến tầng thứ ba, lại để cho tiêu phàm ở vào một loại phi thường kỳ là tình huống bên trong. Hạo nhiên chính khí chủ cảnh giới, hắn còn dừng lại tại kim đan hậu kỳ, thì ra là thiên nhân tương, để tam trọng, cũng tại tinh viêm quyết, cái này một cái lĩnh vực, sớm bước chân vào nguyên anh kỳ cảnh giới. Hắn hiện tại có khả năng điều khiển tinh viêm chi lực, tuyệt đối là nguyên anh tu sĩ tiêu chuẩn. Giờ phút này pháp lực hùng hậu, cũng cơ bản cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không kém bao nhiêu, chỗ kém đích chỉ là nguyên anh tu sĩ cảnh giới đối với các loại pháp tắc thần thông lĩnh ngộ. Tiêu Phàm thậm chí còn cảm giác được đối với lôi điện chi lực lĩnh ngộ cũng sắp đi trên một cái mới bậc thang, tuy nhiên còn không bằng tinh viêm quyết, như vậy, Minh Bạch không sai mà khóa nhập nguyên anh tu sĩ lĩnh vực thực sự vượt qua sa kim đan hậu kỳ có thể so sánh đích, chính huyện vu tiến dai trong quá trình. Cái này thực là một loại phi thường kỳ lạ tình huống, chỉ sợ có rất ít tu sĩ sẽ cùng tiêu phàm đồng dạng. Mảnh cứu bắt đầu đứng dậy, thật sự là bởi vì tiêu phàm tu luyện thần thông công pháp quá nhiều, có rất ít một vị kim đan tu sĩ, sẽ cùng hắn như vậy, tinh thông tinh viêm chi lực, lôi điện chi lực, phòng độn chi lực, đối với không gian chi lực cũng có xâm nhập nghiên cứu, đồng thời còn tu luyện có cực kỳ cường hãn thân thể dùng tiêu phàm hiện tại thân thể cường hoành trình độ mà nói, bình thường hóa hình sơ kỳ yêu thú, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thể cùng hắn đánh đồng. Tiêu phàm hiện tại thậm chí có thể cùng thổ ma ngẫu đấu sức, không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là dùng vô số quý hiếm hậu thổ tài liệu luyện chế ra đến ma ngẫu, không phải huyết nhục sinh vật. Tựa như ân tính lão giả năm đó, bị thổ ma ngẫu bắt lấy hai chân, liền không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, bị tiêu phàm thiên lôi oanh đỉnh, diệt sát đắc sạch sẽ ngay nửa điểm cám đều không thừa xuống tiêu phàm dưới mắt loại tình hình này chính là chỉnh thể không xuất sắc thì đơn hàng đầu quan sát một hồi trên đầu ngón tay ngọn lửa tiêu phàm vươn người đứng dậy thủ đoạn một phen một màu đồng cổ cửa cung di động hiện ra cái này cửa cung điều khắc cổ xưa hoa văn luyện chế đắc cực kỳ tinh xảo thô thô xem xét tựa hồ ngay dây cung đều không có muốn cẩn thận quan sát mới có thể năng lực chứng kiến cái kia một số gần như trong suốt dây cung dây cung kỳ thật cũng không hết sức nhỏ ngược lại còn rất thô chỉ là quá óng ánh rồi thế cho nên biến thành trong suốt đích không cẩn thận thật đúng là thấy không rõ lắm đúng vậy hoàng đường dùng hỏa vân thuồng luồng thuồng luồng gân tỉ mỉ vì tiêu phàm luyện chế hỏa vân cung tiêu phàm tay trái cầm cung tay phải đáp thượng dây cung hồng mang lóe lên một chi tươi đẹp màu đỏ mũi tên lông vũ hiện ra đến nhận thức tại trên dây. Này cái màu đỏ mũi tên lông vũ, cũng là toàn thân trong suốt, mũi tên trên người liệt diễm bốc hơi, dày đặc ngân sắc ký hiệu không ngừng lóng lánh, có vẻ thần bí khó lường, chính là dùng hỏa vân thường luồng lợi trảo luyện chế mà thành. Tiêu phàm chậm rãi đem hỏa vân cung kéo ra, màu đỏ mũi tên lông vũ mũi tên cũng càng thêm lòe lòe sáng lên. Đương làm tiêu phàm đem hỏa vân cung kéo, mũi tên lông vũ mũi tên cũng trở thành màu lam nhạt, thậm chí cả chi mũi tên lông vũ đều biến thành màu lam nhạt, như có như không. Bắn! Tiêu phàm bỗng nhiên một tiếng gào to, phải nhẹ buông tay. Dây cung nhẹ vang lên, màu lam nhạt mũi tên lông vũ kích xả ra, lóe lên tức thì. Sau đó, ầm ầm một hồi nổ mạnh, một cái cực kỳ rất nhỏ lổ nhỏ, tại tĩnh thất hơi nghiêng trên vách núi đá lộ ra hiện ra, ngay sau đó, vô số đạo vết dạn dùng bị bỏng thành màu đen lổ nhỏ làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán mà đi, sau đó, cứng rắn vô cùng nham thạch bỗng nhiên hóa thành bột mịn, ao ao phiêu tán mà hạ, một đạo cao tới hơn một trượng, dài đến hơn 10 trượng, thông đạo, dần dần tại tiêu phàm trước mắt hiển hiện. Tiêu phàm sớm ở này gian trong tính thất bố trí vài trọng cấm chế, hôm nay lại như là giấy giống nhau, khởi không đến chút nào tác dụng. Cái này là tầng thứ ba tinh viêm quyết. Tiêu phàm thấp giọng nói ra, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ gây ếch yêu ta ếch sợ một mũi tên ra oai, quả là tại tư. chương 874, khổng lồ pháp trận. Tu chân không tuế nguyệt. 30 năm thời gian, thoáng qua tức thì. Buổi trưa chính, trời xanh đỉnh núi, chấn nhạc thần điện. Không biết bao lâu chưa từng mở ra qua chấn nhạc thần điện tránh điện, giờ phút này cửa điện mở rộng ra. Điện trước trên quảng trường, rậm rạp chằng chịt sắp xếp đầy các loại yêu thú. Những này yêu thú bên trong, có chữa cao hơn 10 trượng bàng nhiên cự vật, cũng có còng nhom, dài không quá một xích 0,33 mét tiểu bất điểm, hình thái khác nhau. Thô thô xem xét, chừng hơn một ngàn nhiều. Ngày bình thường hoan hỉ nhất hồn ảo ẩm ý yêu thú, giờ phút này lại im lặng, nguyên một đám thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch giống nhau, tuyệt không phát ra nửa điểm tiếng động. Hơi chút cảm ứng, có thể phát giác, trên quảng trường này xếp đặt chỉnh tề hơn một ngàn yêu thú, trên người linh lực chấn động ít nhất cũng có thất cấp yêu thú tiêu chuẩn, trong đó bát cấp yêu thú có một hai trăm cửu cấp yêu thú cũng có vài chục đầu nhiều, không thiếu đã muốn đạt đến tại cửu cấp đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá bình cảnh chuẩn biến hóa yêu thú. Nói cách khác, cái này trên quảng trường, tập trung hơn 1.000 kim đan tu sĩ. Chỉ cần cái này hơn 1.000 kim đan kỳ tiêu chuẩn yêu thú, cũng đã có thể nghiền áp nhạc Tây Quốc tu chân giới không áp lực. Tung xem như hắc ma vương ninh khinh ngữ đợi 20 tên nguyên anh tu sĩ lúc này, cũng chỉ có chạy chối chết phần tiêu phàm lần đầu nhìn thấy cái này rất nhiều đẳng cấp cao yêu thú, sớm đã trong lòng thầm giật mình. Đây mới là trời xanh núi chấn nhạc thần điện thực lực chân tránh. Rộng lớn trong tránh điện, đứng giải rác hai ba mươi đạo bóng người, dĩ nhiên là là chấn nhạc thần quân dưới chướng hai mươi mấy tên biến hóa yêu thú rồi, trong đó chỉ có tiêu phàm là duy nhất ngoại lệ, không phải là yêu thú, tu vi cũng chỉ có kim đan hậu kỳ, chưa đặt chân nguyên anh kỳ cảnh giới. Không biết nguyên nhân gì, Trấn Nhạc Thần Quân cũng cho phép hắn tiến vào tránh điện, cùng hai mươi mấy tên biến hóa yêu thú đặt song song. Muốn nói tiêu phàm trong nội tâm không có chút nào tâm thần bất định ý, tự nhiên là lời nói dối. Bất quá vì tiến xuống dưới đất quỷ mộ, hắn đã muốn chuẩn bị 30 năm, nuốt vô số nội đan linh quả, rốt cục đem cự linh tộc thiên phú thần thông tu luyện đến đại thành cảnh giới, đợi đúng là hôm nay. Không chỉ nói chấn Nhạc Thần Quân tuyệt không cho hắn nửa đường bỏ cuộc, tiêu phàm mình cũng sẽ không buông tha cho liễu tương đương nếu như cái này trời xanh dưới núi quả thật như trấn nhạc thần quân nói là một cái khổng lồ bãi tha ma như vậy trong đó các loại bảo vật xác thực là nhiều vô số kể bất kể là đan dược công pháp pháp bảo có lẽ hay là tài liệu chỉ sợ đều là ngoại giới khó có thể tưởng tượng đích đối mặt như vậy một cái khổng lồ bảo khố tiêu phàm làm sao có thể không động tâm trấn nhạc thần điện cuối cùng dựng đứng lấy một tòa cự đại tượng đá thân cao 10 trượng, đầu thuồng luồng thân người, toàn thân kim giáp, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, trói mắt đẹp mắt, cao cao đứng sừng ở thần đàn phía trên, quan sát lấy trong đại điện một đám hậu bối, uy nghiêm 10 phần. Đứng ở tiêu phàm bên người hoàng đường truyền âm nói ra, tiêu huynh đệ, pho tượng kia chính là đời thứ nhất chấn nhạc thần quân. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra, đời thứ nhất chấn nhạc thần quân, bản thể là giao long chi thuộc sao không tệ nghe nói bản thể là cực kỳ hiếm thấy viêm thuồng luồng cũng thuộc về hỏa vân giao tộc bất quá là biến dị thể trời sinh tựu tinh thông hết thảy tinh viêm chi lực lúc ấy vị này trấn nhạc thần quân là lệ thú dãy núi chính thức đệ nhất nhân cả lệ thú dãy núi đều ở hắn thống lĩnh phía dưới hoàng đường trong giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng vẻ kính sợ tiêu phàm có chút vuốt cằm bất quá hắn lại không thể theo đương đại trấn nhạc thần quân trên người cảm ứng được giao long khí tức có lẽ dưới mắt vị này chấn nhạc thần quân cũng không phải đời thứ nhất chấn nhạc thần quân huyết mạch hậu nhân, chỉ là kẻ lực mạnh cư chi. Đối với hắn hai người lén nói chuyện với nhau, tự nhiên không nhân để ý. Chấn nhạc thần quân long bảo phục, miệng quan cao ngất, tự mình hướng viêm thuồng luồng pho tượng cúi người chào, miệng lẩm bẩm thì thảo cầu xin. Một đám biến hóa yêu thú cũng liên tục không ngừng đi theo chấn nhạc thần quân hướng pho tượng hành lễ. Hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành chấn nhạc thần điện tế điện nghi thức cũng không phức tạp, rất nhanh liền hành lễ xong, chấn nhạc thần quân chậm rãi tiến lên, leo lên thần đàn, đứng ở tượng thần trước kia, xoay người lại, đối mặt đại chúng, dưới cao nhìn xuống, thần sắc trang nghiêm. Chư vị đồng đạo, trời cao ban thưởng ta trời xanh núi dùng đại bảo dấu, còn đây là ta trời xanh núi một lần nữa tỉnh lại, nhất thống lệ thú dãy núi tốt cơ hội, cũng là chư vị tiến giai ngộ linh, chính đạo trường sinh tốt nhất cơ duyên. Hy vọng chư quân có thể đồng tâm hiệp lực, dũng cảm tiến tới. Chấn nhạc thần quân hai mắt tại phía dưới qua lại nhìn quét một vòng, mới chậm rãi nói ra, ngữ khí cực kỳ uy nghiêm. Chấn nhạc thần quân, uy vũ. Áo bảo sám nam tử dương thanh âm hô to. Chấn nhạc thần quân, uy vũ. Tất cả mọi người đi theo hô quát lên, tuy nhiên chỉ có hai mươi mấy người, lại thanh thế kinh người, tựa như thiên quân vạn mã giống nhau. Giống. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên quảng trường hơn ngàn con yêu thú đồng loạt ngửa mặt lên trời giống to, cuồn cuộn tiếng gầm thẳng trùng vân tiêu, chấn đắc núi minh cốc ứng, thiên địa biến sắc. Phạm vi mấy ngàn dặm trong cấp thấp yêu thú, đồng loạt mà phủ phục trên mặt đất, gân xốp giòn cốt mềm, một không thể động đậy được liếu tương đương. Rất tốt, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp sức, cái này dưới mặt đất bảo tàng, tự nhất định là của chúng ta. Xuất phát, chấn nhạc thần quân vung tay lên, dưới chân độn quang cùng một chỗ liền hướng thần điện cửa hông đi vòng quanh. Quần đỏ nữ tử, thương kỳ, thiên sơn quân đợi hóa hình trung kỳ yêu thú, theo sát phía sau, xa hơn hậu thì là mặt khác biến hóa yêu thú, nối đuôi nhau mà trước, hoàng đường cùng tiêu phàm, đi ở cuối cùng. Theo thần điện cửa hông đi ra, đã đến trên quảng trường. Chấn nhạc thần quân hào không ngừng lại, trực tiếp về phía trước, xuyên qua một đạo rộng rãi nguyệt môn, tiến nhập trong điện. Giống, áo bảo xám nam tử giữ lại, Đứng ở quảng trường hơi nghiêng, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Vốn là Trình Tề xếp đặt lấy nhiều đội kim đan kỳ yêu thú, bắt đầu đâu vào đấy mà tiến về phía trước phát. Đi theo tại biến hóa yêu thú về sau, tiến nhập trong điện, hết thảy đều kết cấu ngay ngắn, cho thấy đắc sớm đã không biết huấn luyện qua bao nhiêu lần rồi, không chút nào hỗn loạn. Những này kim đan kỳ tiêu chuẩn yêu thú, linh trí tuy chưa mở rộng ra, nhưng cũng không ngu đần, có thể tốt lắm chấp hành chỉ lệnh. Tiến vào hậu điện không lâu, chỉ thấy tầng một tầng xương mù dày đặc cuồn cuộn mà đến, nếu như không vận dụng thiên nhãn thần thông lời mà nói, tiêu phàm đã muốn rất khó coi đến thập bước bên ngoài, lại ngẩng đầu trên lên, trên bầu trời cũng là một mảnh u ám, sương mù dày đặc lượn lờ. Đồng thời, tiêu phàm cảm nhận được rất mãnh liệt trận pháp cấm chế chi lực. Xem ra cả hậu điện khu vực, cũng đã tại cấm chế đại trận che đậy phía dưới. Trọng đại như vậy hành động, chấn nhạc thần quân tự nhiên muốn chú ý ẩn nấp, căn phòng nghiêm ngặt bị người phát giác. Tuy nhiên trời xanh núi phạm vi 10 vạn dặm trong đều là của hắn quản hạt phạm vi, nhưng việc này chuẩn bị 30 năm, lại cùng nhân loại tu sĩ tiến hành qua đại quy mô giao dịch, cũng không thể 100% cam đoan, không có người để lộ bí mật. Hôm nay tiểu tâm cẩn thận một ít, tự nhiên là nên vậy đích. Không lâu về sau, một tòa cùng tránh điện đồng dạng to lớn cực lớn điện phủ, ra hiện đang lúc mọi người trước mắt. Tiêu phàm những năm này một mực đều ở trời xanh sơn nam lộc tu luyện, tại đây đã là trấn nhạc thần điện cấm khu, trước đây chưa bao giờ đã tới. Đây là hậu điện. Hoàng đường ở một bên giải thích. Giờ phút này, hậu điện cửa điện cũng đã mở ra, một cái đường kính đạt tới Nam trượng đã ngoài truyền tống trận, ra hiện tại đại điện ở giữa. Bất quá dưới mắt cái này truyền tống trận có lẽ hay là bạch mông mông đích, không có linh lực chấn động, chưa chính thức khởi động. Theo ngoại hình hòa khí tức đến xem, Tiêu Phàm kết luận đây là không lâu mới bố trí tốt truyền tống trận. Tuy nhiên cái này 30 năm gian, hắn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở đối với cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt khác nhau thiên phú thần thông tu luyện cùng lĩnh ngộ phía trên, lúc rỗi rãnh, thực sự cùng Hắc Lân nghiên cứu qua trận pháp chi đạo. Ngọc Uyển Nhi đối với các loại ảo trận chi tinh thông, xa xa vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Ảo trận cùng truyền tống trận là hai cái bất đồng phạm trù, lại cũng có không thiếu chỗ tương thông tiêu phàm tại trên trận pháp tạo nghệ, chút bất chi bất giác lại đã nâng cao một bước. Khởi động truyền tống trận. Đứng ở truyền tống trận trước, chấn nhạc thần quân trầm giọng quát. Giả, dạ, một gã hóa hình sơ kỳ yêu thú không người đồng ý, lông mềm như nhung đại giơ tay lên, một tấm lệnh bài di động hiện ra, phát ra một đạo nhu hỏa sáng bóng, trực tiếp bắn vào đến trong truyền tống trận ương. Sau một khắc, ong ong, nhẹ vang lên bên trong, truyền tống trận phát ra màu trắng ánh sáng, dần dần trở nên hào quang chói mắt, một cổ không gian chấn động, phún dũng ra. Từ nơi này truyền tống trận quy cách cùng phát ra không gian chấn động đến xem, truyền tống khoảng cách có nên không quá xa. Chấn nhạc thần quân nhìn bên người quần đỏ nữ tử liếc. Quần đỏ nữ tử nhẹ gật đầu, cùng tên kia khởi động truyền tống trận hóa hình sơ kỳ yêu thú cùng một chỗ, bước vào truyền tống trận bên trong. Hoàng đường đã sớm cho tiêu phàm giới thiệu qua, hai người này hòa điền tính áo bảo sám nam tử đồng dạng, đều đều là chấn nhạc thần điện trưởng lão, cũng là chấn nhạc thần quân nhất người thân tín. Thực tế cái kia quần đỏ nữ tử, tại chấn nhạc thần quân trong lúc bế quan, thậm chí có thể đại biểu hắn ra lệnh. Ở đây mấy tên hóa hình trung kỳ yêu thú, rõ ràng quần đỏ nữ tử tu vi rất cao một bậc, vô luận thương kỳ có lẽ hay là thiên sơn quân, đều hơi có không bằng. Một hồi nhẹ vang lên qua đi, quần đỏ nữ tử hai người liền biến mất ở trong truyền tống trận. Trong đại điện im lặng, ai cũng không nói lời nào. Đợi chút một lát, thấy truyền tống trận không có gì khác thường, chấn nhạc thần quân lại vung tay lên, thấp giọng quát nói, đi. Thiên Sơn quân không nói một lời, xuất lĩnh lấy dưới chướng hai gã hóa hình sơ kỳ yêu thú, bước chân vào trong truyền tống trận, trong khoảnh khắc cũng bị truyền tống mà đi. Thương kỳ, hoàng đường cùng tiêu phàm là cuối cùng một đám truyền tống đi đích. Xà ô giữ lại, bên ngoài còn có hơn 200 kim đan kỳ tiêu chuẩn yêu thú, là thuộc về lâm lang núi cai đích. Hắn phải lưu lại thống soái đến lúc đó cùng một chỗ truyền đưa qua. Nếu như tất cả biến hóa yêu thú đi trước, vạn nhất khởi cái gì hỗn loạn, không người có thể đàn áp được. Một hồi rất nhỏ mê muội về sau, tiêu phàm liền ra hiện tại cái khác truyền tống trận bên trong, bất quá một chút sáng ngời đầu, vẻ này không khỏe cảm giác liền tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn hiện tại thân thể mạnh hoành, ngay hoàng đường cũng chưa chắc so ra mà vượt. Tăng thêm người mang, đỉnh càn khôn, khoảng cách gần như vậy truyền tống, cơ bản không biết đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng tới. Nhưng một ít tu vi khá thấp yêu thú, lại còn cần tùy thân đeo đặc chế truyền tống lệnh phù, để mà triệt tiêu truyền tống trận không gian áp lực, nếu không tại truyền tống quá trình ở bên trong, thật là có khả năng xuất hiện không lường được ngoài ý muốn. Cầm lên trong truyền tống trận đi tới, tiêu phàm liền sướng sở ngơ ngác một chút. Tốt cực lớn một tòa pháp trận. Thấy bọn họ nơi đang ở một chỗ hình thành vách núi phía trên, phóng nhãn nhìn lại, vách núi phía dưới, quang mang chấp diệu, dạng rỡ sáng chói, cấm chế chi lực mạnh mẽ vô cùng, dĩ nhiên là một tòa liếc trông không đến cuối cùng khổng lồ pháp trận. Dù là tiêu phàm đi vào thoi ma giới về sau, tự giác bái kiến một ít quen mặt, bỗng nhiên ở phía trong chứng kiến như vậy một tòa khổng lồ pháp trận, cũng không khỏi đắc trận mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. chương 875, dùng trận phá trận. Ông trời của ta, cái này là năm đó phong ấn pháp trận sao? Đứng ở Tiêu Phàm bên người Hoàng Đường, đồng dạng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có thương kỳ thần sắc như thường, giống như hồ đã không phải là đầu một hồi lại tới đây. Xem ra cái này 30 năm gian, bọn hắn mấy vị này hóa hình trung kỳ, đại ca đều đã từng tới trước qua nơi này. Vì phát động trời xanh núi tất cả lực lượng, chấn nhạc thần quân tự nhiên muốn trước cho bọn hắn để lộ một ít thật sự mấy cái gì đó, mới có thể đem khẩu vị của bọn hắn đều treo ngược lên. Chỉ dựa vào lấy chấn nhạc thần điện chi lực nhưng khống chế không được cái này ngàn vạn yêu thú, muốn hay không nói đem tất cả thất cấp đã ngoài đẳng cấp cao yêu thú đều đều vặn thành một cổ dây thừng. Đây chỉ là phong ấn pháp trận tam đại chủ trận mắt một trong. thương kỳ hai mắt nhắm lại, mắt nhìn lấy khổng lồ pháp trận, trầm giọng nói ra. Hoàng đường nhịn không được hỏi, mà pháp trận rốt cuộc có nhiều hơn. Không biết, thương kỳ lập tức lắc đầu. Nghe nói, năm đó chiến trường, thậm chí so cả lệ thú dãy núi còn muốn rộng lớn, là phong ấn hoàn thành về sau, lệ thú dãy núi mới dần dần trở thành hôm nay quy mô. Lệ thú dãy núi yêu khí nồng đập, thích hợp chúng ta thú tộc tu luyện, chỉ sợ cũng cùng cái này phong ấn đại trận có một chút quan hệ. Thương đại ca, theo ai theo như lời. Tiêu phàm thấp giọng hỏi. Thương kỳ liếc hắn một cái, đồng dạng giảm thấp xuống thanh âm, đáp đương nhiên là thần quân nói rồi, có quan hệ cái này thế giới dưới lòng đất hết thảy, đều là thần quân tại trấn nhạc thần điện một quyển cổ xưa trên điển tịch tìm được đích, Nghe nói là đời thứ nhất chấn nhạc thần quân viết vào, bên trong đối với trận kia chiến tranh tiền căn hậu quả, cùng với cái này thế giới dưới lòng đất cuối cùng nhất hình thành, đều có ghi lại. Mà bản chép tay, các ngươi đều nhìn rồi sao? Thương Kỳ khóe miệng một phát, kéo ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ, lắc đầu. Muốn cũng biết, chấn nhạc thần quân không có khả năng đưa tay chát cho bọn hắn xem qua đích. Vì như thế, mới có thể bảo chứng đến phía dưới, mọi người thủy chung quay chung quanh ở bên cạnh hắn hành động nếu không nghe lời, làm không tốt sẽ làm theo ý mình liễu tương đương. Tiêu huynh đệ, yên tâm đi, thần quân không biết vứt xuống dưới mọi người chúng ta mặc kệ đích. Hoàng đường lập tức, an ủi, tiêu phàm. Tiêu phàm không khỏi khẽ cười khổ một tiếng, nhẹ khẽ lắc đầu. Hoàng đường loại này thẳng tính hảo hán, làm sao biết đạo nhân tâm hiểm ác. Dù sao tiêu phàm phải không dám đem thân thể của mình ra tánh mạng đều đặt ở chấn nhà thần quân nhân từ phía trên. Đợi đi vào thế giới dưới lòng đất về sau, lại tùy cơ ứng biến tốt rồi. Chọn vẹn đi qua hai canh giờ, tất cả thất cấp đã ngoài yêu thú mới toàn bộ truyền tống tới. Vách núi phía trên diện tích vốn là không lớn, đến lúc này, rậm rạp chẳng chỉ đứng đầy yêu thú, có vẻ cực độ chen chúc không chịu nổi. May mà có biến hóa yêu thú chỉ huy, mới không có phát sinh cái gì quá lớn hỗn loạn. Chấn nhạc thần quân dưới chân độn quang cùng một chỗ, rời đi vách núi hướng khổng lồ pháp trong trận chậm rãi bay đi. Quân đỏ nữ tử thương kỳ thiên sơn quân đợi hóa hình trung kỳ yêu thú theo sát ở phía sau. Mọi người trên người lóng lánh lấy tầng một nhàn nhạt ngân bạch sắc quang mang pháp trận đối với bọn họ nhìn như không thấy, không biết là pháp trận thân mình không có công kích năng lực, có lẽ hay là chấn nhạc thần quân bọn người người mang dị bảo không làm kinh động pháp trận. rất nhanh chấn nhạc thần quân bọn người sẽ không nhập khổng lồ pháp trận phát ra bạch mông mông màn sáng bên trong nhìn không thấy liễu tương đương tiêu phàm đáy mắt lục mang chấp động lại thông qua màn sáng thấy minh bạch chấn nhạc thần quân cũng không có động tác khác chỉ là dọc theo khổng lồ pháp trận biên giới tại phi hành lại là suốt một canh giờ đi qua chấn nhạc thần quân bọn người thân hình mới từ màn sáng trung đi ra lần nữa ra hiện tại mọi người trước mắt tuy nhiên bọn hắn đều tận lực đã khống chế độn nhanh chóng nhưng trọn vẹn một canh giờ mới có thể năng lực quấn đi một vòng, cái này pháp trận chi cực lớn, có thể nghĩ. Nếu như nói cái này còn gần kề chỉ là ba cái chủ trận mắt một trong, như vậy cả pháp trận rốt cuộc nhiều hơn đại. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Rất tốt, phòng ấn đại trận còn giống như trước đây. Cũng không có khởi cái gì biến hóa, chấn nhạc thần quân nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức cử động vung tay lên, kêu lên, bày trận. Quần đỏ nữ tử dơ lên một thon dài bàn tay trắng nõn. Tự đứng ở vách núi phía trước nhất một chi yêu thú, đội ngũ xuất hiện một hồi nho nhỏ bạo động. Cái này chi yêu thú, đội ngũ, không giống người thường, mặt khác yêu thú đều đều phân loại, duy chỉ có cái này chi chưa đầy 30 người, tiểu đội ngũ, là vài loại bất đồng yêu thú hỗn tạp cùng một chỗ, trong đó dùng một loại cùng loại viên hầu yêu thú chiếm đa số, còn có yêu hồ, sói xanh cùng mặt khác tướng mạo khác nhau yêu thú trừng bảy tám chủng trồng nhiều. Cùng bậc thấp nhất đã ở bát cấp đã ngoài, đa số đều là cửu cấp yêu thú. Bất quá những này yêu thú trên người đều có được cùng một loại khí tức, tiêu phàm một chút cảm ứng, chỉ biết chúng hẳn là trường kỳ ở tại trấn nhạc trong thần điện, mới lây dính đồng dạng khí tức. Nói một cách khác, chi đội ngũ này hẳn là trấn nhạc thần quân nuôi dưỡng, tư binh. Quần đỏ nữ tử tựa hồ là chi đội ngũ này trực tiếp thống lĩnh, dẫn đầu hướng vách núi phía dưới bay đi, yêu thú ảo ảo giá khởi độn quang, theo sát phía sau. Theo áo đỏ nữ tử ra lệnh một tiếng, đám yêu thú đều tự theo chữ vật vòng tay chung lấy ra đại lượng trận bàn trận kỳ, bắt đầu ở phòng ấn đại trận một góc bố trí pháp trận. Nhìn về phía trên, cái này pháp trận phi thường phức tạp, riêng là bảy trận pháp khí, liền nhiều đến một hai trùng trồng. Tiêu phàm đem thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, lục mang lóng lánh, đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Dù là tiêu phàm đối với trận pháp chi đạo rất nhiều nghiên cứu, nhìn thấy bọn này yêu thú bảy trận, cũng có chút xem thế là đủ rồi ý tứ. Hoàng đường nhưng có chút không đại minh bạch, thấp giọng hướng thương kỳ đặt câu hỏi, đại ca, làm cái gì vậy? Thương kỳ đáp, dưới mắt đúng vậy đại trận phong ấn chi lực yếu nhất thời điểm, thần quân đã sớm tìm cách tốt rồi, dùng trận phá trận, từ nơi này mắt trận biên dưới chỗ, cưỡng ép hát yêu ta ép đả thông một cái lối đi, tiến xuống dưới đất bảo khố, Tiêu Phàm nhịn không được hỏi, kể từ đó, chẳng lẽ không sẽ ảnh hưởng đến cả phong ấn đại trận sao? Vạn nhất đem những kia yêu ma quỷ quái đều phóng xuất, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Thương Kỳ khẽ cười một tiếng, nói ra cho nên thần quân mới chịu dùng trận phá trận, nếu không nghe lời, trực tiếp cưỡng ép hát yêu ta ép mở ra một cái lối đi thì tốt rồi. Cái gọi là dùng trận phá trận, chính là tại đây mắt trận biên giới chỗ, mới pháp trận thay thế nguyên lai like pháp trận một góc. Nhưng cái này mới pháp trận, nhưng lại nắm giữ ở thần quân trong tay. Chúng ta có thể mượn nhờ cái này pháp trận tiến nhập thế giới dưới lòng đất, đối với phong ấn trong đó cái kia chút ít yêu ma quỷ quái mà nói, phong ấn pháp trận như trước còn lúc trước cái kia pháp trận, phong ấn chi lực cũng không cái gì biến hóa. Chúng là ra không được đích. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại. Theo đạo lý đi lên nói, chấn nhạc thần quân cái này cách làm có thể thực hiện, bất quá tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ sự tình chưa hẳn có đơn giản như vậy. Từ nơi này cái phong ấn đại trận quy mô có thể nhìn ra được, năm đó không biết cuối cùng bao nhiêu đại năng chi sĩ tâm huyết, hao phí bao nhiêu tài liệu pháp bảo linh thạch mới rốt cuộc kiến tạo hoàn thành, đem một đám ma đạo quỷ tu trấn áp tại hạ. Đó là tập trung cả giới diện chi lực. Hôm nay trấn nhạc thần quân tuy rất cao minh, cũng không quá đáng là hóa hình hậu kỳ yêu thú, gần kề chỉ tương đương với nhân loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngay ngộ linh kỳ cũng còn chưa từng đạt tới, cùng năm đó đám kia đại năng chi sĩ tương đối mà nói hoàn toàn không tại một cấp bậc phía trên. Cho dù hắn là một cái bất thế gia trận pháp đại sư, dùng lực lượng một người tự tiện cải biến cả giới diện phong ấn đại trận, phải chăng thực có thể làm được khống chế tự nhiên, nhưng thật sự là khó mà nói. Cuống hồ, đối với yêu thú trận pháp tạo nghệ, tiêu phàm đương làm thật không có quá lớn tin tưởng. Nói tới trí tuệ, tiêu phàm có lẽ hay là càng tin được nhân loại. Chỉ có điều dưới mắt loại tình hình này, rõ ràng không phải hắn đủ khả năng ngăn cản được đích. Trấn nhạc thần quân lẳng lặng yên lơ lửng tại vách núi bên ngoài, hai mắt sáng ngời, chằm chằm vào phía dưới mọi người bày trận. Sau một lát, bỗng nhiên ánh mắt một chuyển, nắm chặt tiêu phàm, trầm giọng hỏi tiêu đạo hữu đối với cái này pháp trận như thế chú ý, hẳn là cũng tinh thông trận pháp chi đạo. Tiêu phàm thiên nhãn thần thông tuy nhiên ẩn nấp, như thế chuyên chú mà chằm chằm vào một điểm, cũng khó trách gần trong gang tắc chấn nhạc thần quân có chỗ phát hiện. Tinh thông trận pháp chi đạo không dám nhận, tại hạ chỉ là hiểu sơ một điểm mà thôi. Tiêu phàm bề bộn tức đáp, đáy mắt lục mang lặng lẽ ẩn liếm không thấy. Phải không, hắc hắc, thiên nhãn thần thông, tiêu đạo hữu tu vi không cao, hiểu được tạp học thật đúng là không ít. Chẳng lẽ các người vô cực môn đệ tử, đều ưa thích như vậy loại suy? Đối với tiêu phàm đáp án này, chấn nhạc thần quân tựa hồ không thể nào tin được, khóe miệng hiện lên một đám nhàn nhạt cười lạnh, nói ra. Rõ ràng liếc lên đường phá tiêu phàm thiên nhãn thần thông, Tiêu phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra là tại hạ ưa thích tạp học mà thôi, mặt khác vô cực đệ tử, không giống như ta vậy. Chấn nhạc thần quân nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, thật sâu nhìn tiêu phàm liếc, liền là đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía tại vách núi phía dưới bảy trận một đám yêu thú. Hoàng đường liền có chút lo lắng nói, tiêu huynh đệ, thần quân giống như một mực đều đối với người có chút không tin tưởng lắm, người cần phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần phải cải lời thần quân hiệu lệnh. Hoàng Tam ca yên tâm, tiểu đệ để ý tới đắc. Mặc dù không biết chấn nhạc thần quân rốt cuộc muốn mình làm cái gì, nhưng dưới mắt chính mình còn thật là làm không đến đã làm, chấn nhạc thần quân tuyệt sẽ không bỗng nhiên trở mặt. Đến Vu Tiến nhập thế giới dưới lòng đất về sau, cái kia cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Giống như Hoàng Đường nói, chỉ có thể chính mình cẩn thận một chút, tận lực không nên chọc giận chấn nhạc thần quân. đương nhiên. Nếu như chấn nhạc thần quân thật sao không hỏi xanh đỏ đen trắng tự đối với tự mình ra tay, cái kia nói cái gì đều khó có khả năng khoanh tay chịu chết. Tinh Viêm quyết bước vào tầng thứ ba cảnh giới, đã muốn bộ phận nắm giữ nguyên anh tu sĩ thần thông, tuy nhiên cùng hóa hình hậu kỳ yêu thú tương đối còn kém xa lắm, nhưng cũng cũng không không hề kháng cự chi lực. Cái này 30 năm gian, đối với ngân dược lôi bằng nội đan tinh hoa hấp thu tốc độ nhanh hơn, tiêu phạm đối với phong độn thuật lĩnh ngộ cũng nhiều vài phần tâm đắc tại phòng ba quỷ dị tu chân giới những điều này đều là hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn chờ đợi quá trình dài rằng giặc mà buồn tẻ hoàng đường có chút không kiên nhẫn mà thầm nói vì cái gì không còn sớm điểm ở chỗ này bày trận thương kỳ khẽ nói người biết cái gì hôm nay trước kia phòng ấn chi lực không có yếu bớt cái này tạm thời pháp trận như thế nào bố trí được bắt đầu đứng dậy cho dù miễn cưỡng bố trí tốt rồi muốn phá vỡ đại trận cũng là nằm mơ giữa ban ngày Hoàng đường hừ hừ vài tiếng, không nói thêm gì nữa. Trọn vẹn sáu canh giờ đi qua vách núi hạ bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ hoan hô, cùng lúc đó, một cổ lúc trước không có cấm chế chấn động chi lực, ẩn ẩn tự vách núi hạ truyền ra. Thành liễu tương đương, tiêu phàm sắc mặt nhẹ nhàng vừa độc, thấp giọng nói ra. Ngay một mực lơ lửng ở trên không, vẫn không nhúc nhích chấn nhạc thần quân trên mặt, cũng hiện lên một vòng vui vẻ. Audio điện tử võ tấn bền chương 876, phá trận cùng phản kích. Ngay sau đó, một hồi, ong ong, nhẹ vang lên theo vách núi cuối cùng chuyển đến, nương theo lấy từng vòng màu ngà sữa vầng sáng. Vốn là im lặng chờ trọn vẹn 6 canh giờ hơn 1.000 yêu thú, bỗng nhiên tao động, không ít yêu thú trên mặt đều lộ ra hưng phấn khó nhịn thần sắc. Rất hiển nhiên, những này tương đương với nhân loại kim đan kỳ tu sĩ đẳng cấp cao yêu thú, đều rất rõ ràng, chúng sẽ phải tiến vào là một cái dạng gì không gian, Tại đó, có vô số làm cho người tha thiết ước mơ tốt bảo vật, có lẽ có thể khiến chúng nó bên trong không ít, đều có cơ hội bước vào hóa hình kỳ. Đối với đẳng cấp cao yêu thú mà nói, phải chăng có thể biến hóa, là vĩnh sinh trên đường lớn lớn nhất một đạo khảm. Bước qua đạo này khảm, sẽ linh trí mở rộng ra, tốc độ tu luyện so trước kia tăng lên gấp bội, thiên hạ to lớn, nơi nào đều có thể đi được liễu tương đương. Nếu không nghe lời, vĩnh viễn cũng chỉ là một con yêu thú, cuối cùng cả đời, đều chỉ có thể đợi tại lệ thú dãy núi góc chi địa, cuối cùng nhất hóa thành một đống xương khô, huyết nhục thành bùn. Tiêu phàm đáy mắt lần nữa lục mang lóng lánh. Vách núi ở dưới pháp trận, đã bị trói mắt tia ánh sáng trắng bao phủ, ngoại trừ tiêu phàm cùng một ít trời sinh thị lực hơn người yêu thú, mặt khác yêu thú hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự khán bất chân thiết. Quần đỏ nữ tử đốc suốt một đám yêu thú, bố trí không chỉ một cái pháp trận, mà là sáu cái pháp trận, vây quanh khổng lồ pháp trận biên giới nơi một cái hình lục giác đồ án, mỗi đạo bên cạnh đối ứng một cái pháp trận. Tiêu Phàm thấy minh bạch, cái này 6 cái pháp trận, dĩ nhiên là nghiêm khắc dựa theo lục hợp phương vị xếp đặt đích, định vị cực kỳ tinh chuẩn, cơ hồ là không sai chút nào. Coi như là Tiêu Phàm tự mình ra tay, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Xem ra bọn này yêu thú nếu không phải thật sao tinh thông pháp trận bố trí, chính là đối với cái này 6 cái pháp trận bố trí phương pháp nghiên cứu đắc cực kỳ thấu triệt lúc này y giảng họa vẽ, hồ lô bố trí đi ra, tự nhiên là tinh chuẩn dị thường liễu tương đương. Sáu cái pháp trận đồng thời thả ra vầng sáng, từng đợt cấm chế chi lực, hướng về kia cái hình lục giác đồ án bắn tới. Hình lục giác đồ án do nào đó màu xanh nhà tài liệu bố trí mà thành, ước chừng mấy trượng lớn nhỏ, tại sáu cái pháp trận trong vòng vây, đem tất cả cấm chế chấn động đều hấp thu đi vào, từ đầu đến cuối đều xám mông mông đích, không có chút nào động tính. Chư vị hiền đệ, động thủ một mực mật thiết chú ý pháp trận chấn nhạc thần quân hai hàng lông mày dơ lên, ra lệnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, một đạo hùng hậu pháp lực, trực tiếp hướng về hưu môn, phương vị pháp trận đánh tới. Quần đỏ nữ tử theo sát bên kia, một trường đánh về phía, sinh môn, phương vị. Thương kỳ, thiên sơn quân cùng hai gã khác biến hóa yêu thú, cũng đồng loạt ra tay, phân biệt đánh về phía bất đồng vị trí pháp trận. Ra tay trong sáu người, chỉ có một người là hóa hình sơ kỳ tu vi, lại cũng đã đạt đến tại hóa hình sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, tùy thời cũng có thể đột phá bình cảnh, đặt chân hóa hình trung kỳ. 6 gã V, y ngắn, P nhất đính tiêm biến hóa yêu thú yêu thú đồng thời ra tay, thanh thế to lớn, có thể nghĩ liễu tương đương. 6 tòa pháp trận lập tức hào quang tỏa sáng, đột nhiên trở nên trói mắt sáng trói, một cổ xa so vừa rồi muốn hùng hậu nhiều lắm cấm chế chấn động, mãnh liệt hướng về màu xanh nhạt hình lục giác đồ án kích bắn đi. Trước kia không hề có động tính gì hình lục giác đồ án, rốt cục khẽ run lên về sau, bắt đầu có biến hóa, tầng một tầng ngân sắc ký hiệu, tại đồ án mặt ngoài di động hiện ra, đem kích xạ mà đến cấm chế chi lực. Trong khoảnh khắc liền thôn vệ đắc không còn một mảnh, lập tức lại khôi phục vốn là màu xanh nhạt bộ dáng, ảm đạm vô quang. Rất tốt, lại đến. Chấn nhạc thần quân lại một tiếng khẻ kêu, thủ đoạn một phen, lại một trường đánh ra, kinh phong gào thét, quanh thân không khí đều ở không ngừng vặn vẹo có thể thấy được một trưởng này chi lực, xa so vừa rồi muốn hùng hậu nhiều lắm. Thường kỳ bọn người cũng không hẹn mà cùng mà tăng lớn ra tay uy lực. Lần này, hình lục giác đồ án mặt ngoài biến ảo ra càng nhiều là ngân sắc ký hiệu, Tiêu Phàm thấy minh bạch, những này ký hiệu cùng viêm linh chi lưới kiếm vận dụng đến mức tận cùng thời điểm, lóng lánh ra ký hiệu cực kỳ tương tự, xem ra xác thực là xuất từ thời kỳ thượng cổ. Cái này phong ấn đại trận lưu ở chỗ này, đã muốn không biết đi qua bao nhiêu vạn năm, hôm nay sáu gã biến hóa yêu thú mượn nhờ pháp trận chi lực đồng thời ra tay công kích, chính là một cái hình lục giác đồ án, chưa đầy mắt trận thập một phần vạn lớn nhỏ, liền ngạnh xanh xanh đem những công kích này khiêng xuống dưới, bởi vậy có thể thấy được, cái này pháp trận lúc trước là bực nào uy lực. Khó trách thượng cổ tu sĩ cùng thú tộc đại năng, muốn đem theo giới diện khác tới mà đạo quỷ tu đều dụ dỗ đến nơi đây, dùng pháp trận chi lực nhất cử diệt sát tung tính toán có ngộ linh kỳ tu sĩ xa vào đến cái này pháp trong trận, chỉ sợ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chấn nhạc thần quân bọn người công kích, một lần so một lần mãnh liệt, cũng một bóp bi một lớp nhanh hơn. Hình lục giác đồ án thượng ngân sắc ký hiệu cũng biến ảo đắc càng thêm nhiều lần, tầng một tầng mà tuôn ra hiện ra, đem sáu cái pháp trận cấm chế chi lực hấp thu đi vào. Từ đầu đến cuối, hình lục giác đồ án đều đang tiến hành phòng ngự, cũng không triển khai bất luận cái gì phản kích, hiển nhiên hình lục giác đồ án thượng ngân sắc ký hiệu càng ngày càng là dày đặc, dần dần hình thành một cái ngân sắc màn sáng, liên tục không ngừng mà ngăn cản cấm chế chi lực công kích, tiêu phàm trong nội tâm tinh tường, cái này đồ án kiên trì không được bao lâu. Chấn nhạc thần quân bọn người hiển nhiên tìm được rồi khổng lồ phong ấn pháp trận điểm yếu. Suốt khục, ngân sắc ký hiệu hội tụ mà thành màn sáng, bắt đầu trở nên sáng tắt bất định, bày biện ra chống đỡ hết nổi thái độ. Chấn nhạc thần quân ngưỡng thiên nhất thanh âm thét dài, Hai tay đều xuất hiện, một cái màu ngà sữa quang đoàn tại hắn song trưởng bên trong di động hiện ra, mãnh liệt hướng về phía dưới đánh tới. Quần đỏ nữ tử, thương kỳ bọn người cũng đồng thời toàn lực ra tay. Xoẹt, ngân sắc phù văn quang màn rốt cuộc duy trì không được, từng khúc vỡ vụn mà mở, một cổ đen nhánh xương mù, mãnh liệt từ đó phún dũng ra. Thành rồi. Hoàng Đường cùng xả Ô liếc nhau, đều có chút hưng phấn mà nói ra. Đàn thú cũng bắt đầu bạo động nguyên một đám rỗi dài cái cổ, về phía trước nhìn quanh. Liền vào lúc này, một hồi ầm ầm, thanh âm bỗng nhiên vang lên, tựa hồ phát từ cách xa pháp trong trận nơi, giống như sấm rền giống nhau, oanh kích đang lúc mọi người trong tai, lập tức không ít yêu thú trên mặt lộ ra bất an thần sắc. Ngay sau đó, một cổ mắt thường có thể thấy được cấm chế chi lực, tự khổng lồ pháp trận trói mắt màn sáng bên trong lao ra, hướng về bên này cuồn cuộn mà đến, phảng phất nộ hải chiều dâng, vô biên vô hạn. Trong lúc nhất thời, mỗi người sắc mặt đại biến. Cứ việc còn cách đắc tương đối xa xôi, nhưng này cổ cấm chế chi lực cường đại, lại mỗi người đều có thể cảm thụ tìm được. Một khi bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Khổng lồ pháp trận rốt cục bắt đầu phản kích liễu tương đương. Vội cái gì? Chấn nhạc thần quân lại là hét lớn một tiếng. Lập tức đem ào ào hỗn loạn ẩm ý thanh âm đều đều đè ép xuống dưới. Kết trận. Biên tính áo bảo sám nam tử lập tức theo chữ vật vòng tay chung lấy ra một mặt hình tam giác màu vàng cờ nhỏ, lăng không vung vẩy bắt đầu đứng dậy. Nhanh, kết trận. Xà ô cũng lập tức chuyển hướng sau lưng một đoàn lâm lang núi yêu thú, cao giọng quát. Trong chốc lát, chỉ nghe, phụt phụt phụt, thanh âm lớn lên, từng kiện từng kiện hình thái khác nhau áo giáp, tại yêu thú trên người di động hiện ra, đa số yêu khí quay cuồng, giữ tợn đáng sợ. Nhìn thấy như vậy đồ sộ tràng cảnh, tiêu phàm nhịn không được hỏi, Hoàng Tam Ca, đây đều là ngươi luyện chế hay sao? Đúng vậy, Hoàng Đường trên mặt cũng lộ ra ánh mắt đắc ý. 30 năm thời gian, luyện chế hơn 1.000 kiện các thức áo giáp, mặc dù có rất nhiều giúp đỡ, cũng đương làm thật khó cho hắn. Tiêu huynh đệ, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Đường trên mặt tốt sắc lóe lên tức thì, lập tức kêu lên. Một hồi ánh sáng màu vàng chấp động, cái kia kiện màu vàng đất cổ xưa đồng giáp hiển hiện ra, đưa hắn tráng kiện thân hình kết kết thật thật bao vây lại, lông mềm như nhung đầu thú thượng, chụp vào một cái đồng dạng cổ xưa màu vàng đất ngũ bảo hiểm. Cái này đồng giáp là hoàng đường tổ tiên để lại cho hắn đến đích, uy lực phi phàm, lần này đã trải qua một lần nữa cường hóa luyện chế, đặc biệt là tiêu phàm vì áo giáp bên trong sáp nhập vào đại lượng tinh viêm chi lực cùng lôi điện chi lực, phòng ngự năng lực nâng cao một bước. Trong khoảng khắc, hoàng đường tự biến thành một gã thân cao tám thước, uy phong lẫm lẫm chiến tướng, cầm trong tay một đầu vừa thô vừa to thuộc đồng côn, tiến lên một bước, hữu ý vội ý mà chắn tiêu phàm trước người. Tiêu phàm mỉm cười, thân hình run lên, hoàng đường cho hắn tỉ mỉ rèn, huyền tinh giáp, cũng di động hiện ra, tia ánh sáng trắng lóng lánh, giáp vai thú khẩu nuốt đầu là chiếu đồng giáp gấu bộ dáng chế tạo đích, giữ tợn đáng sợ, đằng đằng sát khí. Trong nháy, một thân nhà bào, quạt lông khăn chít đầu tiêu chân nhân cũng trở thành uy phong lẫm lẫm áo bảo trắng chiến tướng. Hoàng đường ha ha cười một tiếng, hướng hắn vươn lông mềm như nhung ngón tay cái. Cứ việc vách núi thượng tụ tập hơn một ngàn yêu thú, giờ khắc này, nghiêm chỉnh huấn luyện chỗ tốt liền hiển lộ ra đến rồi, ngay từ đầu hơi có lung tung, rất nhanh liền dựa theo chỉ lệnh bố tốt rồi trận thế. Hơn một ngàn yêu thú, đông nghịt tụ thành một mảnh, nguyên một đám toàn thân áo giáp, trừng lớn huyết hồng hai mắt, gắt gao nhìn thẳng cuồn cuộn mà đến khí lãng. Nhe răng nhếch miệng, không ngừng phun lấy ồ ồ hơi thở, Rốt cuộc quả nhiên là sát khí phóng lên trời. Chấn nhạc thần quân trung tâm, quần đỏ nữ tử, thương kỳ, thiên sơn quân đợi đẳng cấp cao biến hóa yêu thú theo sát phía sau, đứng ở một lũ yêu thú phía trước nhất. Tiêu phàm không khỏi âm thầm gật đầu. Bất kể thế nào nói, cái này chấn nhạc thần quân có thể gương cho binh sĩ, chính là nên chỗ. Khổng lồ pháp trận cấm chế chi lực, tới cực nhanh, thoáng qua liền đến phụ cận. Trấn nhạc thần quân giống to một tiếng, một đạo cửa đại ma ảnh bỗng nhiên tại phía sau hắn di động hiện ra, cao tới mấy trượng, trên đầu song sư thủ thân người, miệng đầy răng nanh, giữ tợn đáng sợ đến cực điểm. Quần đỏ nữ tử, thương kỳ, thiên sơn quân bọn người sau lưng ảo ảo lộ ra yêu thú hư ảnh. Quần đỏ nữ tử là một đầu thân thể yêu nhã màu xanh cự lang, thương kỳ tự nhiên là cự linh biến thân, thiên sơn quân tác chính là giống như tiêu phàm sở liệu, là một đầu cực lớn lợn rừng hình dáng yêu thú. Nguyên một đám khí thế phóng lên trời, lập tức liền đem toàn thân pháp lực nâng lên cực hạn ra tay chấn nhạc thần quân hét lớn một tiếng mãnh liệt về phía trước phóng ra áo bảo xám nam tử tác chính là vung lên tam giác cờ nhỏ hơn một ngàn yêu thú đồng thời phát ra giống giận các loại phong nhận sóng âm quyền phong trào ảnh ào ào về phía trước đánh ra kết hợp một cổ dậy sóng sức lực hướng về cuồn cuộn mà đến khí lãng mãnh lực đón đánh đi lên ầm ầm nổ mạnh rung trời trong khoảng thời gian ngắn, tiêu phàm cảm giác mình hoàn toàn bị tiếng sấm vây quanh, dõi mắt chỗ đến, đều chỉ có thể nhìn thấy từng đạo pháp lực cùng sáng giỏi, sẽ không còn được gặp lại mặt khác. Hơn một ngàn yêu thú đồng thời ra tay, uy lực to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Làm cho là như thế, tiêu phàm như trước cảm thấy toàn thân siết chặt, một cổ khổng lồ vô cùng sức lực mãnh liệt đụng vào trên người của hắn. Cùng lúc đó, tiêu phàm chân khí trong cơ thể vận chuyển, một cổ đồng dạng lực lượng khổng lồ tuôn ra hiện ra, đem này cổ sức lực đẩy hướng một bên. Âm ầm tiếng vang không dứt, trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà đi qua mới rốt cục an tĩnh lại. Chỉ thấy xếp đặt chỉnh tề yêu thú trận hình, hơi có vẻ tán loạn, hơn 10 đầu thất cấp yêu thú nặng nề đụng vào trên vách núi đá, sớm đã đứt gân gãy xương, chết oan chết uổng. Chưa bắt đầu tiến nhập thế giới dưới lòng đất, ở chỗ này đã muốn xuất hiện thương vong. chương 877, Hóa yêu nước. Ai cũng không lên tiếng, tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi lấy, khổng lồ pháp trận đợt thứ hai phản kích. Vòng thứ nhất phản kích đã muốn uy thế như thế, chắc hẳn đợt thứ hai phản kích khẳng định càng thêm kinh người. Thời gian từng giọt từng giọt mà đi qua khổng lồ pháp trận thủy trung im ắng đích, lại không có động tính, mà theo hình lục giác trong lỗ thủng dũng mãnh tiến ra khói đen, rất nhanh liền tràn đầy 6 cái pháp trận quyển vòng ra tới không gian. Cái này 6 cái pháp trận bố trí quả nhiên thần diệu, khói đen chỉ là tại pháp trong trận đảo quanh, lại không có chút nào tràn ra ngoài. Xem ra thương kỳ nói, tân pháp trận hội đền bù lão pháp trận lỗ hồng, sẽ không để cho bên trong yêu ma quỷ quái chạy đến, cũng tịnh không phải hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Đợi lát nữa một phút đồng hồ, thấy khổng lồ pháp trận không tiếp tục mặt khác phản ứng, đàn yêu thú chung dần dần vang lên ồn ào thanh âm, không ít yêu thú ô ô mà kêu, thần sắc hưng phấn không thôi. Chấn nhạc thần quân mỉm cười, cao giọng nói ra, hết thảy thuận lợi, đại sự nhưng thành chư vị huynh đệ, tiếp tục hướng tiến. Vung tay lên, dẫn đầu xuống phía dưới phương sáu cái pháp trong trận đáp xuống dưới. Rất nhanh, pháp trong trận tràn ngập khói đen đã bị quét sạch không còn, lộ ra một cái hình lục giác lỗ hổng đến, mấy trượng lớn nhỏ, đen nhánh ních, sâu không thấy đáy. Cho thấy đắc cái này pháp trận phía dưới, tự là năm đó phong ấn chỗ liếu tương đương. Quần đỏ nữ tử tựa hồ là chấn nhạc thần quân đầy tớ, không đợi phân phó, liền dũng cảm tiến tới, người thứ nhất chìm vào hình lục giác lỗ hồng bên trong, rất nhanh liền chui vào đến khói đen ở chỗ sâu trong, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, mặt khác yêu thú ảo ảo tiến vào. Lâm lang núi một lũ yêu thú, đã ở thương kỳ xà ô bọn người dưới sự dẫn dắt, xông vào hắc trong sương mù. Tiêu phàm vốn muốn cùng hoàng đường cùng một chỗ, theo lâm lang núi yêu thú xuất phát, chấn nhạc thần quân quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói ra tiêu đạo hiếu, theo hiện tại bắt đầu, người cùng ta cùng một chỗ hành động. Tiêu phàm thoảng qua sững sờ, liền là đáp ứng một tiếng, dừng lại độn quang. Hoàng đường đã muốn trước một bước xông vào khói đen, đảo mắt tự nhìn không thấy liễu tương đương. Đương làm tất cả hóa hình trung kỳ yêu thú cũng đã tiến vào thông đạo, chấn nhạc thần quân mới dưới chân độn quang cùng một chỗ, nói ra, đi. Tiến vào thông đạo về sau, khói đen càng thêm nồng đặc. Bất quá yêu thú cảm quan, Phần lớn so nhân loại nhạy cảm, tiến vào hắc trong sương mù một lúc sau, liền dần dần thích ứng, về phần có được thiên nhãn thần thông tiêu phàm, chính là xương mù, càng chắc là không biết đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là bởi vì đại trận phong ấn chi lực, thần niệm đại được áp chế. Cái này 30 năm gian, tiêu phàm chưa bao giờ gián đoạn mà ăn, thái thanh hóa linh đan, thần niệm mạch, sớm đã không thua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại cũng chỉ có khả năng thể hơn 10 triệu lại xa lời mà nói liền cảm ứng không đến liễu tương đương cũng may cùng loại tình hình tiêu phàm cũng không phải là đầu một hồi đụng phải đã sớm có phong phú kinh nghiệm cái này đương làm khẩu ông trời của hắn ánh mắt thông cùng giấu giếm trong cơ thể huyền vũ giáp đều đều thành đòn sát thủ có được lấy xa so mặt khác yêu thú muốn nhạy cảm nhiều lắm tốc độ phản ứng quan trọng hơn trước mắt cái này rất nhỏ khác nhau liền là sinh tử chi kém ước chừng giảm xuống mấy ngàn trượng về sau hai chân rốt cục bước lên kiên cố thổ địa, tiêu phàm trong nội tâm âm thầm thở phào một cái. Cứ việc hắn bước vào tu chân giới về sau, đa số thời điểm đều là bay tới bay lui, làm đến nơi đến chốn thời gian càng ngày càng ít, nhưng với tư cách một gã đã từng người địa cầu, làm đến nơi đến chốn thủy chung lại để cho tiêu phàm cảm thấy trong nội tâm an tâm bình yên. Rõi mắt chung quanh, chỉ thấy bốn phía là kéo dài phập phồng đồi núi, đồi núi thượng hoàn sinh trường lấy thấp bé bụi cỏ, chứng kiến hết thảy, bất kể là thổ địa, bầu trời có lẽ hay là cỏ cây, đều đều là màu nâu đen đích, cũng không phải ngoại giới màu xanh biếc sơn giã. Hơn nữa không khí trầm lặng, cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ. Đợi thời gian lược lâu một chút, liền là cảm thấy hàn khí tập kích người, cái loại này âm hàn khí tức, trực tiếp xuyên vào đến xương cốt ở chỗ sâu trong, không thể không vận chuyển hạo nhiên chính khí, mới có thể đem hàn khí loại trừ bên ngoài cơ thể. Âm khí Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân bắt đầu đứng dậy. Đây tuyệt đối là âm minh khí, Tiêu Phàm cũng không phải đầu một hồi gặp, nhưng cùng Thiên Hồn Uyên bên trong âm khí, tựa hồ lại hơi có khác nhau. Thiên Hồn Uyên âm khí tuy kỳ hàn rét thấu xương, lại tương đối thuần túy, mà ở trong đó âm khí bên trong, lại mang theo nói không nên lời bạo ngược cùng oán độc ý, ẩn ẩn nhập ma đạo. Trấn Nhạc Thần Quân nói, tại đây đã từng diệt sát đếm rõ số lượng dùng trăm vạn kế dị giới ma đạo quỷ tu, hôm nay lại bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm trải qua thời gian dài như vậy trầm tích cùng dị biến, nơi này âm khí mang theo nồng đậm yêu ma khí tức, ngược lại thập phần bình thường. Tiêu đạo hiếu, người tu luyện hảo nhiên chính khí, đối với cái này chính là âm minh khí, nên vậy không thèm để ý a. À. Chấn nhạc thần quân khống chế độn quang, tại yêu thú đại đội trên không chậm rãi về phía trước, liếc bên người tiêu phàm liếc, như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Tiêu phàm thành thành thật thật mà đáp, nếu như chỉ là loại trình độ này lời mà nói, xác thực chưa đầy vì hoạn. Chấn nhạc thần quân liền khẽ cười một tiếng, nói ra, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi, bất quá là bên ngoài mà thôi. Chính thức phong ấn chi địa, rốt cuộc là loại nào diện mục, ngay cả ta cũng không phải rõ ràng như vậy. Tiêu phàm kinh ngạc nói ra, thần quân chưa từng đi vào chính thức phong ấn chi địa. Chấn nhạc thần quân lạnh nhạt nói ra, ta muốn là đi vào, cần gì phải lại vẽ vời cho thêm chuyện ra tiêu phàm không khỏi im lặng. Xem ra cái này một chuyến, tầm bảo hành trình, thật đúng là cát hung chưa biết a hát. Ngay chấn nhạc thần quân đều cũng không tiến vào qua chính thức phong ấn chi địa, trong lúc này rốt cuộc có những thứ gì yêu ma quỷ quái, hung quỷ lệ phách, lại có ai biết. Yên tâm đi, tại phong ấn đại trận trấn áp phía dưới, cho dù năm đó còn có số rất ít ma đạo quỷ tu may mắn còn sống, đã nhiều năm như vậy, cũng đã sớm thọ nguyên đã tiêu hao hết. Tung xem như ngộ linh kỳ đại thần thông tu sĩ, cũng quả quyết vô pháp sống nhiều năm như vậy. Chấn nhạc thần quân tràn đầy tự tin nói. Thần quân, theo ta được biết, quỷ tu cùng chúng ta nhân loại tu sĩ bất đồng, cùng thú tộc cũng rất là khác lạ. Bọn hắn trời sinh thọ nguyên thật dài, tại loại hoàn cảnh này bên trong, cho dù sống mấy vạn năm thậm chí thập mấy vạn năm, chỉ sợ đều không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Chấn nhạc thần quân cười lạnh nói, người nói đó là u minh chi quỷ, mà không phải quỷ tu. Cái gọi là quỷ tu, trên thực tế có lẽ hay là sinh động, hữu hình có thể đích, chỉ là tu luyện quỷ đạo công pháp mà thôi. Chỉ cần sinh động thì có thọ nguyên hạn chế, còn không có ai có thể đem huyết nhục chi thân thể hoàn toàn hóa thành quỷ thân thể về sau, như trước có thể bảo trì năm đó tu vi đích. Một khi hoàn toàn hóa thành quỷ thân thể, không có đặc thù pháp khí dung thân lời mà nói, dùng không được bao lâu, cũng sẽ bị chính thức u minh lệ quỷ hoàn toàn đồng hóa, hóa thành không biết không thức ngu xuẩn vật, chỉ có thể bằng bản năng làm việc một thân tu vi cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Tiêu phàm trầm ngâm không nói. Đối với quỷ đạo tu sĩ, tiêu phàm biết cũng không nhiều lắm. Uy linh thượng nhân xem như quỷ tu, lại thủy trung đợi tại tụ hồn bát trong, cùng hắn rất ít trao đổi, càng sẽ không đem linh cảm tông quỷ đạo tu luyện phương pháp truyền thụ cho hắn. Bất quá chấn nhạc thần quân nói được như thế chắc chắn, lại tự mình dẫn nhiều như vậy cường đại yêu thú, xâm nhập phong ấn chi địa, mong rằng đối với ma đạo quỷ tu hiểu rõ, khẳng định so với hắn càng thêm xâm nhập nếu không lại có ai hội vô duyên vô cớ tự hành muốn chết kéo dài không dứt màu nâu đen đồi núi tựa hồ vô biên vô hạn khổng lồ yêu thú đội ngũ đi về phía trước vào hai ngày hai đêm dõi mắt chỗ đến bốn phía vẫn là đồng dạng đồi núi đồng dạng thấp bé bụi cỏ không có chút nào biến hóa lại cũng không thấy có yêu ma quỷ quái bỗng nhiên xuất hiện tập kích bọn hắn nơi này chính là một chỗ tử tuyệt chi địa tiêu phàm cũng không nói chuyện chỉ là theo sát tại trấn nhạc thần quân bên người, một khắc càng không ngừng chạy đi. Lại phi độn hai canh giờ, cuồn cuộn về phía trước yêu thú đội ngũ, rốt cục ngừng lại. Trấn nhạc thần quân thần sắc vừa động, nói ra cuối cùng đã tới. Tiêu đạo hiếu, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Lập tức nhanh hơn độn quang. Rất nhanh, một cái loại nhỏ hồ nước tự ra hiện tại tiêu phàm trước mắt. Cái này hồ nước không lớn, phạm vi bất quá mấy trăm trượng mà thôi, hồ nước hắc sâu kín đích chậm rãi đập vào toàn tử, tựa hồ cất giấu cái gì không lường được nguy cơ. Xếp hạng trước nhất bên cạnh yêu thú, nhìn qua cái này hắc sâu kín hồ nước, lại cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên tại nghiêm lệnh phía dưới, bảo trì trận hình bất loạn, cũng không dám lui về sau lại, lại nguyên một đám thần sắc khẩn trương, đa số yêu thú cổ sau này ngưỡng, phảng phất cách hồ nước này càng xa càng tốt. Thậm chí một ít hóa hình kỳ yêu thú sắc mặt, cũng thật không tốt xem. Duy chỉ có tiêu phàm không có chút nào khác thường tiêu đạo hiếu, người cảm thấy có cái gì không đúng sao? Chấn nhạc thần quân đột nhiên hỏi. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Chấn nhạc thần quân gật gật đầu, run lên ống tay áo, một đầu tuyết trắng như hồ ly thú con, theo hắn linh thú hoàn bên trong bắn ra. Cái kia thú con vừa thấy được hắc sâu kín hồ nước, liền là hoảng sợ vạn phần mà chi chi loạn kêu lên, kiệt lực dẫy ruộng, nhưng lại hào không hiệu quả. Chấn nhạc thần quân cái kia ném một cái chi lực, hạng chi cái gì, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là đem cái này thú con trở thành ám khi ném đi ra ngoài đích, như thế nào cái này thú con có thể dễ dụa đắc cỡi hay sao? Phốc phốc một tiếng, tuyết trắng thú con trực tiếp ngã vào trong hồ. Thú con chỉ tới kịp kêu thảm thiết nửa tiếng, liền là kiết nhiên nhi chỉ, hắt sâu kín hồ nước, khoảng cách liền đem tuyết trắng thú con cắn nuốt sạch rồi. Sau một lát, một cụ khéo léo khung xương, theo trong nước di động hiện ra, toàn thân xương cốt đều là đen nhánh đích, tựa hồ lây dính nào đó kịch độc nhìn khung xương bộ dáng, đúng vậy đầu kia trắng noãn thú con. Hóa yêu nước, một gã biến hóa yêu thú lên tiếng kinh hô, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiêu đạo hiểu, thấy được chưa, cái này tràn đầy một hồ, đều là hóa yêu nước. Mặc kệ là dạng gì loại thú, chỉ cần trên người mang theo yêu khí, vừa dính là chết. Chấn nhạc thần quân mắt nhìn tiêu phàm, chậm rãi nói ra. Quả nhiên lợi hại, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua loại này hóa yêu nước, ngay nghe đều chưa nghe nói qua. Hóa yêu nước là thượng cổ kỳ độc, là các người nhân loại tu sĩ vì đối phó chúng ta thú tộc chuyên môn nghiên cứu ra đến đích, bất quá trước đây thật lâu tựu thất truyền. Phàm là hiểu được hóa yêu nước phối trí nhân loại tu sĩ, đều đều là ta đám bọn họ thú tộc tử địch, bị thú tộc đại năng người nguyên một đám tìm ra, toàn bộ diệt sát cái sạch sẽ. Chấn nhạc thần quân ngữ khí thoáng cái trở nên u ám đích. Tiêu phàm sờ lên cái mũi, không có lên tiếng tiêu đạo hiếu, tiến vào chính thức thế giới dưới lòng đất thông đạo, ở này hóa yêu đáy hồ. Cái này muốn xem của ngươi. Chấn nhạc thần quân lập tức nói ra. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhăn lại, nói ra, thần quân là muốn để ở hạ tiến vào cái này hóa yêu đáy hồ đi, mở ra thông đạo. Không tệ đây chính là ta cho ngươi tham gia lần này hành động duy nhất nguyên nhân. Ngươi là nhân loại tu sĩ, cái này hóa yêu nước đối với ngươi không có có ảnh hưởng. Trừ ngươi ra, không có người có thể lẻn vào đáy nước đi mở khải thông đạo. Chấn nhạc thần quân nhàn nhạt nói ra, ngữ khí nhưng lại chém đinh chặt sắt, không có chút nào thương lượng đường sống. chương 878, Ma Hồ Đáy Hồ. Thần quân, này làm sao có thể? Không đợi tiêu phàm trả lời, hoàng đường đã muốn kinh hô lên. Ừm, chấn nhạc thần quân ánh mắt lạnh như băng, lập tức quét tới, mặt mũi tràn đầy băng hàn chi sắc. Hoàng đường rụt rụt cổ, tại hắn xây dựng ảnh hưởng phía dưới, tuy là lòng tràn đầy không muốn, lại không dám lên tiếng. Tiêu đạo hiếu, đây là ma hồ đáy nước địa đồ, người làm quen một chút, lập tức hành động A. À. Chúng ta cái này hơn ngàn người, nhưng đều chờ đợi nhì. Chấn nhạc thần quân nói xong, ống tay áo run lên, một mảnh thẻ che bay về phía tiêu phàm. Tiêu phàm mặt không biểu tình mà thân thủ bắt lấy, dán tại trên chán, một lát sau tựu để xuống. Cái này ma hồ không lớn, dưới nước địa đồ nhìn về phía trên cũng không hết sức phức tạp, tiêu phàm tự nhiên quét một lần tự một mực nhớ kỹ. Chỉ có điều, đến dưới nước, rốt cuộc là loại tình hình nào, giờ phút này nhưng lại không được biết. Nhìn về phía trên, cái này hóa yêu trong nước thật là có chút ít cổ quái. Bất quá, chấn nhạc thần quân nhìn chằm chằm, lại không phải do hắn rút lui. Tiêu phàm không rên một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, bỗng nhiên gian đã đến ma hồ trên không, cử động tay khẽ vẫy, một ít đoàn hắc sâu kín hồ nước liền hướng về hắn bay nhanh mà đến, tiêu phàm trên bàn tay nhũ bạch sắc quang mang lóng lánh, đem cái này một ít đoàn hồ nước cái bọc trong đó, một đám thần niệm chi lực, hướng trong hồ nước tìm kiếm. Không hề dị thường, tại tiêu phàm trong mắt, ngoại trừ nhan sắc hắc sâu kín đích, hồ nước này cùng bình thường nước trong không cũng không khác biệt gì. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, tay phải tại tay trái trên ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ một cái, một giọt máu tươi di động hiện ra, đỏ thấm giọt máu bên trong, lóng lánh lấy màu bạc nhạt sáng bóng, rõ ràng có thể thấy được. Đúng vậy cái này 30 năm gian, đại lượng dùng cự linh thú nội đan cùng cự linh quả nguyên nhân. Tiêu phàm cong lại gảy nhẹ, cái kia một giọt máu tươi bỗng nhiên bắn vào trong hồ nước, dần dần tại trong hồ nước hòa tan ra, có lẽ hay là không thấy bất cứ dị thường nào. Xem ra chấn nhạc thần quân nói không tệ đối với yêu thú kịch độc vô cùng hóa yêu nước, đối với người loại tu sĩ nhưng lại vô hại đích. Lại không biết năm đó phong ấn nơi đây đại năng người, tại sao phải tại đây trong hồ đổ đầy hóa yêu nước, chẳng lẽ là chuyên nhất ngăn cản yêu thú tiến vào trong đó sao? Tiêu Phàm đang tại kiểm tra hồ nước độc tính thời điểm, chấn nhạc thần quân vang lên bên tai quần đỏ nữ tử truyền âm, tiểu tử này mặc dù là nhân loại tu sĩ, nhưng ăn nhiều như vậy cự linh thú nội đan, luyện hóa một chút cũng không có tính ra máu huyết cùng linh cốt, thể chất nên vậy đã sớm cải biến a. Hắn còn có thể xâm nhập đáy hồ sao? chấn nhạc thần quân mỉm cười đồng dạng truyền âm nói ra yên tâm đi nếu là những nhân loại khác tu sĩ ta còn không dám cam đoan nhưng người này là vô cực môn dòng chính truyền nhân tu luyện có cực kỳ chính tông hạo nhiên chính khí chính là một ít cự linh thú nội đan cùng máu huyết đối với hắn ảnh hưởng sẽ không quá lớn chỉ cần hắn động tác rất nhanh nên vậy đủ để mở ra đáy nước thông đạo liếu tương đương vì cái gì nhất định phải tìm hắn lúc trước trực tiếp tìm một gã nhân loại nguyên anh tu sĩ không là được rồi sao? Hắc hắc, không có cự linh thú hai đại thiên phú thần thông, tung tính toán là nhân loại nguyên anh tu sĩ, cũng rất khó mở ra đáy nước thông đạo. cuống hồ cùng chúng ta trời xanh núi giáp giới vài cái nhân loại quốc gia, chính thức tinh thông thuần dương công pháp chính đạo tu sĩ, thật sao giống như phượng mau lân giác giống nhau. Tu luyện mặt khác công pháp nguyên anh tu sĩ, thân mình đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít dẫn có một chút yêu khí hoặc là ma khí, một lần nữa cho hắn ăn đại lượng cự linh thú nội đan, cái kia thể chất thật có thể thay đổi, vượt tiến vào trong nước, một thời ba khắc sẽ hóa thành bạch cốt. Hơn nữa cái này dưới nước thông đạo, địa hình cực kỳ phức tạp, này nhân loại tiểu bối tinh thông vô cực môn phong thủy tạp học, đúng vậy người chọn lựa thích hợp nhất. Như thế, nghe nói người này còn rất giảng nghĩa khí, cùng hoàng đường thương kỳ đều giao tình không cạn, vì không liên lụy bọn hắn, cũng sẽ không chần chừ. Hắc hắc, nghĩa khí, ta xem thương kỳ bọn họ là váng đầu, cùng một nhân loại tu sĩ nói cái gì nghĩa khí. Chấn nhạc thần quân cười lạnh không ngừng. Lúc này, tiêu phàm đã muốn chuyển trở về, lặng lặng đứng ở chấn nhạc thần quân trước mặt, thấp giọng nói ra, thần quân, ta có thể xuống dưới. Nhưng mà, một khi ta mở ra thông đạo về sau, thần quân đem như thế nào đối đãi ta? Chấn nhạc thần quân sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, như thế nào, người không tin được bổn thần quân. Tiêu phàm có chút không người, lạnh nhạt nói ra, Thỉnh thần quân thứ lỗi, đây không phải tin hay không qua được vấn đề. Tánh mạng du quan, tại hạ không thể không cẩn thận một điểm. Giống như thần quân nói, cái này thế giới dưới lòng đất như thế quảng đại, các loại quý hiếm bảo vật, nhiều vô số kể. Nhiều như vậy tầm bảo loại người, thiếu ta không thiếu một cái, nhiều ta một cái lại cũng không nhiều. Tiêu phàm mặc dù không có nói rõ, ý tứ đã muốn thập phần minh bạch nếu như chấn nhạc thần quân không có gì cam đoan lời mà nói hắn tuyệt không xuống nước. chấn nhạc thần quân sắc mặt triệt để trầm xuống trong mắt, hàn mang bắn ra bốn phía, phong duệ như đao gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, một cổ khổng lồ uy áp khí tức phóng lên trời, phô thiên cái địa hướng tiêu phàm bước bách mà đi. vốn là đứng ở bên cạnh hắn quần đỏ nữ tử hòa mặt khác hai gã biến hóa yêu thú đều đều hoảng sợ biến sắc, kìm lòng không được mà hướng lui về phía sau mấy bước chỗ xa xa rất nhiều kim đan kỳ yêu thú sớm đã nhất thể phủ phục trên mặt đất trong miệng phát ra nhẹ nhàng nước nở nghẹn ngào thanh âm ngay đầu cũng không dám ngẩng lên tiêu phàm thon dài thân hình thẳng tắp lặng lặng cùng chấn nhạc thần quân đối mặt chớp mắt không nháy mắt hạo nhiên chính khí vận chuyển toàn thân khó khăn lắm chống đỡ này của bức người uy áp chút nào cũng không nhượng bộ khơi khoảnh chấn nhạc thần quân rời ánh mắt ngẩng đầu lên đến kêu lớn trời xanh núi thú tộc đồng đạo nghe theo hiện tại bắt đầu tiêu phàm tiêu đạo hữu chính thức thành cho chúng ta trời xanh núi một thành viên. Từ nay về sau, tiêu đạo hữu cùng chúng ta là người một nhà, mọi người chi bằng lẫn nhau hữu ái, quyết không hứa tự gỡ yêu ta ít lẫn nhau, nếu không bổn thần quân tuyệt không khinh suất tha thứ. Đều nghe rõ. Dạ. Một đám biến hóa yêu thú, nhất tề đáp ứng. Giống. Hơn một ngàn đẳng cấp cao yêu thú, cũng đồng loạt ngửa đầu cuồng hô bắt đầu đứng dậy. Đa tạ thần quân. Tiêu phàm toàn thân hạo nhiên chính khí vừa thu lại, hai tay ôm quyền, hướng chấn nhạc thần quân một cung, lập tức phi thân lên, phù phù, một tiếng, nhảy vào ma trong hồ. Tất cả yêu thú đồng loạt bình thức tĩnh khí, gắt gao nhìn thẳng mặt hồ, vừa rồi trắng noãn thú con trong khoảnh khắc hóa thành bạch cốt tình hình, lại di động hiện tại mọi người trước mắt. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, mặt hồ sớm đã khôi phục bình tĩnh, không có bất kỳ rung động, tự nhiên càng không có một cụ mới bạch cốt di động hiện ra thật giống như sự tình gì đều chưa từng phát sinh qua, tiêu phàm cứ như vậy mất tích. Dưới nước hơn 10 trượng nơi, tiêu phàm toàn thân nhũ bạch sắc quang mang nóng lánh, chính chậm rãi trầm xuống. Ma hồ diện tích không lớn, nước sâu lại vượt qua tiêu phàm tưởng tượng, một hơi trầm xuống hơn 10 trượng, như trước sâu không thấy đáy. Tiêu phàm đem thiên nhãn thần thông vận dụng đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể chứng kiến hắc sâu kín một mảnh. Tốt trong nước im lặng, cũng không có bất kỳ dị thường phát sinh. Trước kia dùng vì trong hồ nước tất có cổ quái, hiện tại xem ra ngược lại quá lo lắng. Cái này hóa yêu nước chẳng những đối với yêu thú là kịch độc, tựa hồ ma vật quỷ loại cũng không nguyện nhiễm. Về phần bình thường sông trong hồ thông thường loài cá cùng nước thú, lại càng bóng dáng không thấy, yên tĩnh được ra kỳ. Tiêu Phàm thật cũng không gấp, vững vàng khống chế được trầm xuống tốc độ. Một người xâm nhập đến cái này cổ quái hóa yêu ma hồ ở chỗ sâu trong, tiểu tâm cẩn thận một ít xuống lần nữa chìm hơn 100 trượng, thiên nhãn rốt cục thấy được một tia bất đồng nhan sắc. Một đám xám trắng nhan sắc, tại tiêu phàm đáy mắt chợt lóe lên, lập tức lại bị hát sâu kín hồ nước che lại liếu tương đương. Tiêu phàm lập tức đem toàn thân pháp lực hướng trong đôi mắt cuồng rót mà vào, đôi mắt lập tức đều biến thành lục bảo thạch giống nhau nhan sắc, dạng rỡ sang chói. Một tòa màu xám trắng bằng đá điện phủ, rốt cục dần dần tại màu đen trong hồ nước hiện ra loáng thoáng hình dáng lại trầm xuống hơn 10 trường, tiêu phàm rốt cuộc nhìn rõ ràng bằng đá đại điện toàn cảnh, rộng lớn đạt hơn 10 trường, cao cũng có hơn 10 trường, đều đều do một loại xám trắng ngọc thạch xây thành, trên mặt điêu khắc một ít cổ xưa ký hiệu, một cổ tam thương thượng cổ khí tức, đập vào mặt. Hắc sâu kín hồ nước đập vào toàn tử, hướng bằng đá đại điện cuối cùng dũng mãnh vào, tựa hồ đại điện cuối cùng, tồn tại nào đó khe hở. Hạ đến như vậy ở chỗ sâu trong, bốn phía hồ nước lại càng biến thành đen nhánh vẻ, thậm chí so mực nước còn muốn sền sệt, một mảnh dài hẹp mắt thường có thể thấy được hắc tia tí ti trong nước không ngừng vặn vẹo. Tốt tinh thuần hóa yêu nước, so sánh với ma hồ thiển bề ngoài cái kia chút hít hồ nước, cái này đáy hồ hóa yêu nước, khẳng định độc tính càng thêm mãnh liệt. Cái này bằng đá đại điện cấu tạo, cũng không phức tạp, một khối, Tiêu Phàm thập phần đơn giản liền đi tìm được rồi đại điện ban ngày. Ra ngoài ý định bên ngoài chính là, đại điện ban ngày không phải bình thường xong mở cửa mà là một cái miệng cống, dùng cả khối nham thạch tạo hình mà thành cực lớn miệng cống, trọng đạt tính ra 10 vạn cân. Cái này phiến cực lớn miệng cống, không chút khách khí mà ngăn cản đường đi. Ngoại trừ cái này phiến miệng cống, không, nửa mặt khác cửa vào. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, thủ đoạn vừa nhấc một đạo vừa thô vừa to hồ quang điện kích xả ra, xẹt qua hắc sâu kín sền sệt hồ nước, mãnh liệt đánh tại thạch áp trên cửa. Oanh, vốn là nhìn về phía trên không chút nào thu hút thô giáp thạch miệng cống, bỗng nhiên kim sáng lóng lánh, tầng một rậm rạp chẳng chịt ký hiệu di động hiện ra, trong khoảnh khắc hiện đầy thạch miệng cống mặt ngoài, vừa thô vừa to hồ quang điện vừa tiếp xúc với những này ký hiệu, là khẽ run lên, tự bị hấp thu đắc không còn một mảnh, ngay nửa điểm rung động cũng không nổi lên. Đang lúc tiêu phàm trầm ngâm, muốn cái khác nghĩ cách thời điểm, thạch miệng cống thượng rậm rạp chẳng chịt ký hiệu hướng chính giữa một gom góp, hóa thành chói mắt chói mắt kim quang, suy, mà một tiếng, như thiểm điện hướng tiêu phàm vào tới. Tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. May mà tiêu phàm vừa rồi chỉ là thăm dò tính công kích, sớm đã có chỗ chuẩn bị, mắt thấy kim quang phóng tới, 10 ngón kỳ vô số ngân sáng hổ quang điện bắn ra, đồng loạt đánh chúng kim quang. Trong lúc nhất thời, kim lóng lánh, ngân hình cung soàn soạt, đem đen kịt đáy hồ chiếu lên một mảnh sáng trưng. Lại để cho tiêu phàm chấn động chính là, ngân hình cùng vậy mà chút nào tác dụng đều không có, cái này kim quang không biết là vật gì, dễ dàng mà xuyên qua hồ quang điện ngăn trở, bỗng nhiên gian đã đến tiêu phàm trước người. Bá, một kiện trắng noãn khôi giáp di động hiện ra, bọc tại tiêu phàm trên người. Cùng lúc đó, tiêu phàm tế ra một kiện khéo léo màu đen một thuẫn lá chắn, hóa thành vài thước lớn nhỏ, vật che chắn ở trước ngực. Mặt này mộc thuẫn lá chắn cũng là tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong, theo một gã vẫn lạc người dự thi trên người có được pháp bảo, lược ra tăng tế luyện là được đem ra sử dụng. Suy, một thuẫn lá chắn chưa tới kịp bày ra chính thức phòng ngự thần thông, Kim Quang đã muốn bắn thẳng đến mà qua, tại một thuẫn lá chắn phía trên mặt một cái ngón cái thô chỗ trống, một chút trì trệ, liền đánh tại tiêu phàm ngực. Huyền tinh giáp, ngược óng ánh tia sáng gai bạc trắng lóe lên, từng đạo như thủy tinh sáng bóng gãy hiện ra, nhìn như vô kiên bất tồi Kim Quang, Đụng một cái đến cái này óng ánh tia sáng gai bạc trắng, lập tức liền hướng bên cạnh lệch lạc, lần lượt tiêu phàm thân thể bay đi, biến mất tại hắc sâu kín trong hồ nước. Đúng vậy luyện hóa tại khôi giáp bên trong băng tinh thú bổn mạng giáp tấm tại tự động hộ chủ. Chương 879, xưa nhất vô cực truyền thừa. Hoàng đường tỉ mỉ luyện chế cái này chiến giáp, phòng hộ lực mạnh, sâu sắc vượt qua tiêu phàm mong muốn. Bất quá tiêu phàm còn chưa kịp cao hứng, phiền toái liền theo nhau mà đến vừa mới di động hiện ra băng tinh giáp tấm, đảo mắt liền lộ ra một đám hắc khí, linh khí đại thất, tựa hồ nhận lấy nào đó ô nhiễm. Tiêu phàm chấn động, không cần suy nghĩ, thân thể run lên, ngay lập tức đem chiến giáp thu vào. Đây chính là ma hồ cuối cùng, bốn phía khắp nơi đều là sền sệt đến cực điểm hóa yêu nước, mặc dù có hộ thể màn hào quang bảo vệ, vốn lấy yêu thú bổn mạng giáp tấm chế tạo chiến giáp một bạo lộ tại hóa yêu trong nước, có lẽ hay là liền lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Khó trách dùng chấn nhạc thần quân mạnh, cũng không dám tiến vào trong hồ, mà nếu không tiếc vốn gốc tài bồi cho hắn liễu tương đương. 30 năm gian, hòa tại trên người hắn cự linh thú nội đan, máu huyết cùng cự linh quả, nếu như tương đương thành linh thạch lời mà nói, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, vượt qua tiêu phàm hôm nay có được toàn bộ thân gia. Cứ như vậy không chút nào đáng tiếc mà cho một nhân loại tu sĩ cho ăn hết. Không thể không nói, chấn nhạc thần quân cũng thực là đại thủ bút một nghĩ đến đây, tiêu phàm trong đầu linh quang lóe lên, lại cẩn thận đánh giá đến cái kia phiến cực lớn thạch miệng cống đến. Chấn nhạc thần quân không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn lại để cho hắn tu luyện ra cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông, chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích. Suy nghĩ một chút, tiêu phàm liền bước đi lên tiến đến, tại thạch miệng cống trước mặt dừng bước. Chỉ cần hắn không chủ động công kích, thạch miệng cống cũng liền im ắng đích, không có phản ứng chút nào. Tiêu phàm chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay nâng thạch miệng cống cuối cùng. y A, A, gạch nối dài gạch nối dài ngoặc kép. Hét lớn một tiếng. Toàn thân gân cốt, giang rắc, bạo vang lên, vốn là cao mất thon gầy thân hình, bỗng nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc tự biến thành 10 trượng độ cao cự nhân, TA ớ huyền ITA Upsilon g thân, gân cốt như sắt. Một mảnh dài hẹp khối cơ thịt bộc phát ra khủng bố đến cực điểm sức lực. Tiêu phàm không chút do dự thi triển ra cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt đại thần thông. Khởi, tiêu phàm lại là một tiếng hét to. Một hồi, đâm đâm đâm, thanh âm vang lên, tựa hồ là cổ xưa máy móc đang tại chậm rãi vận chuyển, phát ra từng đợt không lưu loát hơn nửa tiếng cọ sát trói tai. Trọng đạt tính ra 10 vạn cân thạch miệng cống vậy mà bắt đầu một tấc một tấc mà đi lên trên lên. Trải qua 30 năm gần như bí y thái cường hóa huấn luyện. Tiêu phàm dưới mắt tuy nhiên vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần tự cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt cái này hai đại thiên phú thần thông mà nói. Đã muốn không tại thương kỳ người này hóa hình trung kỳ yêu thú phía dưới. Thực tế cái kia một thân khủng bố sức lực, ngay thương kỳ thấy đều âm thầm kinh hãi. Hả? Theo tiêu phàm lại một tiếng hét to, cả phiến thạch miệng cống bị dơ lên cao cao. Tiêu phàm thân thể mãnh liệt đi phía trước một tháo chạy, giống như tên nỏ loại bắn đi vào, Quanh, mà một tiếng, thạch miệng cống nặng nề rơi xuống suy sụp, chấn đắc cả mặt đất đều ở không ngừng rung động, cái thất đại hòn đá ào ào từ đỉnh đầu rơi xuống phía dưới, Tiêu Phàm Lý đều không để ý. Tùy ý những này hòn đá nện tại trên thân thể, quyền cho là gãi ngứa ngứa mà thôi. Kim cương thiết cốt thần thông một khi kích phát, điểm ấy công kích được coi là cái gì? Khơi khoảnh, Tiêu Phàm mới thu pháp tướng. Thạch miệng cống về sau, là một đầu đồng dạng chất liệu trải thành phiến đá thông đạo thập phần khô giáo, cũng không có hồ nước rót vào đến. Bốn phía trên vách tường vây quanh lấy từng khối nắm đấm lớn loại nhỏ tiểu nhân, nguyệt quang thạch, đem trong đại điện chiếu dọi đắc giống như ban ngày giống nhau. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy thông đạo trên thạch bích, điêu khắc một vài bức cổ xưa phù điêu. Cực kỳ giống tiêu phàm ở địa cầu thời điểm, một ít khảo cổ hiện trường phát hiện cổ xưa đồ đằng. Những này cổ xưa phù điêu, ghi lại đúng vậy phát sinh ở thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia tuy nhiên thập phần chiều tượng lại cực kỳ sinh động cả dưới mặt đất thạch điện tràn đầy viễn cổ tang thương khí tức chấn nhạc thần quân thuyết phục hướng dưới mặt đất quỷ mộ thực chính thông đạo tự giấu ở ma hồ đáy hồ xem ra là không sai dọc theo cổ xưa phù điêu thông đạo chậm rãi về phía trước một tòa loại nhỏ thạch điện ra hiện tại tiêu phàm trước mắt cũng hiện lên hình lục giác cùng cực lớn thạch điện hình dạng không sai biệt lắm chỉ là co lại nhỏ rất nhiều đồng dạng có một đạo thạch miệng cống bất quá trướng mắt đi, chỗ ngồi này loại nhỏ thạch điện dùng chất liệu, tựa hồ cùng tảng đá lớn điện chất liệu có chỗ bất đồng. Tuy nhiên cũng là sám trắng nhan sắc, lại càng thêm óng ánh, ẩn ẩn lộ ra một tia màu vàng kim nhạt. Mà nguyên trọng thạch, tiêu phàm cẩn thận đánh giá loại nhỏ thạch điện chất liệu, thân thủ vuốt ve một lát, bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, trong mắt thoáng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Ân tính lão giả tinh thông thổ thuộc tính thần thông, đối với hết thảy thổ thuộc tính thiên địa linh vật đều có được rất sâu nghiên cứu, cái này mà nguyên trọng thạch chính là hắn nói cho tiêu phàm đích. Cái gọi là nguyên trọng thạch cũng là cực kỳ hiếm thấy thổ thuộc tính thiên địa linh vật, so bình thường tảng đá muốn nặng nhiều lắm, thậm chí xa so bình thường sắt thép còn muốn trọng. Hơn nữa cực kỳ cứng rắn, lực phòng ngự siêu cường. Thổ thuộc tính pháp bảo bên trong, nếu như có thể gia nhập một ít mà nguyên trọng thạch, lập tức sẽ thần thông phóng đại. Tiêu phàm thổ ma ngẫu, tự trộn lẫn vào một chút mà nguyên trọng thạch, đúng vậy thổ ma ngẫu lực lớn vô cùng chính thức lực lượng nguồn suối. Hắn hiệu dụng có lẽ còn so ra kém đất nguyên tinh, lại cùng vô cấu tịnh thổ tương xứng, đều đều là luyện chế thổ thuộc tính pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Chỉ là bởi vì mà nguyên trọng thạch thật sự quá quý hiếm rồi, ân tính lão giả tìm vô số tuế nguyệt, cũng không quá đáng khiến cho một chút, đều đều tan ra vào thổ ma ngẫu trong cơ thể. Theo ân tính lão giả nói, nếu như có thể lại trộn lẫn vào một ít mà nguyên trọng thạch, những thứ không nói khác, thổ ma ngẫu công kích cùng phòng ngự uy năng, còn có thể cao hơn một cái bậc thang, khí lực cũng đem càng lớn. Tại tiêu phàm trong suy nghĩ, mà nguyên trọng thạch là cùng đất nguyên tinh cùng với vô cấu tịnh thổ ngang nhau tài liệu chân quý. Ai biết tại đây ma hồ đáy hồ, vậy mà chứng kiến nghiêm chỉnh tòa, ngồi, đại điện kiến trúc tài liệu bên trong, trộn lẫn vào mà nguyên trọng thạch. Cho dù trộn lẫn vào tỷ lệ rất nhỏ, nhưng thạch điện to lớn như thế, nếu như tất cả tài liệu chi chung đô trộn lẫn vào mà nguyên trọng thạch, như vậy chỗ hao phí mà nguyên trọng thạch sức nặng cũng là một cái cực kỳ kinh người số lượng. Năm đó chế tạo chỗ ngồi này thạch điện thượng của tu sĩ cùng thú tộc đại năng, rốt cuộc xa xỉ hào phóng đến loại trình độ nào. Tiêu phàm quả thực vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên, cân nhắc đến đó là một hồi lan đến gần mấy giới diện có một không hai đại chiến, cơ hồ đem chọn cái thoi ma giới tu chân đồng đạo đều liên lụy đi vào, lớn như vậy thủ bút cũng tự có thể lý giải liếu tương đương. Lại có lẽ, tại thời kỳ thượng cổ, tài nguyên phong phú, mà nguyên trọng thạch cũng không hôm nay ngày như vậy quý hiếm. Tiêu phạm ý tưởng đột phát, nếu là đem chỗ ngồi này thạch điện cả đem đến bên ngoài đi, hoặc là cho hắn cũng đủ thời gian, chậm rãi đem chọn tòa ngồi thạch điện luyện hóa, đem bên trong mà nguyên trọng thạch một lần nữa dẫn ra lấy ra, tại sân thượng thành trong phường thị, nhất định có thể đổi đến một số thiên văn sổ tự loại linh thạch. Chỉ tiếc, những điều này đều là không có khả năng đích. Chấn nhạc thần quân cũng không có như vậy kiên nhẫn, tại ma hồ bên ngoài chờ hắn 10 năm 8 năm. Tiêu phàm có chút đáng tiếc mà lắc đầu, rõ ràng có cơ hội lại để cho thổ ma ngẫu uy lực đại tăng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, chủ động buông tha cho rơi, trong lòng phiền muộn, có thể nghĩ liếu tương đương. Liền vào lúc này, tiêu phàm trong đầu lại là linh quang lóe lên, lập tức thủ đoạn một phen, một cái truy nã bùa hộp ngọc di động hiện ra, cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra, lộ ra một đoàn trứng gà lớn nhỏ màu vàng đất vướng mắc hạt tuy nhiên không chút nào thu hút, lại tản mát ra kinh người cực kỳ thổ thuộc tính linh lực. Đúng vậy cái kia đoàn sáp nhập vào vô cấu tịnh thổ đất nguyên tinh. Những năm gần đây này, tiêu phàm một mực không có luyện chế lại một lần thổ ma ngẫu. Thứ nhất hắn muốn chuyên tâm lĩnh ngộ cự linh tộc thiên phú thần thông, thời gian thập phần khẩn trương. Thứ hai thổ ma ngẫu đã là kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, Tái tiến một bước lời mà nói, muốn bước vào Nguyên Anh kỳ. Cứ việc hắn đã muốn nắm giữ thổ ma ngẫu luyện chế phương pháp, nhưng hắn tu vi của mình cũng còn dừng lại tại Kim Đan hậu kỳ chưa từng đột phá, muốn luyện chế ra một cỗ Nguyên Anh kỳ ma ngẫu đến, trên cơ bản không đại khả có thể. Dù sao Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ trong lúc đó, cách xa nhau lấy một đạo khoảng cách cực lớn. Làm không tốt tựu lãng phí những này quý hiếm đến cực điểm tài liệu. Tiêu Phàm đem cái này đoàn đất nguyên tinh cẩn thận từng ly từng tí mà chộp trong tay, chậm rãi gần sát thạch điện đại môn, một đám cực kỳ tinh xảo, như có như không kim quang, lóe lên tức thì sẽ cực kỳ nhanh chui vào đất nguyên tinh trong cơ thể. Tiêu Phàm thấy thế không khỏi đại hỉ. Hắn rõ ràng từ đó cảm ứng được mà nguyên trọng thạch khí tức. Đất nguyên tinh là hết thảy thổ thuộc tính tài liệu ngọn nguồn, đối với bất luận cái gì thổ thuộc tính tài liệu đều có hấp dẫn cùng bao dung chi lực năm đó có thể vô thanh vô tức mà đem vô cấu tịnh thổ bao dung đi vào, đối đất nguyên trọng thạch, nên vậy cũng có được đồng dạng hiệu quả. Thử một lần phía dưới, quả là thế. Tiêu phàm giơ tay lên, xanh biếc trong giới chỉ bay ra một đoàn cuồn cuộn cắt vàng, trong nháy liền ngưng tụ ra thân cao sáu xích thổ ma ngẫu, đờ đẫn đứng ở tiêu phàm trước mặt. Thổ ma ngẫu này đây vu linh thuật luyện chế mà thành, mang theo cực kỳ nồng đậm vu yêu khí tức, tiêu phàm tự không dám đem bạo lộ tại hóa yêu trong nước hôm nay đến thạch điện bên trong ngược lại không sao tiêu phàm đem trong tay đất nguyên tinh giao cho thổ ma ngẫu thông qua thần niệm hướng hắn hạ chỉ lệnh thổ ma ngẫu thân mình chính là thổ thuộc tính linh vật khiến nó cầm trong tay đất nguyên tinh ở chỗ này hấp thu mà nguyên trọng thạch tinh hoa thích hợp nhất bất quá tiêu phàm không có vội vã mở ra chỗ ngồi này thạch điện mà là vượt qua thạch điện tiếp tục hướng trước thăm dò chỉ cần đã muốn làm đến nơi đến trốn tiêu phàm tự không thế nào lo lắng thổ ma ngẫu tung tính toán thạch trong điện còn có cái gì cổ quái, thổ ma ngẫu cũng có thể kịp thời tránh thoát đi. Giống như tiêu phàm sở liệu, khổng lồ thạch điện bên trong, tổng cộng có 6 tòa loại nhỏ thạch điện, thành ngũ giác hình xếp đặt, trong đó một tòa trung tâm, so mặt khác 5 tòa thạch điện lược lớn hơn một chút. Cái này 6 tòa thạch điện, ẩn ẩn cấu thành một cái to lớn pháp trận. Nếu như chấn nhạc thần quân nói không lầm lời nói, cái này 6 tòa thạch điện chính là mở ra thông đạo nơi mấu chốt liễu tương đương khó trách người này biết mình là vô cực truyền nhân về sau, giống như thật cao hứng bộ dạng. Tiêu phàm chạm ở chính giữa này tòa đại khái qua loa thạch điện trước kia, trong miệng thì thảo tự nói. Chấn nhạc thần quân lúc ấy biết rõ hắn là vô cực đệ tử, thông hiểu nhiều loại, tạp học lập tức liền hết sức cao hứng. Nguyên lai like hắn đã sớm tính toán cho tới hôm nay loại tình hình này liễu tương đương. Nhìn về phía trên là không sai biệt lắm sáu tòa thạch điện, tựa hồ mở ra trước cái kia một tòa, cũng không có vấn đề gì trên thực tế tuyệt không phải như thế cái này sáu tòa thạch điện rõ ràng mà hợp thành một cái kỳ môn hỗn độn lục hợp trận mà kỳ môn hỗn độn lục hợp trận đúng vậy vô cực môn xưa nhất pháp trận truyền thừa một trong nghe nói là do vô cực thiên tôn tự tay sáng tạo một mực truyền thừa xuống dưới muốn phá giải cái này kỳ môn hỗn độn lục hợp trận thời gian phương vị trình tự một bước cũng không thể tính toán sai chỉ cần một bước phạm sai lầm lập tức sẽ kích phát pháp trận phát động vô tình công kích. Với tư cách vô cực môn xưa nhất pháp trận truyền thừa, uy lực của nó mạnh, có thể nghĩ. chương 880, phá trận chi đạo. Đúng vậy, ngay sau đó mới nghi vấn lại xông ra. Theo chấn nhạc thần quân miêu tả, trận này giới diện đại chiến, phát sinh ở thời kỳ thượng cổ, ít nhất đã ở vài ngàn năm trước kia. Mà vô cực môn truyền thừa, tiêu phàm vẫn cho là chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến vài ngàn năm trước, xa hơn trước, địa cầu còn chính nguyện vu mông muội thời đại. Mà hiện tại, hắn cũng tại vài ngàn năm trước thạch trong điện, gặp được kỳ môn hỗn độn lục hợp trận. Nói cách khác, vô cực môn truyền thừa, trên thực tế muốn ngược dòng tìm hiểu đến vài ngàn năm trước liễu tương đương. Bất quá tại tu chân giới, cái này cũng cũng không phải là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Thật không biết, cái này kỳ môn hỗn độn lục hợp trận có phải là xuất từ vô cực thiên tôn tự tay bố trí. Liền vào lúc này, tiêu phàm phần bụng bỗng nhiên thoảng qua nóng lên, không khỏi có chút biến sắc. Là chấn nhạc thần quân ở lại trong cơ thể hắn ấn ký phát tác. Cái này ấn ký, có lẽ hay là 30 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy chấn nhạc thần quân thời điểm lưu lại đích, chỉ cần tiêu phàm rời đi trời xanh núi ngàn dặm, chấn nhạc thần quân lập tức có thể cảm ứng được đến. Tiêu phàm đã từng cẩn thận điều tra qua, xác định chỉ là một, truy tung, ấn ký, cũng không mặt khác hại, cũng tự yên lòng. 30 năm gian, cái này ấn ký còn chưa bao giờ bị thúc dục qua. Bởi vì hắn một mực đều ở lại trời xanh núi tu luyện, cũng không vi phạm chấn nhạc thần quân phân phó. Không nghĩ tới hiện tại, chấn nhạc thần quân lại bỗng nhiên thúc dục ấn ký, rất rõ ràng đây là đang thúc dục hắn nhanh lên mở ra thông đạo, tự nhiên cũng mang theo ý cảnh cáo, chấn nhạc thần quân đã đợi đắc có chút không nhịn được. Tiêu phàm sắc mặt thoảng qua trầm xuống. Xem ra mở ra thông đạo về sau, đệ nhất yếu vụ chính là muốn luyện hóa cái này ấn ký. Nếu không tung tính toán thuận lợi tiến xuống dưới đất quỷ mộ, cũng thời khắc ở vào chấn nhạc thần quân dưới sự giám thị, tiêu phàm rất không thích loại tình hình này. Tuy nhiên chấn nhạc thần quân đã muốn trước mặt mọi người tuyên bố, hắn là trời xanh núi một thành viên, lại để cho mặt khác yêu thú không được đối với hắn ra tay. Nhưng loại này, điều ước bất đắc dĩ, suốt cuộc quản không dùng được, thật đúng là rất khó nói. Mặt khác kim đan kỳ yêu thú có lẽ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt đạo này chỉ lệnh, những kia hóa hình kỳ yêu thú, chỉ sợ không biết thành thật như vậy. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, trắng noán huyền vũ giáp di động hiện ra, tiêu phàm tay trái nâng huyền vũ giáp, tay phải nhất quyết, miệng lẩm bẩm bắt đầu tính toán thời gian, phương vị, để xác định phá trận trình tự. Đối với kỳ môn hỗn độn lục hợp trận, tiêu phàm quen thuộc vô cùng, khi còn rất nhỏ, cũng đã đem cái này pháp trận các loại biến hóa nhưng tại ngực, trên thực tế, đối với kỳ môn hỗn độn lục hợp trận nghiên cứu, đúng vậy tiêu phàm tại trận pháp chi đạo thượng khởi bước. Sau một lát, tiêu phàm nhắm lại hai mắt bỗng nhiên gian mở ra đến, dưới chân vừa động, hướng về phía tây đệ tam tỏa ngồi thạch điện đi đến. Nơi đó là kỳ môn hỗn độn lục hợp mắt trận ra đời môn vị trí. Phá trận, đương làm theo sinh môn vào tay, đây là thưởng thức, chỉ có điều, gì người là sinh môn, gì người là tử môn, lại không phải bình thường người có thể biết được liễu tương đương cùng một cái pháp trận cũng bởi vì vì thời gian phương vị bất đồng sinh môn tử môn ở vào không ngừng biến hóa bên trong tiêu phàm không có lại nếm thử công kích thạch điện miệng cống dưới thân thể ngồi trồm hổm hai tay nâng miệng cống cuối cùng hét lớn một tiếng cự linh biến thân triển khai một mảnh dài hẹp cơ thể kéo căng quá chặt chẽ đích một hồi đâm đâm chi tiếng vang lên thạch miệng cống bắt đầu một chút trên lên di động cái này thạch miệng cống so sánh với đại điện chủ miệng cống muốn không lớn lắm, sức nặng không chút nào không tại tảng đá lớn dưới cửa, càng tại trên của hắn. Thật không biết trong đó rốt cuộc trộn lẫn bao nhiêu mà nguyên trọng thạch, ngay đã đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt tu luyện đến cực cao sâu cảnh giới tiêu phàm, đều cảm thấy cố hết sức, miệng cống di động tốc độ, chậm chạp dị thương. Từng khỏa sáng trong mồ hôi, theo tiêu phàm toàn thân làm bằng sắt khối cơ thịt thượng thẩm thấu ra, tựa như chân trâu giống nhau, lòe lòe tỏa sáng. Vừa lúc đó, thổ ma ngẫu vô thanh vô tức mà ở bên cạnh hắn lộ ra hiện ra, thân thể nhoáng một cái, liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ màu vàng đất cự nhân, duỗi ra bàn tay lớn, nâng thạch miệng cống. Bốn điều cánh tay đồng thời tỉ thí, bá, mà một tiếng, đem thạch miệng cống đẩy qua rồi đỉnh đầu. Tiêu phàm liếc bên người thổ ma ngẫu liếc, âm thầm mắng chính mình một tiếng ngu ngốc. Tại đây rõ ràng đã không có hóa yêu nước, loại này việc tốn sức, vì cái gì không cho thổ ma ngẫu đến làm cần phải chính mình động thủ. Xem tới một người rất có thể nhịn rồi, cũng chưa chắc thấy tự là chuyện tốt, có đôi khi hội hình thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường, thường thường phải đợi sự tình đi qua mới biết mình làm kiện chuyện ngu xuẩn. Lại để cho thổ ma ngố tiếp tục nâng thạch miệng cống, tiêu phàm chính mình thu thần thông, đi nhanh hướng thạch trong điện đi đến. Thạch điện trong trần thiết thập phần đơn giản, ở trung tâm một cái pháp trận mắt trận, sáu cái thật nhỏ lỗ thủng quay chung quanh tại mắt trận bốn phía, trừ lần đó ra, tự không thấy được những vật khác liễu tương đương. Tiêu phàm có thể theo bốn phía trên thạch bích cảm ứng được cường đại cấm chế chi lực, cũng không biết là bởi vì niên đại đã lâu còn là đừng nguyên nhân gì, cái này cường đại cấm chế chi lực cũng không đối với hắn phát động công kích. Tiêu phàm nhìn lướt qua cái kia sáu cái lỗ thủng, liền là hiểu rõ tại ngực, theo chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra sáu khỏa hồng mang nóng lánh trung dai hỏa linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí mà vây quanh đi vào, đem sáu cái lỗ thủng đều lất đầy cái này 6 khỏa hỏa linh thạch, phẩm tương thật tốt, là trung giai hỏa linh thạch bên trong linh lực ẩn chứa nhiều nhất đích, so sánh với bình thường trung giai hỏa linh thạch, một khỏa phải thay đổi tốt hơn 10 khỏa, gần với đẳng cấp cao linh thạch. Hôm nay một hơi ở chỗ này để vào 6 khỏa, tương đương với gần vạn cấp thấp linh thạch, tiêu chân nhân thật sao rơi xuống, vốn gốc. Mấu chốt có lẽ hay là làm người ra sự tình hạ vốn gốc. Cân nhắc đến thổ ma ngẫu đang tại dùng đất nguyên tinh hấp thu mà nguyên trọng thạch tinh hoa, cũng không tính toán có hại chịu thiệt liếu tương đương. Để đặt tốt hỏa linh thạch, tiêu phàm liền là khoanh chân ngồi xuống, tay nắm huyền vũ giáp, tiếp tục suy tính. Sau một lát, tiêu phàm đứng dậy, đi về hướng phía đông thứ hai tòa, ngồi thạch điện. Lần này, tiêu chân nhân có thể biến đổi thông minh, trực tiếp đem thổ ma ngẫu kêu tới làm, cu ly, thổ ma ngẫu phấn khởi thần uy, đem thạch miệng cống một chút sốc đi lên. Nhìn về phía trên, cũng rất không thoải mái. Thứ hai gian thạch điện tình hình, cơ bản cùng đệ nhất gian thạch điện tương đương, tiêu phàm lại đang trong mắt trận, thả ở sáu khỏa mặt khác thuộc tính trung giai linh thạch. Một canh giờ đi qua tại tiêu phàm cùng thổ ma ngẫu hợp lực phía dưới, chính giữa này tòa đại khái qua loa thạch điện, rốt cục cũng được mở ra. Gian phòng này đại khái qua loa thạch điện, bố trí cùng mặt khác năm gian thạch điện lược không có cùng, mắt trận so mặt khác thạch điện mắt trận muốn đại, hơn nữa mặt đất không còn là khô giáo phiến đá trải thành, mà là một mảnh dài hẹp cầu đá mắc tại hắc sâu kín hồ trên nước. Hồ nước ngay tại dưới cầu đá quay cuồng bắt đầu khởi động, nhưng đã bị cấm chế chi lực áp chế, thủy chung vô pháp áp đảo sàn nhà. Mà ở mắt trận ở giữa, truyền đến từng đợt đặc biệt khí tức. Tiêu phàm phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trong mắt trận nơi, hình như một cái khổng lồ bát to, đi đến bên trong lõm, bên trong có một đoàn nõn là loại dao chất dính chất vật, đen nhánh đích, cực kỳ sền sệt mà, bát to, chén trên vách đá, trải rộng vô số thật nhỏ chỗ trống. Nước sơn đen như mực hồ nước, thông qua cái này chút trống rỗng tràn vào trong chén, cọ rửa lấy biển trong chén màu đen cục cao su vật. Hóa yêu nước, tiêu phàm gắt gao nhìn thẳng này đoàn sền sệt dao chất dính chất vật, trong mắt lóng lánh lấy khát sáng giỏi. Đây mới thực sự là hóa yêu nước. Cả ma hồ hồ nước, đều là nhận lấy cái này một đoàn cục cao su vật nhiễm, mới biến thành đối với yêu thú mà nói, kịch độc vô cùng hóa yêu nước. Nhưng chính thức ngọn nguồn còn ở nơi này. Trải qua nhiều năm như vậy cọ rửa, cái này đoàn cục cao su vật đã muốn trở nên rất ít, khó khăn lắm trải tại bát to cuối cùng. Làm cho là như thế, như vậy một bát to, hóa yêu nước, liền đem cả ma hồ đều biến thành hóa yêu hồ, độc tính chi liệt, có thể nói không gì sánh kịp. Tiêu Phàm không chút do dự, thủ đoạn một phen, lấy ra một cái màu đen bình ngọc, hướng giữa không trung ném đi miệng bình nhắm ngay cái kia đoàn màu đen giao chất dính chất vật, ngón tay điểm nhẹ, bình ngọc lập tức phát ra một cổ cường đại hấp lực, phèo, mà một tiếng, đem cái kia đoàn thừa đắc không nhiều lắm giao chất dính chất vật thu nhập rồi trong bình ngọc. Hắn hôm nay đang đứng ở đàn yêu thú ở bên trong, ngoại trừ hoàng đường cùng thương kỳ, bốn phía đều là đối với hắn lòng dạ khó lường đẳng cấp cao yêu thú, thực tế chấn nhạc thần quân đối với hắn trên thực tế có rất sâu thành kiến. Trai này chính thức hóa yêu nước, có lẽ sẽ trở thành hắn một đại sát thủ giản vô luận như thế nào, tự bảo vệ mình thủ đoạn nhiều đồng dạng, tổng không phải là chuyện xấu. Lấy đi hóa yêu thủy hậu, tiêu phàm liền là lấy ra 6 cái bất đồng thuộc tính linh thạch, vây quanh tại mắt trận bốn phía, tay phải thực chung hai chỉ nhẹ độc, véo tính toán một cái thời gian, liền là chuyển hướng đang tại dùng đất nguyên tinh dốc sức liều mạng hấp thu mà nguyên trọng thạch tinh hoa thổ ma ngẫu. Thổ ma ngẫu trong tay vầng sáng lóe lên, nhiều ra đến hai luồng trứng gà lớn nhỏ viên cầu, cũng là đất không sót vài nhan sắc, lại tản ra cực kỳ tinh thuần thổ linh khí, hai khỏa viên cầu đụng vào nhau, vậy mà phát ra kim loại loại thanh âm, đinh đương rung động. Tiêu phàm nhẹ nhẹ thở vào một cái, nói ra, như vậy ngắn ngủi thời gian, có thể vào tay những này mà nguyên trọng thạch, cũng coi như rất tốt, làm người không thể quá tham lam. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, nguyên vốn có thể lợi dụng đất nguyên tinh, đem dung nhập đến những này thạch trong điện mà nguyên trọng thạch tất cả đều một chút mà cấp lấy ra, chỉ tiếc, phá giải kỳ môn lục hợp trận thời gian đã muốn tới gần, bỏ lỡ lúc này, lại phải một lần nữa suy tính, hết thảy từ đầu lại đến qua. trì hoãn quá dài lời mà nói, nhất định sẽ chọc giận chấn nhạc thần quân. Tiêu chân nhân hiện tại nhưng còn không có hướng chấn nhạc thần quân khiêu chiến tiền vốn. Tiêu phàm phỏng trừng hoàn toàn đúng vậy, trên mặt đất, mà bên cạnh hồ một lũ yêu thú, sớm đã đợi đắc cực không kiên nhẫn, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn thẳng bình tĩnh mặt hồ, không ít người tại bên hồ đi tới đi lui. Thương huynh, người cả nhân loại kia tiểu bằng hữu rốt cuộc dựa vào vãi lúa không đáng tin a hát. Đều xuống dưới đã lâu như vậy, sao không thấy nửa điểm động tính. Chớ không phải là đã bị cái gì yêu ma ăn sống nuốt tươi đi à nha. Thiên Sơn quân cách đắc rất xa, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà đối với Thương Kỳ kêu lên. Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, ta xem tiểu tử này cũng rất không đáng tin cậy xem chừng đã sớm bị diệt sát liễu tương đương mặt khác vài tên hóa hình kỳ yêu thú liền đồng loạt phát ra cười vang thanh âm hoàng đường lập tức nổi trận lôi đình muốn trả lời lại một cách mỉa mai thương kỳ giơ tay hắn lạnh lùng cười một tiếng cất giọng nói ngàn huynh ngươi không tin được ta thương mỗ không có sao chẳng lẽ ngay thần quân cũng tin không nổi sao ngươi đây không phải đang nói thần quân đã nhìn lầm người thương kỳ rốt cuộc không hổ là lâm lang núi đứng đầu lời kia vừa thốt ra lập tức liền đem thiên sơn quân ngạnh xanh xanh mà đình chỉ liếu tương đương. Đang tại ngửa đầu cuồng tiếu vài tên biến hóa yêu thú, tiếng cười cũng thiết nhiên nhi chỉ, cười đáp một nửa, chính mình ngạnh xanh xanh mà nghẹn trở về, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 881, đơn hướng truyền tống. Đối với ngôn ngữ của bọn hắn lời nói sắc bén Chấn nhạc thần quân không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn thẳng mặt hồ, thần sắc càng thêm âm trầm. Thiên Sơn quân đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, đang muốn cái khác nghĩ cách khởi hấn, bỗng nhiên một hồi, ầm ầm trầm đục tự lòng đất chuyển đến, lập tức đất rung núi chuyển, một mực gợn sóng không sợ hãi ma hồ, bỗng nhiên sôi trào, dâng lên một cổ màu đen. Vốn là đứng ở bên hồ yêu thú, lập tức hoảng sợ mà gào thét, ào ào lui về sau đi. Cái này hóa yêu thủy độc, bọn hắn đều là thấy tận mắt thức qua đích. Âm âm, tiếng sấm càng ngày càng là vang dội, mặt đất chấn động cũng càng kịch liệt, ma hồ sóng tăng vọt, từng dãy cao tới mấy trượng màu đen sóng lớn, gào thét lên hướng bên cạnh bờ vò tới. Yêu thú một hồi đại loạn, lập tức triển khai độn quang, hướng phía sau bay đi. Chấn nhạc thần quân trên người lóng lánh lấy tầng một màu ngân bạch màn hào quang, vững vàng đứng ở ma hồ trên không, đối với dưới chân sắp xếp không màu đen sóng lớn, nhìn như không thấy. Thương kỳ, thiên sơn quân đợi hóa hình trung kỳ yêu thú, trong mắt đều đều hiện lên một vòng dị sắc. Chẳng lẽ chấn nhạc thần quân không sợ cái này hóa yêu nước? Tự nhiên, cái nghi vấn này chỉ là vùi dưới đáy lòng, ai cũng sẽ không công nhiên mở miệng hỏi đi ra. Oanh! Đương làm hàng cuối cùng cao hơn 10 trượng màu đen sóng lớn trùng kích qua ven bờ hồ thạch bích về sau, cuồng bão hắc thủy như là đã bị nào đó cổ sức lực dẫn dắt, bỗng nhiên gian sau này rút lui mà đi chấn nhạc thần quân thấy minh bạch một cái cử đại màu đen nước xoáy tại ma trong hồ hình thành hắc sâu kín hồ nước xoay tròn lấy bị cái này màu đen nước xoáy nuốt vào hồ nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng biến mất màu đen đáy hồ dần dần lộ ra hiện ra bờ hồ đặc biệt sốc đứng cả ma hồ có chút cùng loại một cái rộng chừng mấy trăm trượng cũng sâu đạt mấy trăm trượng khổng lồ ống tròn hắc sâu kín hóa yêu nước dần dần biến mất về sau đáy hồ chỗ sâu nhất một tòa bằng đá đại điện hiển lộ ra, mà ở bằng đá đại điện đỉnh, tác chính là lóng lánh lấy nhàn nhạt cấm chế chấn động, một cái đường kính năm trượng khoảng chừng gì đó hình lục giác truyền tống trận vây quanh tại đại điện đỉnh ở giữa vị trí. Truyền tống trận một bên, một gã áo bào trắng thanh niên vươn người mà đứng, đúng vậy tiêu phàm. Chấn nhạc thần quân đại hỉ, veo, mà một tiếng, hướng về truyền tống trận bay đi, quần đỏ nữ tử, thương kỳ đợi một đám biến hóa yêu thú ảo ảo đuổi kịp, nhất tề đi tới đại điện đình, nhìn thẳng cái truyền tống trận kia. Tốt, rất tốt, cái này là đi thông dưới mặt đất bảo khố truyền tống trận. Chấn nhạc thần quân liên tục gật đầu, lộ ra vẻ hưng phấn. Quần đỏ nữ tử lại hai hàng lông mày có chút nhăn lại, tựa hồ muốn nói lại thôi. Một bên thiên sơn quân nhịn không được hỏi, thích phu nhân, cái này truyền tống trận, có cái gì không ổn sao? Mặc dù lớn cùng nhi bị kích động theo sát chấn nhạc thần quân đến đây tầm bảo, kỳ thật trong đầu đều đều tâm thần bất định bất an, dù sao cái này cái gọi là dưới mặt đất bảo khố, kỳ thực chính là là một cái khổng lồ quỷ mộ, trong đó rốt cuộc ẩn chứa cái gì phong hiểm, dưới mắt đúng vậy ai cũng trong nội tâm không có ngọn nguồn. Quần đỏ nữ tử trầm ngâm hơi khoảnh, rốt cục nói ra, thần quân, đó là một đơn hướng truyền tống trận. Tiêu phàm khóe mắt nhẹ nhàng vừa động. Hắn tại đáy nước khởi động cả cấm chế thời điểm, cũng đã phát hiện đó là một đơn hướng truyền tống trận, quần đỏ nữ tử liếc cũng nhìn ra, đủ thấy tại trên trận pháp tạo nghệ phi phàm. Yêu thú bên trong có thể có như vậy tinh thông trận pháp đại sư, coi như là ngoại tộc liễu tương đương. Chấn nhạc thần quân cười hắc hắc, nói ra cái này ta đã sớm biết, đây cũng là duy nhất có thể tiến xuống dưới đất bảo khố cách. Địa phương khác phong ấn chi lực quá mạnh mẽ, căn bản bản không phải là chúng ta có thể cưỡng ép hát yêu ta ép mở ra đích. Đúng vậy, thần quân, nếu là đơn hướng truyền tống trận, chúng ta đây tại sao trở về? Lập tức thì có một gã biến hóa yêu thú lo nghĩ mà hỏi thăm. Chấn nhạc thần quân lạnh lùng cười một tiếng, nói ra cái này có cái gì thật lo lắng cho đích, ta đã dám mang bọn ngươi đi vào, tự nhiên có ra tới biện pháp. Lời vừa nói ra, một lũ yêu thú ảo ảo gật đầu. Chấn nhạc thần quân mình cũng muốn vào đi, đây mới là bọn hắn lớn nhất an toàn bảo đảm. Chuẩn bị khởi động truyền tống trận A. Trấn Nhạc Thần Quân lập tức phân phó quần đỏ nữ tử Thích Phu Nhân. Thích Phu Nhân gật gật đầu, thủ đoạn một phen, mấy viên linh khí kinh người linh thạch, ra hiện tại trong tay của nàng. Đẳng cấp cao linh thạch. Vài tên biến hóa yêu thú, cũng nhịn không được lộ ra giật mình thần sắc. Đẳng cấp cao linh thạch, không chỉ nói tại lệ thú dãy núi, tung tính toán tại cả thoi ma giới, đều là phi thường hiếm thấy mấy cái gì đó, có thể nói, bảo vật, liễu tương đương. Bình thường nguyên anh tu sĩ cùng biến hóa yêu thú, Bình thường cũng thu thập không đến vài khỏa. Trong đó ẩn chứa linh lực chi tinh thuần, là bình thường trung giai linh thạch gấp trăm lần, thậm chí gấp mấy trăm lần nhiều, vô luận là rất nhanh bổ sung linh lực, có lẽ hay là điều khiển pháp trận hoặc là luyện chế khôi lỗi ma ngẫu, đều vượt qua xa trung giai linh thạch có thể so sánh đích. Một khỏa bình thường phẩm tương đẳng cấp cao linh thạch, có thể chống đỡ mà vượt một vạn thậm chí là mấy vạn cấp thấp linh thạch. Hôm nay thích phu nhân vừa ra tay chính là mấy viên đẳng cấp cao linh thạch tự nhiên làm cho người hâm mộ vô cùng liễu tương đương. Cái này chấn nhạc thần quân bên người người tâm phúc, quả nhiên chính là không giống người thường. Như thế hào phóng, thích phu nhân không chút nào đáng tiếc đem vài khỏa đẳng cấp cao linh thạch chứa vào trong truyền tống trận, dương tay đánh ra vài đạo pháp quyết, ong ong, chi tiếng vang lên, truyền tống trận phát ra bạch mông mông vầng sáng, đã bắt đầu khởi động. Chấn nhạc thần quân ánh mắt vung mạnh, liền nắm chặt tiêu phàm, lạnh nhạt nói ra, tiêu đạo hiếu, cái này truyền tống trận nếu là ngươi ra tới, vậy thì mời ngươi đánh cho trận đầu A. Tiêu phàm nhìn hắn liếc, không nói hai lời, liền bước chân vào truyền tống trận bên trong. Hôm nay ma hồ cấm chế đã mở, đối với chấn nhạc thần quân mà nói, người này nhân loại tu sĩ đã không có giới trị lợi dụng. Nếu như không là bởi vì hắn đã từng trước mặt mọi người tuyên bố qua, tiêu phàm là trời xanh núi một thành viên, chỉ sợ đã sớm đối với tiêu phàm xuất thủ. Lại để cho tiêu phàm sung phong, dẫn đầu tiến vào hung hiểm khó lường dưới mặt đất quỷ mộ, coi như là cuối cùng lợi dụng thoáng một tí này nhân loại tu sĩ, giá trị thẳng dư, sống hay chết, tự xem hắn vận khí của mình liễu tương đương. Này nhân loại tu sĩ cũng là một nhân vật, cục diện như thế trang lợi, vẫn đang như vậy chấn định tự nhiên. Tiêu huynh đệ, ta với người cùng một chỗ. Không đợi tiêu phàm bị truyền tống mà đi, hoàng đường đã muốn cả tiếng mà kêu một tiếng, mở ra đi nhanh, bước vào truyền tống trận, cùng tiêu phàm sóng vai mà đứng, chấn nhạc thần quân nhẹ khẽ hừ một tiếng, cũng không ngăn cản. thiên sơn quân trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. cái này hoàng đường thật sự là thiếu tưởng tượng, vì một nhân loại tu sĩ, nhiều lần đắc tội chấn nhạc thần quân, đối với cảnh thời điểm, có hắn dễ chịu đích. chấn nhạc thần quân cũng không phải là một cái ý chí rộng lượng loại người. truyền tống trận ong ong rung động, bạch sắc quang hoa chói mắt dần dần đem tiêu phàm cùng hoàng đường thân ảnh bao phủ trong đó. Lần này truyền tống khoảng cách, như trước không phải thập phần xa xôi, tiêu phàm cơ hồ không có gì không khỏe cảm giác, ngay tại bạch sắc quang hoa bên trong hiện thân ra, chưa đứng vững thân thể, liền là cảm thấy một cổ nguy hiểm khí tức thẳng bước mà đến. Tiêu phàm không hề nghĩ ngợi, màu trắng chiến giáp lập tức hiển hiện, đồng thời toàn thân liệt diễm bốc hơi, tầng thứ ba, tinh viêm quyết, vận chuyển tới cực hạn, lập tức tự biến thành một cái, hỏa nhân những này phòng ngự thủ đoạn cơ hồ là tại một ý niệm liền thi triển đi ra. Một hồi bén nhọn chu lên thanh âm bỗng nhiên tại bốn phía vang lên. Sau một khắc, tiêu phàm liền thấy rõ ràng, nguyên lai quanh người là vô số màu đen cự lang, chính phía sau tiếp trước về phía của hắn gấp phúc mà đến. Những này cự lang mỗi một đầu đều có một dài hai trượt, toàn thân bộ lông hắc sâu kín đích, cùng những kia hóa yêu nước giống nhau nhan sắc, thậm chí ngay trong miệng răng nanh cũng là màu đen đích, chỉ có trong hai mắt lộ ra một cổ lục mang, mang theo vô cùng hung tàn bạo ngược ý. Bất quá những này hắc sói tuy hung ác, cùng bậc cũng không tính toán rất cao, trên người linh lực chấn động, ước chừng tương đương với 4 năm cấp yêu thú, bất quá là nhân loại trúc cơ cấp 2 kỳ tiêu chuẩn. Như vậy cùng bậc ma lang, tự nhiên không có khả năng đột phá tiêu phàm hệ thống phòng ngự, vừa vừa mới tiếp xúc đến bốc hơi liệt diễm, lập tức liền kêu thảm hóa thành một cổ màu đen cho bụi, bị tinh viêm chi lực bốc hơi đắc sạch sẽ bên kia mái hiên hoàng đường lại bỗng nhiên nổ quát to một tiếng phòng ngự của hắn phương pháp xa so tiêu phàm phách đạo là công thủ gồm nhiều mặt hình thức toàn thân mau lông trên tóc bắn ra từng đạo màu vàng quang mang tất cả hát sói mỗi lần bị hoàng mang bắn trúng lập tức xuyên thủng mà qua không có chút nào chống cự chi lực nhưng mà hát sói trong cơ thể biểu ra từng đạo màu đen huyết dịch lại ào ào đánh vào hoàng đường đồng giáp phía trên lập tức dâng lên một cổ sương mù đồng thời truyền đến một hồi gai mũi tính ăn mòn mùi thúi. Tiêu huynh đệ, cẩn thận chút, những vật này huyết dịch có cổ quái. Hoàng đường một bên vội vã mà khởi động hộ thể màn hào quang, một bên hướng tiêu phàm dương giọng kêu lên. Ta biết rõ, tiêu phàm khẽ quát một tiếng, thủ đoạn run lên, viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra, một chiêu, hỗn chiến bát phương, lập tức sóng lửa ngập trời, một cổ nóng bỏng tinh viêm chi lực, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết nổi lên phàm là sóng lửa nơi đi qua tất cả màu đen cự lang đều đều hóa thành cho bụi không có chút nào kháng cự chi lực trong nháy ngay tại tiêu phàm cùng hoàng đường thân chu thanh lý ra một vòng lớn chỗ chống chi địa đến hoàng đường không khỏi lắp bắp kinh hãi kinh ngạc nói ra tiêu huynh đệ người đã muốn tiến ra sao viêm linh chi lưới kiếm cái này chém rõ ràng là nguyên anh kỳ tu sĩ huy năng thân là biến hóa yêu thú như vậy cảm ứng tuyệt sẽ không phạm sai lầm đích, hoàng đường cảm giác mình một kích toàn lực, cũng tự là uy lực như vậy. Đúng vậy tiêu phàm rõ ràng có lẽ hay là kim đan hậu kỳ cảnh giới. Cái này ảo thuật như thế nào biến thành, hoàng đường cũng có chút sở không được ý nghĩ. Hoàng đường tự nhiên không biết, tiêu phàm dưới mắt là chân chính nửa bước nguyên anh, cảnh giới không có đi lên, tinh viêm quyết, uy lực trước lên rồi. Tình hình như vậy, thật sự quá hiếm thấy, hoàng đường ngay nghe đều chưa nghe nói qua tam ca, tiến dai là không có, bất quá tại ở phương diện khác có chỗ đột phá. Tiêu phàm đơn giản giải thích một câu. Thì ra là thế, huynh đệ thật đúng là tu luyện kỳ tài, những cái thứ này lại tới nữa, xem ta. Tự khi bọn hắn đang khi nói chuyện, một đoàn màu đen cự lang lại hùng hổ mà đánh tới, tựa hồ không có chút nào sợ hãi ý, là chân chính hung hãn không sợ chết. Hoàng đường hai tay bãi xuống, một đầu vừa thô vừa to thục đồng côn di động hiện ra, Hoàng đường hét lớn một tiếng, thả người mà dậy, mãnh liệt một côn quất đi xuống. Trong chốc lát cuồng gió gào thét, cát bay đá chạy, uy thế kinh người. Một cổ cuồng bạo vô cùng khí lãng, hướng về phía trước quay cuồng mà đi. Vô số hắc sói bị cái này cổ cuồng bạo khí lãng xé thành mảnh nhỏ, màu đen ma huyết vung đầy trên đất, phát ra gây mũi hôi chua hương vị. Lại một mảnh đất trống bị thanh lý đi ra. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, màu đen cự lang dày dặc, chính không biết có bao nhiêu. Liền vào lúc này, bên người không gian một hồi vặn vẹo, quần đỏ nữ tử hòa khác hai gã biến hóa yêu thú, cũng đã truyền tống tới, vừa thấy loại tình hình này, lập tức ảo ảo lộ ra binh khí, cùng thi triển thần thông, hướng màu đen cự lang đánh tới. chương 882, Bàn Long Cốc Đối mặt rậm rạp chẳng chịt nằm trên đất màu đen cự lang thi thể, hóa hình kỳ yêu thú đều đều nhíu mày. Trận chiến đấu này cũng không tiếp tục bao lâu thời gian, lúc trước truyền tống tới vài tên biến hóa yêu thú tăng thêm tiêu phàm trong chốc lát liền đem mấy ngàn đầu màu đen cự lang chém gỡ iota ít hầu như không còn trung quy bất quá là chút ít gần kề tương đương với 4 năm cấp yêu thú tiêu chuẩn ma lang mà thôi số lượng nhiều hơn nữa diệt sát cũng không tốn sức chút nào đoàn người nhưng lại không bởi vậy cảm thấy mừng rỡ ngược lại nguyên một đám hai hàng lông mày nhíu chặt lo lắng lo lắng vừa mới một truyền tống đến thế giới dưới lòng đất lại đụng phải ma lang cái này nhưng cùng bọn họ nguyên trước hết tưởng tượng bên trong dưới mặt đất bảo khố một trời một vực. Dựa theo chấn nhạc thần quân miêu tả, tại đây hẳn là một cái bãi tha ma, trải rộng thượng của tu sĩ, thú tộc cùng ma đạo quỷ tu di hài cùng di vật, các loại bảo vật cúi nhặt đều là. Nếu như nhất định phải nói có cái uy hát yêu ta ép gì lời mà nói cũng hẳn là đụng phải một ít quỷ vật. Kết quả, bọn hắn lại đụng phải thú tộc. Cứ việc những này ma lang nhìn về phía trên cùng bình thường thú tộc có chỗ bất đồng, vẫn sống sờ sờ sinh động. Gần kề như thế, cũng thì thôi, nhưng rất rõ ràng, những này ma lang cùng bình thường cấp thấp yêu thú khác nhau rất lớn. Thứ nhất là hung hãn không sợ chết, thế cho nên cần đem chúng toàn bộ gởiotaes cái sạch bong, dù cho chỉ còn lại có cuối cùng một đầu, cũng vẫn đang không sợ hãi chút nào mà xông về phía trước gởiotaes. Tung xem như trời xanh núi hung hãn nhất yêu thú, cũng sẽ không như vậy, anh dũng không sợ. Không hề nghi ngờ những này ma lang bị bị lạc bản tính, biến thành quái vật. Thứ hai, chính là chỗ này chút ít ma lang trong máu mang theo ăn mòn chi lực, bình thường pháp bảo rất khó hoàn toàn ngăn trở, đối với pháp bảo cùng thân thể đều có rất mạnh ăn mòn tác dụng, một gã biến hóa yêu thú một cái không bắt bẻ phía dưới, thậm chí ăn được chút ít thiếu thiệt thòi. Bất quá tương đương với chút cơ cấp 2 kỳ tiêu chuẩn ma lang, lại có thể cho tương đương với nguyên anh kỳ tiêu chuẩn biến hóa yêu thú tạo thành tổn thương, thật là khiến người hoảng sợ. Kế tiếp, bọn hắn không biết còn muốn đối mặt bao nhiêu cùng loại ma thú. Nếu như đều là như vậy cấp thấp, thấp ma thú, thật cũng không cái gì, nhưng ai có thể nói đúng được chứ? Chính là một ít biến dị ma thú mà thôi, không có gì hay sợ đích, đi thôi. Chấn Nhạc Thần Quân ngược lại không thèm quan tâm, vung tay lên, cao giọng nói ra. Lần này, đã có người chạm tại nguyên chỗ bất động, đưa ra dị nghị. Thiên Sơn Quân cùng vài tên biến hóa yêu thú liếc nhau, bồi cười nói thần quân thuộc hạ có câu nói không biết có nên nói hay không Chấn nhạc thần quân ánh mắt sắc bén mãnh liệt quét tới lạnh nhạt nói ra nói đi thiên sơn quân do dự một chút rồi mới lên tiếng thần quân nơi này hung hiểm khó lường chúng ta đối với nơi này địa hình địa vật hoàn toàn không biết gì cả vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đoàn người đi rời ra lại nên như thế nào tụ họp đúng vậy a à, thần quân tại loại này hoàn toàn lạ lẫm chỗ một khi đi rời ra, thật đúng là sao sao phiền, chúng ta trong tay có hay không địa đồ. Đúng đúng, là nên vậy có một phần địa đồ mới tốt. Thiên Sơn Quân lời vừa nói ra, lập tức thì có mặt khác biến hóa yêu thú phụ hỏa theo đuôi. Kỳ thật nói như vậy, mỗi một vị biến hóa yêu thú đều giấu ở trong lòng, chỉ là lúc trước không có kiến thức đến dưới mặt đất quỷ mộ hung hiểm, ai cũng không muốn người thứ nhất nói ra, tránh khỏi rủi ro. Trấn Nhạc Thần Quân trên mặt giữ tợn sắc chợt lóe lên lập tức khôi phục bình thản, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, nói ra, nguyên lai chư vị lo lắng cái này, cái này không sao, địa đồ ta hiện tại tựu cho các ngươi một phần. Nói xong, ống tay áo run lên, vài miếng thẻ tre bắn ra, phân biệt rơi vào vài tên hóa hình trung kỳ yêu thú trong tay, thiên sơn quân bọn người lập tức không thể chờ đợi được mà đem thẻ tre dán tại trên chán, cẩn thận xem, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Sau đó lại đem địa đồ giao cho bên người mặt khác biến hóa yêu thú xem, Hoàng đường sau khi xem, tự nhiên mà vậy mà đưa cho tiêu phàm. Thần quân, nghe nói cái này phong ấn chi địa, so với chúng ta lệ thú dãy núi còn muốn rộng lớn, xem ra đồn đãi có sai a hát. Thường kỳ xem qua địa đồ về sau, có chút do dự nói. Cái này đương nhiên là rất huyền chuyển thuyết pháp, kỳ thật chính là đối với chấn nhạc thần quân giao cho đoàn người phần này địa đồ tỏ vẻ hoài nghi, nhìn về phía trên, bản đồ này biểu thị địa vực, thật sự không thế nào quảng đại mặt khác biến hóa yêu thú trên mặt cũng đồng dạng lộ ra hoài nghi thần sắc. Chấn nhạc thần quân nhàn nhạt nói ra, ta được đến địa đồ, chính là chỗ này cái bộ dáng. Năm đó, đời thứ nhất chấn nhạc thần quân khả năng đối với cả phong ấn chi địa tình hình cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ, chỉ biết là trong đó bộ phận địa vực tình huống. Bất quá tung tính toán như thế, chúng ta trước tiên đem trên bản đồ biểu thị những địa phương này tìm tòi xong, nên vậy cũng đã có không ít thu hoạch liễu tương đương muốn không cần tiếp tục tìm tòi địa phương khác, đến lúc đó lại thương lượng Biến hóa yêu thú đối mắt nhìn nhau liếc, đều đều nhẹ gật đầu. Chúng ta muốn tìm tòi cái mục thứ nhất mà, chính là Tây Bắc ngàn dặm bên ngoài bản Long Cốc, mục thứ hai hơn là. Chấn nhạc thần quân đem lộ tuyến đổ nói ra, nếu như trên đường ngoài ý, mọi người tự hướng hạ một cái mục mà tụ hợp. Dạ, lần này, đoàn người đồng loạt kho người đồng ý. Vì vậy đại quân lắc lắc đung đưa ra đi. Cái này vừa động, lập tức lại phát hiện vấn đề mới, cấm bay cấm chế. Phòng ấn đại trận uy lực cường đại như trước, thậm chí so lệ thú cánh đồng hoang vu phong ấn cấm chế uy lực còn cường đại hơn. Tại lệ thú cánh đồng hoang vu, còn có thể bảo trì nhất định độn nhanh chóng, chỉ là so ra kém ngoại giới. Ở chỗ này, lại cơ hồ chỉ có thể tầng trời thấp chiếm đất mà đi, thì so bình thường chạy vội tốc độ nhanh chút ít, cùng không chung phi độn hoàn toàn không có biện pháp đánh đồng. Dùng tốc độ như vậy mà nói, tung tính toán muốn tìm tòi hết địa đồ chỗ bày ra tiểu bộ phân khu vực, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành đích. Cũng may lần này tầm bảo hành trình cũng không hạn định thời gian, chỉ là tại đụng phải nguy hiểm thời điểm, bỏ chạy né tránh đều có phiền toái rất lớn. Bất quá đã đến nơi này, có tiến không thối. Không có chấn nhạc thần quân chỉ dẫn, dưới mắt cho dù muốn thối cũng ra không được rồi, chỉ có hợp lực về phía trước. Dựa theo chấn nhạc thần quân chỉ lệnh, lần này là lâm lang núi yêu thú sung phong. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này chỉ lệnh kỳ thật chính là nhằm vào tiêu phàm cùng hoàng đường đi đích. Chấn nhạc thần quân đã muốn đã nói trước, dưới mắt không tốt tự nuốt lời hứa, lại làm cho tiêu phàm làm, quan tiên phong, có nguy hiểm gì, phiền toái người cả nhân loại này tu sĩ trước tiên ở phía trước chống đỡ. Mà hoàng đường cùng tiêu phàm giao hảo, thậm chí không tiếc vì tiêu phàm chống đối chấn nhạc thần quân, tự nhiên cũng trở thành trấn nhạc thần quân xem không vừa mắt ra hỏa. Tiêu phạm yên lặng đi ở một lũ yêu thú trước nhất nhóm. Tại nơi này người mạnh là vô thế giới, cần gì phải đi cùng một gã yêu vương giảng đạo lý. Hoàng đường có lẽ hay là không chút do dự cùng hắn. Sa ô cùng thương kỳ đi ở 200 đo in lang núi yêu thú phía sau, nhìn qua hoàng đường cùng tiêu phạm sóng vai mà đi bóng lưng, hướng thương kỳ truyền âm nói ra, đại ca, xem ra thần quân đối với cái kia họ tiêu tiểu tử thật sự không có cảm tình gì, lão tam vốn là như vậy thiếu tưởng tượng, ta lo lắng hội triệt để dẫn đến não thần quân. Thương kỳ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói ra cái kia thì sao? Đến cái chỗ này, tung xem như thần quân, cũng muốn dựa vào chúng ta. Chẳng lẽ hội bởi vì một gã nhân loại tu sĩ cùng chúng ta lâm lang núi trở mặt không được? Xà ô hai hàng lông mày nhăn lại, không lên tiếng nữa liếu tương đương đi ở yêu thú đội ngũ trước nhất nhóm tiêu phàm cùng Hoàng Đường, đã ở truyền âm nói chuyện với nhau. Tam ca, ngươi xem những này ma lang là chuyện gì xảy ra. Chiếu ta xem, những này vốn là rất bình thường sói xanh, khả năng được nơi đây phong ấn chi lực ảnh hưởng, cuối cùng nhất biến thành cái dạng này. Tiêu phàm kinh ngạc nói ra, bình thường sói xanh có thể sống lâu như vậy. Nơi đây phong ấn đại trận, ít nhất tồn tại tốt mấy vạn năm, tuy nói yêu thú thọ nguyên thật dài, lại cũng có thể không có khủng bố như thế. Hoàng đường nói ra, cái kia tự nhiên không thể, hẳn là truyền thực rất nhiều liễu tương đương. Loại biến hóa này, nhưng cũng không thể một giả chi gian tự hoàn thành. Tại đây nguyên vốn là dãy núi chi địa, tồn tại rất nhiều bình thường loại thú, bị ma khí ảnh hưởng về sau, dần dần phát sinh biến dị, có thể giải thích đắc thông. Nếu như tất cả ma thú đều là như vậy tiêu chuẩn, thật cũng không để ý. Tây Bắc chi địa bàn Long Cốc cách đây bất quá ngàn dặm xa, như tại ngày thường, tung tính toán thất cấp yêu thú độn nhanh chóng không khoái, hiểu được mấy canh giờ cũng vậy là đủ rồi. Dưới mắt lại đã đi 5-6 ngày, mới rốt cục đi tới bản Long Cốc bên ngoài. Trên đường đi ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn thấy một ít sớm đã đen như mực nước thượng của tu sĩ Di Hài, đảo là không có gặp mặt đến cái gì ma thú cùng quỷ vật. Tại đây chút ít Di Hài trên người, quả nhiên tìm kiếm được một ít còn sót lại chữ vật vòng tay, trong đó mặc dù không có cái gì quý hiếm vật, cũng thu thập đến không ít cấp thấp pháp khí pháp bảo cùng linh thạch, cùng với một ít luyện đan luyện khí tài liệu. Mà ven đường không ngừng xuất hiện ma hóa linh thảo linh dược, lại càng lệnh tiêu phàm thập phần kinh hỉ. Trên đường đi rõ ràng thu thập đến hơn 10 chủng trồng ma hóa biến dị loại sản phẩm mới, phong phú đến hắn linh dược viên trung. Như vậy ma hóa linh thảo, tại Nam Cực Sách Thuốc ghi lại bên trong, có thập phần đặc biệt công hiệu thỉnh thoảng xuất hiện di hài cùng chữ vật vòng tay, làm cho yêu thú đội ngũ sĩ khí đại trấn, chạy vội tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Cũng mất đi đều là chút ít kim đan kỳ đã ngoài đẳng cấp cao yêu thú, thân thể cường hoành, thể lực sự dư thừa, tại phong ấn chi lực áp chế tiếp theo ngay chạy vội 5-6 ngày, như trước bảo trì chỉ chỉnh tề đội ngũ, không thấy chút nào mỏi mệt tản mạn, lại vẫn có thể tăng tốc. Đến ngày thứ bảy, tiêu phàm cùng hoàng đường tỷ lệ xuất lĩnh trước đạp lên một tòa không cao ngọn núi nhỏ, nhìn xuống đi hai người không khỏi đồng thời hít một hơi lương khí cái này cái này là bàn long cốc hơi khoảnh hoàng đường ăn ăn nói đầu lưỡi đều có điểm thắt theo triền núi dưới lên dõi mắt chỗ đến đều đều là thành từng mảnh đen kịt di hài phần còn lại của chân tay đã bị cục chém đứt tay từ tổn thương gối tịch một mực kéo dài đến phương xa vậy mà liếc trông không đến cuối cùng đây là tu la sân hoàng đường thì thào nói ra dù là tiêu chân nhân trước sau như một ý chí kiên định, thấy như vậy liếc trông không đến đầu nhân gian địa ngục, trong nội tâm cũng thoáng cái trở nên nặng trịch đích. Thô thô phỏng trừng, tự bọn hắn trước mắt có thể nhìn qua thi thể, ít nhất cũng đã vượt qua 20 vạn. Lúc trước trên địa cầu dưới mặt đất quỷ thành phố, nhìn thấy chồng chất như núi mấy ngàn thi cốt, đã muốn làm cho người ta cảm giác sợ nổi ra gà, nhưng cùng trước mắt tình hình này tương đối, quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Hơn nữa, Chết ở chỗ này tất cả đều là tu sĩ, không phải người bình thường. Cần bao nhiêu phàm nhân trong lúc đó mới có thể năng lực sinh ra đời 20 vạn tu sĩ. Lại để cho tiêu phàm đối với thoi ma giới quảng đại, lại có càng thêm xâm nhập trực quan nhận thức. Rất nhanh, mặt khác biến hóa yêu thú cũng chạy tới, nhìn thấy một màn này, cả đám đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhưng lập tức liền đều lộ ra hưng phấn khó nhịn thần sắc. Chương 883, sống lại khô lâu đại quân đều chớ lộn xộn. Một tiếng gào to, ngăn trở dục dịch yêu thú, và chấn nhạc thần quân thân hình lóe lên, ra hiện tại đội ngũ phía trước nhất, cao cao lơ lửng ở trên không, tựa hồ cấm bay cấm chế đối với hắn cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Ồn ào náo động không thôi đàn yêu thú lập tức liền an tĩnh lại, đều đều ngửa đầu nhìn chỗ không bên trong chấn nhạc thần quân. Căn cứ điển tịch ghi lại, năm đó bàn long cốc là một chỗ đại chiến sân, có vài chục vạn ma đạo quỷ tu lúc này bị diệt sát. Còn sót lại các loại bảo vật, khẳng định không tại số ít. Nhưng mọi người không cần phải tranh đoạt, tự loạn trận cước. Chỉ bằng xác định khu vực, chia nhau thu thập, không cần phải cùng tiến lên trận, chỉ cần phái ra rất ít người thủ đả quét chiến trường là được rồi, đại bộ phận hay là muốn bảo trì đề phòng. Chấn nhạc thần quân lập tức phân phó xuống dưới. Tiêu phạm âm thầm vật đầu. Đây mới là đại đội hành động phải có kỷ luật, nếu không cái này hơn 1.000 yêu thú lập tức sẽ lộn xộn. Tiêu phàm chỗ biết rõ nhân loại trong lịch sử, tự có vô số như vậy bạo dân làm loạn ví dụ, tạo phản thủ lĩnh khống chế không nổi chính mình thuộc hạ, làm cho đại gợi yêu ta ết hại phát sinh, hết thảy đều rối loạn bộ, cuối cùng nhất cũng đem tạo phản thủ lĩnh đưa vào cùng đồ mặt lộ. Chấn nhạc thần quân không hổ là trời xanh núi yêu vương, trong lòng ngực rất có thao lược. Lập tức rất nhanh liền phân chia tốt rồi đều tự khu vực, vài tên hóa hình trung kỳ yêu thú đều tự đốc xuất bản bộ đội ngũ, phái ra bộ phận hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tay chân lanh lợi yêu thú đi quét dọn chiến trường, đại bộ phận yêu thú tác chính là kết trận thủ hộ. Thu thập đến mấy cái gì đó, mặc kệ tốt xấu, tự nhiên đều muốn trước giao nạp đi lên, cuối cùng nhất đi thêm phân phối. Về phần thu hoạch như thế nào, muốn xem đều tự vận khí. Để tỏ lòng đối xử như nhau, chấn nhạc thần điện bản bộ đội ngũ cũng chỉ phân chia đến đồng dạng lớn nhỏ một khối khu vực. Hơn ngàn yêu thú lách vào cùng một chỗ thời điểm, tựa hồ có thể đổ sộ, cái này một phân tán ra đến. Tán ở vào quảng đại trong khu vực, tựa có vẻ vô số. Không chút nào thu hút liếu tương đương, phóng nhãn chứng kiến, cơ hồ bị bao phủ tại đen kịt trong hải dương. Ngay từ đầu, thu hoạch cũng không phải quá nhiều. Dù sao niên đại cách đắc thật sự quá xa xưa rồi, vài ngàn năm đi qua bảo vật đã sớm mất đi linh tính, coi như là cất chứa tại chữ vật vòng tay bên trong mấy cái gì đó đan dược cũng tốt, tài liệu cũng thế, đa số đã muốn mất đi hiệu lực. Chỉ có số rất ít đảm bảo tương đối thỏa đáng mấy cái gì đó, còn có thể hữu dụng. Nhưng là mọi người cũng không thất vọng. Cái này giờ mới bắt đầu, bất quá là tìm tòi một cái chiến trường tiểu bộ phân nơi hẻo lánh mà thôi, chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn, nhất định có thể tìm tới nghịch thiên bảo vật. Tầm bảo đội ngũ, dần dần hướng bàn long cốc ở chỗ sâu trong xuất phát. Dưới chân dẫm phải vô tận màu đen di hài, một cước xuống dưới, cót kẹt rung động, màu đen cho bụi đầy trời mà dậy. Bốn phía phi dương, mắt nhìn lấy vô biên vô hạn bãi tha ma, hoàng đường có chút lo lắng nói, huynh đệ, người nói tại đây không có có một chút cổ quái sao. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, bỗng nhiên trên người bạch quang lóe lên. Huyền tinh giáp, di động hiện ra, đưa hắn toàn thân đều chăm chú bao vây lại, thủ đoạn một phen. Màu đỏ sẫm viêm linh chi lưới kiếm nắm trong tay, vậy mà bày làm ra một bộ như lâm đại địch bộ giảng. Hoàng đường lại càng hoảng sợ, kêu lên, huynh đệ, làm sao vậy? Tam ca, gọi mọi người tranh thủ thời gian bày trận, tình hình không đúng. Một lời không tất, bỗng nhiên một hồi hải chiều loại tiếng giết thanh âm theo bàn long cốc ở chỗ sâu trong truyền đến, như là vô số âm quỷ lệ phách tại thê lương kêu to, một cổ đám gió đen cũng tịch đi lên. Kéo kẹt kéo kẹt, thanh âm vang lên. Chỉ thấy đám gió đen đi qua vốn là hoành thất thụ bát nằm trên đất màu đen di hài, ào ào đứng lên, đen xì hốc mắt ở phía trong, lóng lánh lấy đỏ sậm ma chơi, miệng đầy răng nanh cắn đắc cạc cạc rung động. Một cổ thị huyết vô độ sát khí, đập vào mặt. Bày trận, nhanh bày trận. Hoàng đường chấn động, lập tức cuồng hô kêu to lên. Những chuyện lặt phạt kia tới màu đen khô lâu, đã muốn dơ cao binh khí, lung la lung lay mà trước bên này đánh tới. Một ít đang tại chuyên chú siêu tầm bảo vật yêu thú, luống cuống tay chân mà chuẩn bị đối phó với địch, trong nháy đã bị vô số màu đen khô lâu bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn, rú thảm thanh âm kinh thiên động địa. Bởi vì có tiêu phàm dự nhắc nhớ trước, lâm lang núi yêu thú sớm nhất xếp trận thế, thương kỳ hai tay một đấm ngực khẩu, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, còm nhom thân hình đón gió tăng vọt, khoảng cách hóa thành hơn 10 trượng chi cự một đầu thương vượt, tóc vàng xích mắt, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân lông màu đen chuẩn bị đứng đấy, rất huy mãnh. Xào ô tắc chính là đỏ thấm đầu lưỡi nhất quyền nhổ ra một mặt xanh đầm đìa quạt ba tiêu hai tay nắm ở đón gió run lên hóa thành hơn một trượng phẩm chất mặt quạt nước sáng lóng lánh ẩn ẩn có ba quang lăn tan ảo giác hoàng đường đồng giáp khỏa thân hai tay cầm côn mắt nhỏ ở phía trong lộ hung quang giống thương kỳ cao giọng gào thét một nhảy dựng lên mãnh liệt một quyền về phía trước oanh kích ra xà ô quạt ba tiêu dương lên một cổ xanh đầm đìa hơi nước tịch đi lên cuồn cuộn về phía trước Hoàng Đường cùng Tiêu Phàm cũng tất cả ra tuyệt chiêu, hơn 200 đầu đẳng cấp cao yêu thú đồng thời ra tay, hội tụ thành một cổ uy thế ngập trời sức lực, hướng về chen chúc mà đến màu đen khô lâu mãnh liệt đánh mà đi. Quay mắt về phía vô cùng vô tận khô lâu đại quân, kết trận mà chiến tự nhiên xa so từng người tự chiến uy lực muốn lớn, cũng hiệu suất cao nhiều lắm, hệ số an toàn lại càng không thể đánh đồng. Bởi vì kết trận mà chiến vĩnh viễn chỉ cần đối mặt một cái phương hướng địch nhân từng người tự chiến lại muốn đối mặt bốn phương tám hướng địch nhân. Vũ khí lạnh thời đại, nghiêm chỉnh huấn luyện, bày trận mà chiến tinh binh, có thể đả bại gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần đám ô hợp. Tình hình dưới mắt cũng giống như vậy. Một kích qua đi, hàng hàm màu đen khô lâu bị đánh chúng rời ra phá toái, thậm chí là phấn thân toái cốt, hóa thành cho bụi. Nhưng hắn mấy chỗ yêu thú, sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, không kịp bày trận, liền cùng khô lâu đại quân quấy làm một đoàn, đại chiến, thỉnh thoảng truyền đến yêu thú gần chết kêu thảm. Biến hóa yêu thú ảo ảo cường lực ra tay, mới miễn cưỡng chống đỡ khô lâu đại quân một bóp bi một lớp càng thêm mãnh liệt trùng kích, miễn cưỡng xếp trận thế. Chỉ có điều, khô lâu đại quân thật sự nhiều lắm, gờ yêu ta ít hết một đám lại là một đám, giống như hải triều giống nhau, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại nghỉ. Thực tế cái kia từng đợt gió lạnh, tựa hồ sen lẫn nào đó thần kỳ lời chú lực làm cho lòng người chung hồi hộp không thôi càng đánh càng là trái tim băng giá bọn hắn đã muốn xâm nhập bàn long cốc bốn phương tám hướng đều là vô số màu đen khô lâu vô luận hướng phương hướng nào sung phong liều chết đều là khó khăn nặng nề thương đại ca hướng đông bắc phương hướng đi chỗ đó tương đối an toàn thương kỳ vang lên bên tai tiêu phàm truyền âm thanh âm làm sao ngươi biết suy tính tiêu phàm trả lời thuyết phục lời ít mà ý nhiều trong lúc này, Thương Kỳ cũng không kịp hỏi nhiều, lập tức hét lớn một tiếng, Sa Ô cùng Hoàng Đường lập tức chỉ huy đám yêu thú vừa đánh vừa lui, hướng đông bắc phương hướng mà đi, dần dần cùng với khác yêu thú càng cách càng xa. Ước chừng hướng đông hơn trăm dặm về sau, vây công bọn hắn khô lâu đại quân dần dần rất thưa thất bắt đầu đứng dậy, Thương Kỳ bọn hắn đều cảm nhận được một cổ cường đại cấm chế chi lực đang tại bao phủ mà hạ, tại cổ lực lượng này cấm chế phía dưới, khô lâu đại quân động tác rõ ràng phải đổi đắc trì hoãn chậm một chút tuy nhiên yêu thú đồng dạng đã bị phong ấn lực lượng áp chế, tương đối mà nói, muốn đỡ một ít. Thương kỳ không khỏi đại hỉ, lập tức chỉ huy yêu thú tại một chỗ sườn núi nhỏ bầy trận, lại để cho một bộ phận yêu thú tiếp tục công kích, đem dần dần rất thưa thất màu đen khô lâu đều ngăn cản tại bên ngoài, một bộ khác phận yêu thú tác chính là dừng lại, tận lực bổ sung pháp lực. Tiêu huynh đệ, không thể tưởng được ngươi còn hiểu đắc ngũ hành suy diễn chi đạo. Thương kỳ nhẹ nhàng thở dốc một hơi, cười đối với tiêu phàm nói ra tiêu phàm cười cười nói ra cũng không có gì bất quá là chút ít tạp học mà thôi thương kỳ nghiêm mặt nói ra đây cũng không phải là tạp học cái này đứng đắn là đại thần thông thực tế tại đây thế giới dưới lòng đất hai chúng ta mắt một vòng hắc loại người như người bản lĩnh khả năng đến giúp đại ân tiêu phàm mỉm cười cũng không cãi lại đại ca cái này tính toán chuyện gì xảy ra những này khô lâu như thế nào thoáng cái sống lại rồi hoàng đường thờ hào hển hỏi thương kỳ nhíu mày nói ra tại đây diệt sát đích tuyệt đại bộ phận vốn chính là ma tu quỷ tu mang theo giày đặc yêu tả khí tức đã nhiều năm như vậy năm đó oán khí càng để lâu càng nặng thủy chung không chiếm được phát tán một có người ngoài sông tới lập tức tự quấy phá liễu tương đương vậy làm sao bây giờ tại đây ít nhất cũng có trên trăm vạn khô lâu đại quân g ta ít không thắng g iota ít ah thương kỳ lắc đầu nói ra nếu không có cùng bậc đặc biệt cao quỷ vương xuất hiện đơn thuần dựa vào như vậy một ít khô lâu đại quân số lượng nhiều hơn nữa cũng không đủ vì hoạn đối với chúng ta không biết tạo thành chính thức đại nguy hại vì lần này tầm bảo chúng ta thế nhưng đã làm nhiều lần chuẩn bị không dễ dàng như vậy bị đánh suy sụp xào ô nói ra đại ca nói đúng thừa dịp dưới mắt thở một ngụm chúng ta thanh lý thoáng một tí nhìn xem đều thu hoạch những thứ gì thương kỳ cũng không phản đối ống tay áo dương lên, một cái chữ vật vòng tay bay ra. Vừa rồi quét dọn chiến trường tìm được mấy cái gì đó, đều trang trong này rồi, tuy nhiên so mong muốn thu hoạch muốn thiếu nhiều lắm, thực sự có mấy thứ bảo vật, có thể vào khỏi biến hóa yêu thú pháp nhãn. Thường kỳ lúc này đem những vật này chia ra làm bốn, tính cả tiêu phàm ở bên trong, mỗi người đều có một phần. Nhìn ra được, xã ô có chút không vui vẻ, cuối cùng là một không nói gì, đem chính mình cái kia một phần thu vào đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng không có được trong truyền thuyết nghịch thiên bảo vật, ngược lại tiêu phàm lại nhận được rồi một cây trước kia chưa từng thấy qua, huyết ma thảo. Loại này huyết ma thảo, phải tại đại lượng sinh linh tử vong chi địa, hấp thu khổng lồ máu tươi tinh hoa, lại được vô tận ma khí chính là nhuộm dần, mới có thể năng lực chậm rãi tạo, là luyện chế rất nhiều ma đạo quý hiếm đan dược trọng yếu nguyên liệu. Cái này một cây huyết ma thảo, đã có vạn năm dược tính, có chút quý hiếm. Trận này đại chiến, trọn vẹn rằng có một thiên nhất ban đêm, ồn ào náo động vô cùng bàn long cốc mới rốt cuộc lần nữa trở về bình tĩnh, kinh thiên động địa hét hò, bỗng nhiên đi xa, thoáng cái trở nên im lặng, dõi mắt chỗ đến, đều đều là một mảnh màu đen cho tàn. Những chuyện lặt phạt kia tới khô lâu đại quân, đã muốn biến thành cho bụi. Vài chi yêu thú đội ngũ, lại lại tụ hợp đến cùng một chỗ. So sánh dưới, lâm lang núi đội ngũ nhất chỉnh tề, bị hao tổn mất cũng ít nhất nhìn về phía trên đại bộ phận yêu thú đều được có thừa lực, cũng không tiêu hao quá độ. Mặt khác vài chi yêu thú đội ngũ, kể cả chấn nhạc thần quân tự mình thống soái thần điện cận vệ quân, đều không nhiều không ít hao tổn những người này mã. Hơn nữa đa số yêu thú tinh thần uể oải mệt mỏi không chịu nổi. Cái này một thiên nhất ban đêm tiếp tục không ngừng đại chiến, cũng xác thực thật không tốt được. Thương huynh, người đảo xem thời cơ đắc nhanh. Thiên Sơn quân có chút vị chua nói. Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Thường kỳ ha ha cười một tiếng, ngậm miệng không đề cập tới tiêu phàm chỉ điểm. chương 884, Ngưu đồ bí mật. Cách bàn long cốc không biết bao nhiêu ngàn dặm bên ngoài, một tòa cự đại trong thành thị. Dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, nào đó không biết tên trong không gian, lóng lánh lấy nhàn nhạt lam sắc quang mang, mơ hồ có thể thấy được ba đạo bóng đen. Đại ca, đã muốn tìm hiểu rõ ràng, những kia người từ ngoài đến đều là yêu thú, tổng số nên vậy tại một ngàn cao thấp, cùng bậc cũng không thấp, ít nhất cũng là thất cấp đã ngoài, hắn trung hóa hình đã ngoài yêu thú, cũng có hai mươi mấy đầu. Ba đạo trong bóng đen vị cư bên phải một người, âm thanh nói ra. Người này là một bộ xương khô, cùng phong ấn chi địa đại đa số màu đen hài cốt bất đồng, bộ xương khô này trắng noãn như ngọc, lóng lánh lấy như bảo thạch sáng bóng, hai cái sâu sắc hốc mắt ở chỗ sâu trong, màu xanh ra trời ma chơi không ngừng nhảy lên nhiều như vậy yêu thú, theo ở đâu ra? Tay trái một người, lập tức hỏi, thanh âm ong ong đích, phảng phất sấm rền giống nhau. Người này là ba đạo trong bóng đen nhất cực giống hình người đích, thân hình cao lớn, ước chừng hơn một triệu chiều cao, y phục trên người rách mướp, toàn thân huyết nhục mơ hồ, tản ra trận trận tanh tuổi khí tức, làm cho người nghe thấy chi dục huệ. Dĩ nhiên là cương thi chi thân thể. Khô lâu nhìn cương thi liếc, nói ra cái này nhưng không đại thanh sở, nhưng khẳng định không phải chúng ta cái này phong ấn chi địa đích chúng ta tại đây tất cả yêu thú cũng đã ma hóa liễu tương đương chẳng lẽ đi thông ngoại giới thông đạo được mở ra cương thi xứng sờ về sau đại hỉ kêu lên khô lâu nói ra nhị ca cho dù đi thông ngoại giới thông đạo được mở ra cũng không đáng cho người cao hứng như vậy a à? cương thi không khỏi nghẹn lời trung tâm mà ngồi bóng đen cũng cùng loại hình người nhưng không có thân thể chỉ có một đoàn nồng đậm khói đen tại không ngừng cuồn cuộn lấy, con mắt bộ vị có cái điểm đỏ, tựa như hai điểm ngọn lửa tại chấp động. Lão Tam nói không sai, dùng chúng ta thực lực bây giờ, nếu quả thật đi thông ngoại giới thông đạo bị mở ra, bên ngoài những kia đại thần thông tu sĩ chen chúc mà vào lời mà nói, chúng ta vô luận như thế nào đều là ngăn cản không nổi đích. Dù sao nơi này đại trận phong ấn chi lực quá cường đại, qua nhiều năm như vậy, chúng ta thật vất vả mới tích xúc khởi một chút như vậy thêm chút sức lược, nhưng chịu không được tiêu hao. Trung tâm bóng đen chậm rãi nói ra, ngữ khí trầm thấp, vậy mà rất có tang thương cảm giác, tựa hồ đã trải qua vô tận tuế nguyệt, rất có cảm giác thán trị ý. Cương thi kêu rên một tiếng, oán hận nói, đáng tiếc năm đó thất bại trong gang tắc, nếu khi đó có thể đem đi thông thất giả giới giới diện thông đạo mở ra, đem chúng ta bản thổ đại năng chi sĩ tiếp dẫn tới, còn dùng sợ cái này thoi ma giới hỗn đản sao. Khô lâu thở dài nói nói, nhị ca, người đây không phải nói nhảm sao. Nếu có thể mở ra giới diện thông đạo, chúng ta còn dùng đợi tại địa phương quỷ quái này. Đã sớm đi trở về, năm đó trận đại chiến kia, ta đúng vậy ký ức hãy còn mới mẻ, thực không muốn lại trải qua một lần liễu tương đương. Cương thi cả giận nói, cái này nói cái gì lời nói, năm đó chúng ta ăn được lớn như vậy một cái thiếu thiệt thòi, bản thể bị diệt, cái này đại thù, ta nhất định phải báo trung tâm bóng đen nhẹ nhàng bầy bỗng nhúc nhích cùng loại cánh tay bộ vị, trầm giọng nói ra, lão tam, người không cần phải cố ý chọc giận lão nhị, hắn chính là loại tính cách này. Bất kể thế nào nói, những này người từ ngoài đến đối với chúng ta là một cái cơ hội. Không tệ chúng ta tế luyện cái kia kiện bảo vật, còn kém một bước cuối cùng sắp hoàn thành, một mực đều tìm không thấy đủ nhiều huyết thực để hoàn thành cuối cùng huyết tế. Bây giờ không phải là đưa tới cửa đến rồi, một ngàn con yêu thú là thiếu một chút, nhưng cùng bậc cao như vậy miễn cưỡng cũng đủ liếu tương đương cho dù luyện chế ra đến bảo vật uy năng hơi kém một chút cũng rất có hy vọng đem thông đạo mở ra cương thi không khỏi lại hưng phấn lên khô lâu nói ra nhị ca nói thì nói như thế cái này một ngàn con yêu thú nhưng không dễ đối phó như vậy riêng là hóa hình kỳ đã ngoài đích thì có hai mươi mấy tên trong đó còn có hóa hình hậu kỳ đại cao thủ cái kia thì thế nào chỉ cần bọn hắn vào cửu âm thành cho dù có nhiều hơn nữa biến hóa yêu thú, đều mơ tưởng chạy thoát. Cương thi tràn đầy tự tin nói. Khô lâu nói ra, đó là tự nhiên, mượn nhờ trong thành này đại trận cấm chế chi lực, tăng thêm chúng ta thiên quân vạn mã, chỉ cần bọn hắn đi vào thành đến, cũng đừng có lại muốn đi ra ngoài liếu tương đương. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn không nhất định có thể đi đến chúng ta tại đây. Người đừng quên này chút ít ma thú, chúng cũng không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua mới là huyết thực rồi, làm sao sẽ ngoan ngoãn đem nhóm này người ngoại lai phóng tới chúng ta cửu âm thành đến. Cương thi nhẹ gật đầu, nói ra, những kia ma thú xác thực là cái sao sao phiền, nếu không chúng ta xuất thủ trước, những này ngoại nhân một bả, đem những kia ma thú gợi yêu ta chết một đám, vì bọn họ tạo thanh con đường, như thế nào. Khô lâu lập tức tổ ngây ngẩn cả người, thật sâu hốc mắt bên trong, màu xanh ra trời ma chơi không ngừng nhảy lên, tựa hồ bị cương thi cái này không thể tưởng tượng ý niệm trong đầu kinh trụ, yêu ta ít chết ma thú vì người ngoại lai tạo thanh con đường nghe đi lên tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có có đạo lý nhỉ trung tâm quỷ ảnh khe khẽ thở dài nói ra lão nhị người cái này thật sự là kỳ tư Diệu tưởng năm đó chúng ta không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới thật không dễ dàng cùng ma thú đạt thành ăn ý mọi người hòa bình ở chung nhiều như vậy năm qua ma thú cũng là giữ lời hứa hiện tại chúng ta bỗng nhiên thay đổi Tuy nhiên bội bạc không có gì nhưng này chút ít ma thú cũng thực khó đối phó chúng ta cho dù toàn lực ra tay ai thắng ai thua còn không nhất định đến lúc đó chúng ta đánh cho lưỡng bại câu thương cũng đừng làm cho người ngoại lai nhặt được đại tiện nghi cương thi nôn nóng kêu lên cái gì cũng không được đây chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thấy đến khẩu mỹ thực ăn không được hắc hắc lão nhị người cũng không muốn lo nghĩ ngoại trừ đánh còn có những phương pháp khác phương pháp gì đại ca ngươi nói mau cương thi biết rõ vị đại ca kia túc trí đa mưu lập tức liền hưng phấn lên một điệt thanh âm mà thúc giục nói giao dịch giao dịch đúng dùng cửu âm đan cùng chúng giao dịch tin tưởng nhất định có thể đủ đả động chúng cương thi lập tức la hoảng lên cái gì cửu âm đan vậy làm sao có thể đúng vậy a à, đại ca cửu âm đan nhưng là chúng ta chân quý nhất đan dược một khi giao cho những kia ma thú linh trí của bọn nó chỉ sợ sẽ bởi vậy mở rộng ra những này ma thú vốn là có được lấy đáng sợ thiên phú thần thông, hơn nữa linh trí mở rộng ra lời mà nói, đến lúc đó sợ chúng ta cửu âm thành đô cũng bị chúng chiếm cứ. Khô lâu cũng lo lắng lo lắng nói. Quỷ ảnh trong mắt hồng mang lè lè, chậm rãi nói ra, vì đám kia huyết thực, vì bảo vật cuối cùng tế luyện, cho dù có chút ít phong hiểm cũng đáng được bốc lên. Bằng không thì, chúng ta có lẽ hay là vĩnh viễn chỉ có thể vây ở chỗ này, ra không được, cũng trở về không được thất dạ giới. Cương Thi vừa nghe, lập tức kêu lên, đại ca nói đúng, cho dù lớn hơn nữa phong hiểm cũng đáng được bốc lên. Khô Lâu nghĩ nghĩ, cũng nói, đại ca nói rất có lý, là ta tầm nhìn hạn hẹp liếu tương đương. Quỷ Ảnh nói ra, ngoại trừ cùng ma thú đàm phán bên ngoài, còn phải mau chóng đem những kia người ngoại lai dụ dỗ đến chúng ta cửu âm thành đến. Khô Lâu nói ra, cái này dễ dàng, những kia người từ ngoài đến chính là tới tìm bảo đích, chúng tiểu nhân bẩm báo. Bọn hắn đang tại siêu tầm trên chiến trường còn sót lại đồng nát sắt vụn. Chỉ cần cho bọn hắn một ít chỗ tốt, bọn hắn sẽ dọc theo chúng ta chỉ dẫn về phía trước. Đưa bọn chúng dụ dỗ đến Cửu Âm Thành, không coi vào đâu việc khó. Mấu chốt là những kia ma thú không quấy rối là được. Quỷ Ảnh gật gật đầu, nói ra, sở dĩ dùng Cửu Âm Đan cùng chúng giao dịch, ngoại trừ khiến chúng nó không quấy rối, ta còn muốn thỉnh chúng đến Cửu Âm Thành giúp bọn ta giúp một tay những này ma thú đầu óc không được tốt xử, thiên phú thần thông quả thực rất cao minh. Khô lâu giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, lại để cho ma thú hỗ trợ, đại ca quả nhiên là ý kiến hay, cũng tránh khỏi tự chúng ta tổn thương quá lớn. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta muốn vội vàng tế luyện bảo vật, không thể tự mình ra tay, những kia biến hóa yêu thú, phải nhờ vào ma thú để đối phó liễu tương đương. Bằng không thì, chúng tiểu nhân sợ là ngăn cản không nổi. Cương thi trầm ngâm hơi khoảnh, nói ra, đại ca, bởi như vậy, chúng ta muốn đưa ra ngoài cửu âm đan, cũng không tránh khỏi nhiều lắm a. Quỷ ảnh khẽ lắc đầu, nói ra, sẽ không quá nhiều đích, chúng ta cũng không cần cùng tất cả ma sao sao dễ dàng, muốn đối phó trong đó mấy cái là đủ rồi. Về phần mặt khác những kia ma thú, người ngoại lai chính mình lại đối phó đích. Người đừng quên rồi, hơn một ngàn đẳng cấp cao yêu thú, bản thân lực lượng cũng quyết không nhưng khinh thường. Cương thi vỗ cái ót, cười ha hả nói, như thế, ta đem bà cái này mảnh vụn gốc đem quên đi. Lão Tam, dụ dỗ người ngoại lai, phải dựa vào người tới an bài. Vạn Ma Sơn bên kia, khả năng đắc ta tự mình đi một chuyến, đầu kia lão sói, rất cố chấp đích. Đại ca yên tâm, việc này giao cho ta đến xử lý là được. Cường Thi lại lo lắng nói, đại ca, người muốn đi vạn Ma Sơn. Đầu kia lão ma sói cũng không phải là cái thiện gốc dạ, trong đầu toàn cơ bắp, vạn nhất hắn cuồng tính đại phát, như thế nào cho phải. Quỷ ảnh lạnh nhạt nói ra, ta cho nó chỗ tốt đến thăm, hắn vô duyên vô cớ đích, cuồng tính đại phát làm cái gì. Bên này mái hiên mưu đồ bí mật lấy, xa xôi một chỗ trong núi rừng, nhưng lại tiếng gợi yêu ta ết sung trời. Hơn một ngàn yêu thú cùng trong rừng rậm tất cả loài ma thú vung tay. Những này ma thú cùng bọn họ mới vừa tiến vào thế giới dưới lòng đất thời điểm đụng phải cái kia mấy ngàn đầu ma lang đồng giặc, đẳng cấp không tính rất cao, Đa số chỉ tương đương với chúc cơ kỳ tu vi, trong đó tương đương với kim đan kỳ tu vi vô cùng thiếu. Mấu chốt ở chỗ, số lượng thật sự quá nhiều. Hơn nữa thân ở trong rừng rậm, yêu thú khó có thể xếp nghiêm chỉnh trận thế, chỉ có thể top 5 top 3 từng người tự chiến, làm cho tình hình chiến đấu thoáng cái trở nên rằng có bắt đầu đứng dậy, kịch liệt vô cùng. Tương đối mà nói, tiêu phàm là thoải mái nhất đích. Hắn tất cả thần thông, đều đều đối với ma thú có khắc chế công hiệu. Tại chiến giáp ở phía trong rót vào tinh viêm chi lực cùng lôi điện chi lực, đối mặt ma thú thiên phú công kích cùng hủ huyết công kích, đều rất hữu hiệu quả. Tầng thứ ba tinh viêm quyết thi triển ra, liệt diễm hừng hực, phàm là tới gần hắn cấp thấp ma thú, cơ hồ không hề kháng cự cùng dẫy ruộng đường sống, trong khoảnh khắc đã bị ly hỏa chi tinh đốt thành cho bụi, ngay nguyên thần đều trốn không thoát. Tiêu phàm một đao chém ra, liệt diễm bốc hơi, vô số sóng lửa hướng bốn phương tám hướng đánh tới bất kể là ma thú có lẽ hay là màu nâu đen cây cối, đều đều cháy sạch sạch bong, chung quanh không ra một mảng lớn đất trống. Vây công bọn hắn cuối cùng một đám ma thú, cũng cháy sạch không còn một mảnh. Đương, mà một tiếng, hoàng đường đem thuộc đồng côn nặng nề hướng trên núi đá một sử, thở dốc một hơi, nói ra, đây là đệ mấy sóng rồi. Những này ma thú giống như tổng cũng gợi yêu ta ít không sạch sẽ, còn như vậy đánh tiếp, chúng ta sớm muộn hội tiêu hao đắc sạch bong tiêu phàm thủ đoạn một phen, đem màu đỏ sầm viêm linh chi lưới kiếm thu vào, thấp giọng nói ra, ngoại trừ chấn nhạc thần quân, không có người biết rõ đường đi ra ngoài. Hoàng đường không khỏi khẽ giật mình, lập tức im lặng gật đầu. chương 885, dụ địch xâm nhập. Chút bất chi bất giác, tiến vào phong ấn chi địa đã muốn hơn hai tháng. Cái này chi cô độc đội ngũ, về phía trước thẳng tiến không ngắn một khoảng cách, nhưng tinh thần cũng còn rất phấn chấn nhìn qua một đám hốt hoảng bỏ chạy quỷ ảnh, hoàng đường bị kích động mà thu hồi thuộc đồng côn, cười nói, mỗi lần đều như vậy, một nhóm lớn qua đi tìm cái chết, đánh không lại bỏ chạy. Những này quỷ vật, thật sao linh trí không cao. Xà ô đã muốn không thể chờ đợi được mà phân phó hơn 10 người cơ linh chút ít yêu thú, khiến chúng nó rất nhanh quét dọn chiến trường. Mỗi người trên mặt đều lộ ra chờ mong thần sắc. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, cái này đã muốn trở thành nào đó lệ cũ, mỗi một cuộc chiến đấu về sau, chỉ cần đánh tan quỷ ảnh hoặc là ma thú, đều có thể có rất không tệ thu hoạch, quét dọn chiến trường thời điểm, luôn có thể tìm tới hiếm thấy linh dược, hoặc là chính là tài liệu các loại, cũng có không thiếu phẩm tương pháp bảo. Theo những này quỷ vật hoặc là ma thú tung tích truy tung xuống dưới, luôn có thể tìm được mới cổ chiến trường, siêu tầm đến không tưởng được chiến lợi phẩm. Cứ việc có thể làm cho biến hóa yêu thú tiến giai ngộ linh kỳ nghịch thiên đan dược chưa xuất hiện qua, nhưng hắn chiến lợi phẩm đã đầy đủ quý hiếm rồi, tại trời xanh núi thời điểm, tuyệt đối khó có thể tìm được tốt như vậy gì đó. Cho nên, tuy nhiên một mực đều không có đình chỉ qua tác chiến, yêu thú đội ngũ trước mắt có lẽ hay là bảo trì ngẩng cao sĩ khí, giảm quân số cũng không nhiều lắm, trên cơ bản, xây dựng chế độ nguyên vẹn, đây là nhất lệnh đám yêu thú phấn chấn đích. Phong ấn chi địa quỷ vật cùng ma thú, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy xem ra cùng lệ thú cánh đồng hoang vu phong ấn chi lực đồng dạng cái này khổng lồ phong ấn đại trận đối với quỷ vật ma thú áp chế cực kỳ cường đại tiêu phàm sớm thu lại binh khí nhìn qua chạy chối chết quỷ ảnh hai hàng lông mày có chút nhân bắt đầu đứng dậy huynh đệ làm sao vậy mất hứng a hát ngươi không phải lại phải mấy thứ linh hoa linh thảo sao còn có những đan dược kia cũng đều là đồ tốt hoàng đường ở một bên cười ha hả nói lâm lang núi bên này đã muốn tạo thành chung nhận thức. Phàm là linh hoa linh thảo cùng đan dược các loại, trước cho tiêu phàm phân biệt thoáng một tí, thương kỳ xảo ô hoàng đường bọn người cần dùng đến đích. Tự cho bọn hắn, không dùng được lời nói, tất cả đều quy tiêu phàm tất cả. Những vật này, tại tiêu phàm trong tay mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Đương nhiên, mặt khác bảo vật tài liệu, tự ưu tiên do thương kỳ bọn hắn chọn lựa, chọn còn lại mới quy tiêu phàm. Trên cơ bản, lâm lang núi đoạt được, đều là chia ra làm bốn, tiêu phàm cũng phải trong đó một phần. thương kỳ cùng hoàng đường đều không đại khả có thể bạc đãi hắn. tiêu phàm lắc đầu, nói ra tam ca, tình hình có chút không đúng. ta cảm giác, cảm thấy những này quỷ vật tựa hồ là có mục là, tại hấp dẫn chúng ta đi trước nào đó cái địa phương. Này, huynh đệ người quá đa tâm rồi, những này quỷ vật nào có cao như vậy linh trí, nói trắng ra là chúng tựu là năm đó những kia ma đạo quỷ tu một đám oán khi biến thành, không biết không thức, còn hiểu đắc dụng kế không được. t r u i e n c u a t u i n e t Tiêu phàm lông mày trao càng chặt hơn liễu tương đương, thấp giọng nói ra, đây chính là ta lo lắng nguyên nhân. Vừa bắt đầu chúng ta đụng phải cái kia chút ít quỷ vật, xác thực là không có linh trí đích. Ví dụ như tại bàn Long Cốc, trên trăm vạn khô lâu quỷ binh. Đơn giản chỉ cần toàn bộ cho tiêu diệt, mới cuối cùng nhất có thể thoát thân. Người ngẫm lại, cái kia một lần có quỷ vật chạy trốn sao? Cái kia thật không có, ít nhất ta chưa thấy qua. Cho nên nói, hội chạy trốn quỷ vật, thân mình tự có vấn đề. Hội chạy trốn, còn có thể ven đường ném gì đó quỷ vật, vậy thì càng thêm không thể nhỏ dò xét. Tam ca, cái đó và chiến tranh nhưng thật ra là một cái đạo lý. Quỷ vật cũng sẽ dụ địch xâm nhập, dù sao tại đây phong ấn chi địa, chúng ta là khách bọn hắn mới được là chủ. Một khi bọn hắn thiết tốt rồi cái bẫy, đem chúng ta tiến cử tuyệt địa. Cái kia kết cục rất có thể tựu như năm đó thượng cổ tu sĩ diệt gợi yêu e. ta .ết bọn hắn đồng dạng. Chỉ có điều, lúc này đây hội trái lại, bị diệt sát biến thành chúng ta. Tiêu phàm thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Đối với tiêu phàm nói lời, hoàng đường trước sau như một tương đối tin phục, nghe vậy cũng lo lắng, nói ra cái kia, muốn hay không cùng đại ca nhị ca thương lượng một chút quả thật có cái này tất yếu không cần thương lượng ta cũng nghe được rồi tiêu huynh đệ lo lắng không phải là không có đạo lý một lời không tất sau lưng tự vang lên thương kỳ thanh âm hoàng đường lập tức hỏi đại ca đã như vậy cái kia ta còn truy sao thương kỳ nghĩ nghĩ nói ra việc này chúng ta không làm chủ được nhưng tiêu huynh đệ cái này lo lắng quả thật có đạo lý ta cũng vậy thực cân nhắc đâu rồi, những này quỷ vật hành vi rất cổ quái rồi, không muốn tìm đến mảnh vụn gốc giống như là đến hiến vật quý đích. Vậy thì cho thần quân bẩm báo xuống. Thương kỳ suy nghĩ một chút, nói ra tốt, ta đi, các người trước tiên đem bên này đều thu thập sạch sẽ. Yes sir. Hoàng đường tuyết ra miệng rộng tựu nở nụ cười. Lúc này đây, lâm lang núi lũ yêu là vị cư cánh trái, chấn nhạc thần quân tự nhiên là tỷ lệ xuất lĩnh lấy thần điện cận vệ quân trung tâm. Trấn nhạc thần điện trực tiếp chỉ huy đẳng cấp cao yêu thú có hơn 300 đầu, trong đó bát cấp đã ngoài chiếm nửa số, cửu cấp đỉnh phong tu vi đích, cũng chừng hơn 10 đầu. Ngoại trừ chấn nhạc thần quân bên ngoài, chấn nhạc thần điện còn có 7 tên biến hóa yêu thú, trên danh nghĩa là khách khanh, kỳ thực cùng chấn nhạc thần điện nhất thể. Cường đại như thế thực lực hùng hậu, đương nhiên bị trời xanh núi mặt khác yêu thú tôn sùng là đầu rồng vòi nước lão đại. Tương đối mà nói, lâm lang núi mới ba gã biến hóa yêu thú, xem như vài cổ trong thế lực yếu nhất một cổ, tốt tại cái khác yêu thú số lượng cũng không ít, thương kỳ lúc này mới có tư cách cùng thiên sơn quân bọn người bình khởi bình tọa Chấn nhạc thần quân vững vàng đứng ở giữa không chung, giám thị lấy toàn bộ chiến trường mỗi hẻo lánh, quần đỏ nữ tử thích phu nhân cùng hai gã khác biến hóa yêu thú đứng hầu một bên. Phòng ấn đại trận cấm bay cấm chế, đối với hóa hình kỳ đã ngoài yêu thú tác dụng yếu nhược nhiều lắm. Bất quá vì chiếu cố chỉnh thể hành quân tốc độ, mọi người cũng chỉ có thể đi theo những kia đê dai nhất thất cấp yêu thú tiết tấu đi. Thương kỳ nhấn một cái dưới chân độn quang, chậm lại tốc độ, xa xa hướng chấn nhạc thần quân liền ôm quyền, cao giọng nói ra, bái kiến thần quân. Chấn nhạc thần quân liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, lạnh nhạt nói ra, thương hiền đệ, có việc. Khởi bẩm thần quân, tình hình tựa hồ có chút không đúng. Những này quỷ vật, giống như nghi ngờ có cái gì không thể cho ai biết mục đích, là ở dụ địch xâm nhập thương kỳ cũng không chậm trễ, trực tiếp đem chính mình nghi kỵ nói ra. Dụ địch xâm nhập, thích phu nhân không khỏi khẽ cười một tiếng. Thương đạo hữu cho rằng quỷ vật là cái gì, chẳng lẽ chúng còn hiểu đắc binh pháp không được. Thương kỳ nghiêm mặt nói ra, thích phu nhân, không thể quá phận khinh thường những này quỷ vật. Trước kia chúng nhưng không phải như vậy tử đích. Lúc này đem tiêu phàm cùng hoàng đường nói qua cái kia lời nói lại thuật lại một lần, biết rõ chấn nhạc thần quân đối với tiêu phàm không có hảo cảm, lời nói này tự nhiên trở thành thương kỳ đạo lý của mình. Chấn nhạc thần quân hai hàng lông mày có chút nhân lại, nói ra quả thật như thế, dùng thương hiền để ý. Phải làm như thế nào ứng đối? Thương kỳ nghĩ nghĩ, nói ra thần quân, trộm cho là chúng ta trước mặt tiến lên tốc độ. Có lẽ hay là quá là nhanh, phải lại phóng chậm một chút. Ít nhất phải phái ra vài tên am hiểu ẩn nặc thuật, hành động nhanh nhẹn đồng đạo, với tư cách đại quân thám báo, về phía trước chạm canh gác giò xét tất cả bộ trong lúc đó, còn muốn tiếp tục kéo ra khoảng cách, vạn nhất quỷ vật có âm mưu quỷ kế gì, chúng ta cũng không trở thành tất cả đều rơi trong cạm bẫy, có thể lẫn nhau cứu viện. Làm gì như vậy cẩn thận từng ly từng tí, vô luận là quỷ vật cũng tốt, ma thú cũng tốt, khoảng trừng gì đó chính là chỗ này sao điểm tu vi, có thể tạo thành bao nhiêu uy hát yêu ta ép. Chúng ta dù sao không phải chân tránh quân đội, cái này cũng không phải chân chính chiến tranh. Thương kỳ nói vừa xong, Lập tức thì có một gã biến hóa yêu thú mở miệng nói ra, ngữ khí rất là không cho là đúng. Thật sự những ngày này liên tục không ngừng thắng trận, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh ngạo khí. Tu chân giới vốn là người mạnh là vua, đã đối thủ yếu như vậy nhỏ, cần gì phải tự loạn trận cước? Chính mình hù dọa chính mình. Hơn nữa coi như là biến hóa yêu thú, chính thức chỉ huy một phương, là tự nhiên mình chủ kiến cùng quyết đoán cũng thủy chung là số rất ít đại đa số yêu thú thở phụng đúng là nắm đấm lớn định đoạt. Thương kỳ nói ra, chú ý một ít, tổng sẽ không sai đích. liền vào lúc này, một đạo màu xám độn quang bắn thẳng đến mà đến, điền tính áo bảo xám nam tử cầm trong tay lấy một cái xanh mơn mởn bình ngọc, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, cách thật xa tựu vui dạo rực kêu lên, thần quân, đại hỉ. Ánh mắt mọi người, lập tức đã bị hấp dẫn. Phát hiện cái gì? Chấn nhạc thần quân thần sắc vẫn còn chấn định, chầm chầm vào cái kia bình ngọc, lạnh nhạt hỏi. Thần quân, ngài thỉnh xem. Áo bảo xám nam tử cũng không nhiều lời, hai tay đem cái kia xanh mơn mởn bình ngọc dâng tặng đến chấn nhạc thần quân trước mặt. Chấn nhạc thần quân tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, một cổ kỳ lạ mùi thuốc lập tức tràn ngập ra đến. Làm cho người vừa hỏi phía dưới, liền lại ý chí đại sướng. Lập tức, một tiếng thanh minh, một cổ xanh biếc quang đoàn bay ra miệng bình. Chấn nhạc thần quân sớm đã có bị, cánh tay phải vừa nhấc, một hơn một xích đại màu ngà sữa quang thủ di động hiện ra, vào đầu chảo đem xuống dưới, xanh biếc quang đoàn một tiếng gào thét, né tránh không kịp, liền bị bàn tay lớn chảo trong tay, hóa thành một quả đậu nành lớn nhỏ xanh biếc dược hoàn, tại trấn nhạc thần quân trong lòng bàn tay quay tròn mà chuyển động. Thương kỳ đợi biến hóa yêu thú, đều đều hai mắt nhíu lại, lộ ra giật mình thần sắc. Cái này đan dược đã muốn thông linh, tuyệt đối không giống tiểu khả chấn nhạc thần quân rũi ra thực trung hai chỉ, nhẹ nhàng cầm bốc lên đan dược, phóng tới chóp mũi, thật sâu khẽ ngửi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thật lâu dư vị, hơi khoảnh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Áo bảo xám nam tử gắt gao nhìn thẳng hắn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn lại lo được lo mất thần sắc. Không là nguyên linh đan. Chấn nhạc thần quân rốt cuộc thật dài thở vào một cái, mở ra hai mắt, như là thở dài loại nói. Nguyên linh đan, lập tức một hồi kinh hô hồ vang lên, tất cả biến hóa yêu thú trong mắt đều bắn ra ra lửa nóng quang mang. Nguyên linh đan đúng vậy trong truyền thuyết nghịch thiên cấp linh dược, là số rất ít đối với người loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng hóa hình hậu kỳ yêu thú tiến giai ngộ linh kỳ có ra hiệu quả quả đan dược, nghe nói chính phẩm nguyên linh đan đủ có thể khiến đột phá ngộ linh kỳ tỷ lệ tăng thêm hai thành đã ngoài. Đây tuyệt đối là một cái làm cho người khó có thể tin tăng thêm phần trăm. Bình thường hóa hình hậu kỳ yêu thú tiến giai ngộ linh kỳ khả năng, trong trăm không có một, ngàn tên hóa hình hậu kỳ yêu thú bên trong, cũng không biết có không có một người nào, không có một cái nào có thể tiến giai ngộ linh kỳ. Nguyên linh đan thoáng cái lại để cho cái này tỷ lệ tăng lên tới hai thành, quả thực là không thể tưởng tượng. Tuy nhiên bởi vì niên đại quá mức đã lâu, cái này khỏa nguyên linh đan dược tính đã muốn đánh mất hơn phân nửa, nhưng vẫn là hiếm có linh đan. Làm tốt lắm, áo bảo sám nam tử liền ngay vội vàng kho người tốn tạ, lại vô luận như thế nào đều không che giấu được vẻ này đắc y sức mạnh thương kỳ ngầm thở dài hắn biết rõ cái này khỏa may mắn thế nào xuất hiện nguyên linh đan lại để cho cái kia cái cẩn thận cẩn thận đề nghị lập tức tự trở nên bay bổng đích không còn gì nữa đang tìm kiếm càng nhiều nguyên linh đan dưới sự ký bản quyền tê ý bản quyền tất cả biến hóa yêu thú đều liều lĩnh mà tiến về phía trước coi như là hắn thương kỳ nhìn thấy nguyên linh đan trong nội tâm lúc đó chẳng phải lửa nóng thập phần audio điện tử võ tấn bền hết chương 885